Chương 3059, sự thật xuất hiện. Vương Nhân Bàng vừa quay đầu, sững người, nhất thời ngơ ngác một chút. Nhưng sau đó cũng lắc đầu nói. Bên trong còn nhiều, cái gì cũng có. Nhưng, đây nhất định là một nơi bị vùi lấp, người đi vào sẽ bị tham tiền mà chết trong đó. Có lẽ vẫn là ảo giác mà cao thủ tạo ra, tôi mới không làm. Vẫn là đá quý trên ghế này là thật. Ôi, đáng tiếc chiếc ghế bằng gỗ chắc này không thể đem về, nếu không tuyệt đối sẽ có giá trên 100.000. Diệp Phàm sửng sốt, cảm thấy người này còn hiểu đạo lý một chút, không đến mức phi tài mà đánh mất mạng nhỏ. Bởi vì, căn phòng phía sau là hàng núi vàng bạc châu báu, dễ làm người ta hoa mắt. Ngay cả Diệp Phàm cũng phải động tâm. Hai khối là được, đừng tham nhiều, nếu không nơi này thần bí, nếu có chuyện gì xảy ra thì lão bà anh cũng không thấy mặc, khối đá quý này dám dùng. Diệp Phàm khuyến cáo. Tốt, tốt, tôi liền lấy hai khối. Vương Nhân Bàng gật đầu, tay không chậm một chút, thuần thục lấy viên đá quý thứ hai. Cạc cạc. Huyết Cương hình như nghỉ ngơi xong, dương nanh múa vuốt đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng hợp lực chống đỡ với Huyết Cương, đánh đánh. Diệp Phàm phát hiện Huyết Cương này cũng không lợi hại như tưởng tượng. Có lẽ trước khi chết công lực còn chưa đột phá đến tiên thiên, hình như công lực không khác với trình độ của hắn. Nhưng việc này còn đáng lo. Diệp Phàm càng đánh càng dũng cảm, sau đó không ngờ cùng Huyết Cương đánh nhau như thời xưa. Mà ưu điểm của Huyết Cương chính là da dày thịt béo, giống như là đánh không chết. Đao rất khó chém vào, giống như đánh vào phiến đá không chút xây sát sau đó lại nhảy dựng lên. Nhưng, nếu anh bị cô vây một phen thì khác, bởi vì Huyết Cương có độc, may mắn Diệp Phàm cũng là độc nhân, nếu không có lẽ sớm xong rồi. Nhưng Huyết Cương cũng có nhược điểm. Thân thể di chuyển kém linh hoạt, cho nên, so với Diệp Phàm mỗi người một vẻ. Diệp Phàm chờ cơ hội, hợp lực với Vương Nhân Bàng, một cước đem Huyết Cương bị đá lên trên giường. Việc lạ đã xảy ra. Giường nhìn qua cách Diệp Phàm khoảng cách mấy chục mét, nhưng Huyết Cương lại không đi đến giường mà đến một cây cột bên cạnh. Huyết Cương tức giận đánh tới. Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng chạy nhanh, nhảy xuống giường, nhưng vẫn không thể nào tới trên giường. Quay người vừa thấy. Giường vẫn ở đó, mà trên đó còn có người nằm. Mà Vương Nhân Bàng bị Huyết Cương tát một cái, đánh vào cây cột. Giường này, hình như mãi mãi không thể nào với tới, cứ theo người đi tới mà tiến lên. Nhìn qua rất thật. Tôi giết cô. Diệp Phàm tức giận hét lên, con rơi từ thái dương bay ra, hóa thành hình rồng, móng rồng lập tức chộp tới Huyết Cương. Móng vuốt này vừa rồi phá ống dẫn lớn như thế. Két một tiếng. Bộ ngực của Huyết Cương bị giữ lại. Nhưng ngực của nữ Huyết Cương chạm tay có vẻ cứng nhưng hơi có tính đàn hồi. Cạc cạc, nữ Huyết Cương tức giận rồi, có lẽ là bản năng của phụ nữ bảo vệ chỗ này. Dù là biến thành Huyết Cương nhưng vẫn có chút bản năng. Diệp Phàm trốn tránh không kịp, bị Huyết Cương ném lên trên giường. Lần này không ngờ đến trên giường rồi, nhưng Diệp Phàm thiếu chút nữa rớt con mắt. Thân thể của hắn nằm lên trên người trên giường, người này hình như là không tức giận, nhưng... Chờ Diệp Phàm sợ tới mức nhảy xuống giường phát hiện người nọ vẫn nằm trên giường. Ngay lúc Diệp Phàm cảm giác thật sự không thể tưởng tượng được là lúc người trên giường đột nhiên ngồi dậy, cả người hiện ra trước mặt Diệp Phàm. Anh không phải là đán phi tử sao? Diệp Phàm lỡ lời kêu lên. Người này không nói, một phen hút đem Huyết Cương hút lên không trung. Không lâu từng đám mây tía toát ra hoàn toàn đem Huyết Cương nhập vào trong đó. Huyết Cương thống khổ hét lên trong đám mây tía. Tiếng kêu rung trời động đất. Chuyện khiếp sợ đã xảy ra. Nữ Huyết Cương cao đến trên 1,7 mét không ngờ ngày càng nhỏ, cuối cùng càng người thấp bé như trẻ con. Một đám mây tím bay lên, nữ Huyết Cương bất động, giống như một người sáp, bên ngoài còn phát sáng. Nhưng bộ quần áo trên người nữ Huyết Cương vẫn còn, hơn nữa là trang phục của công chúa Tây Chu. Từng đạo sóng nội tức gợn lên đụng vào đầu Diệp Phàm. Không lâu, trong đầu Diệp Phàm hiện ra một pháp môn. Giọng đán phi tử vang lên. Đây là khống cương khinh, dùng quen có thể khống chế khối huyết cương này. Huyết cương này đã đến cảnh giới viên mãn, nếu như có thể lên từng bước có thể trở thành phi cương. Đến lúc đó có cánh bằng màng da trên lưng, có thể bay trên không trung. Mà tôi đã dùng pháp môn đặc biệt để truyền cho nàng lui cốt công. Cho nên cơ thể có thể thu nhỏ như ngón tay, tiện cho cậu mang theo người. Chỉ cần luyện xong khống cương khinh. Gặp nguy hiểm có một người tương đương bán tiên thiên tương trợ. Nếu như có thể tiến hóa đến phi cương, công lực của nàng có thể chống đỡ với một cao thủ tiên thiên.
Sư phụ, ông bảo tôi đến đây làm gì? Chẳng lẽ tất cả những cái này đều do ông thiết kế? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, thế gian vạn vật, không thể vạn vật đều tính đến. Nhưng, thế gian này, luôn có hữu duyên. Như kỹ, mê cung chi đồ, thiên tinh chi bảo, quan trung chi bảo, thiên tinh chi hạch. Huyết cương có thể giúp cậu đi thăm dò mê cung thiên tinh tinh. Nếu cậu còn muốn tầng cao hơn, cũng phải tìm được cung tinh tinh này. Không cần cảm thấy lạ, bóng người trên giường vừa rồi chính là tôi dùng nội thức tạo ra. Rời giường được trang bị đặc biệt này sẽ không thể giữ nữa. Đi thôi, tất cả ở đây thật sự là thần bí. Đán phi tử nói. Hoàng đảo này là nơi luyện công của sư phụ sao? Diệp Phàm hỏi. Cơ không phải, nơi này vốn là nơi luyện công của Vũ Vương Mễ. Nghe nói năm đó gia tộc Vũ Vương mấy thế hệ tốn 200-300 năm mới thiết kế xong nơi này, một công trình khổng lồ. Sau đó gia tộc Vũ Vương xuống dốc, đều đến thảm, nhưng đa số cao thủ đều chết ở hoang đảo thần bí này. Nghe nói nơi này Vũ Vương nuôi dưỡng hàng ngàn con rắn, tôi sao không phát hiện nó? Loại rắn ngàn năm này có tác dụng gì? Còn nữa, tôi phát hiện mấy cỗ thi thể, bọn họ tự xưng là lôi đạo phẩm, hồng sao và huyết điểu. Hơn nữa, một người công lực đạt đến hôn ly cảnh đại viên mãn, còn nói vì đánh sâu vào thoát thần cảnh cho nên mới tìm kiếm mê cung Vũ Vương. Hồ ly cảnh cùng với thoát thần cảnh là cảnh giới gì? Đệ tử tới giờ chưa từng nghe nói qua, cảm thấy rất hứng thú. Diệp Phàm không ngại học hỏi. Những điều này là do hiện giờ cậu chỉ có thể nhìn lên cảnh giới phía trên, chờ cậu đột phá đến tiên thiên chi cảnh rồi nói sau. Nếu không, nói phí công mỏi lưỡi. Ví dụ như thoát thần chi cảnh, nếu cậu có thể đạt đến trình độ này, cậu có thể dễ dàng thực hiện hồn ly thuật. Ví dụ như cậu đem tinh thần tư tưởng của cậu chia ra lưu trữ. Nếu như có thể gặp thân thể hữu duyên, cậu có thể chiếm. Làm cho cậu sống lại. Hơn nữa càng thần kỳ chính là cậu có thể sáng tạo ra chính mình. Đán phi tử hỏi. Sáng tạo ra mình, sáng tạo như thế nào? Diệp Phàm kinh hãi, thầm nói đây không phải là khắc long thuật sao? Đương nhiên không phải chỉ biến hóa người kia một chút, mà là cậu có thể đem tinh thần và tư tưởng của mình tách ra, ví như phân thành hai. Hoặc là có thể phục chế một chút tư tưởng và tinh thần của cậu, sau đó đem tinh thần và tư tưởng này thông qua nội thức nhập vào cơ thể một người khác. Người này bị nội khí của cậu hòa tan xong, mà cậu có thể chiếm giữ thân thể y, do đó, cơ thể trạng thái trở về như cũ, chiếm giữ đầu óc y. Cuối cùng, y liền biến thành cậu, mà cậu không khác gì người cậu phục chế ra chính là một người. Cậu có thể khống chế y, hết thảy y đều chỉ nghe lời cậu. Bởi vì cậu là cao thủ thoát thần cảnh, như thế không phải là tăng cường cho cậu một cao thủ sao? Đương nhiên, cơ thể vẫn là cơ thể của người kia, chỉ là tư tưởng tinh thần biến thành cậu. Người chỉ còn lại thể xác cũng không phải là người đúng không? Đán phi tử nói. Quá thần kỳ, đây chẳng phải là hai cao thủ thoát thần cảnh sao? Diệp Phàm kinh hãi hỏi. Không thể nói như vậy, phải xem người cậu chiếm giữ thân thể công lực bao nhiêu mới được. Nếu y là cao thủ tiên thiên, vậy tinh thần cậu sau khi xâm chiếm cơ thể y cao hơn cao thủ tiên thiên một chút. Cũng không thể nói là trở thành cao thủ thoát thần cảnh. Dù sao, mặc kệ là cái gì, đều là trụ cột của cậu. Đán phi tử nói. Vậy thì nguy. Diệp Phàm nói. Đương nhiên, phương pháp phục chế người của cậu là có nhưng, hoàn thành thì rất khó khăn. Nhìn chung thời đại của chúng ta, cao thủ nhiều như mây, cao thủ tiên thiên không đáng kể chút nào. Nhưng nếu có thể hoàn thành việc này cũng không nhiều. Nghe Ensoi thành công còn không đến 2 trong 100 người. Có thể thấy khó khăn rất lớn. Hơn nữa, phục chế thành công, cơ thể cậu cũng có tổn thất một chút. Thế giới rộng lớn, có lợi cũng có tệ, bất luận cái gì đều không thể chỉ có lợi mà không có hại. Hai người lợi dụng lẫn nhau. Đán phi tử nói. Thật sự khao khát có năng lực này. Diệp Phàm cảm thán nói. Vậy cậu nỗ lực lên, với cơ sở của cậu, hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới này. Đán phi tử cổ vũ. Sư phụ, pho tượng lớn kia chẳng lẽ chính là hình ảnh của Vũ Vương Mễ? Còn nữa, huyết cương này cũng là ông ấy luyện thành. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, chẳng qua huyết cương này cũng không thể luyện thành công. Tính là một nửa thành phẩm, nàng hiện giờ kế thừa lui cốt công của tôi, có thể thay đổi lớn nhỏ tùy ý. Cậu tiện nắm trong tay. Đán phi tử nói. Sư phụ, có thể đem môn công phu này dạy cho tôi. Nếu tôi cũng có thể thay đổi bé bằng cái móng tay thì thật là tốt. Diệp Phàm liền động lòng. Ha ha, công lực của cậu không đủ,
ít nhất phải chờ đến khi cậu đạt đến cảnh giới tiên thiên mới có thể luyện thành môn công phu này. Hơn nữa, muốn thu nhỏ lại đến như móng tay, có lẽ phải có cảnh giới niệm khí mới có thể đạt đến. Nếu cậu chỉ có năng lực tiên thiên, mặc dù luyện công phu này cũng không thể nhỏ như vậy. Nhỏ nhất của cậu cũng bằng bàn tay. Đán phi tử cười nói. Bàn tay thì bàn tay, thế cũng được. Sư phụ có thể dạy cho tôi trước, tôi thử luyện, có khi giờ cũng có hiệu quả, có thể thu nhỏ bằng chân tôi cũng hài lòng rồi. Diệp Phàm cười nói. Nếu không, tôi thấy huyết cương này cũng cảnh giới bán tiên thiên, sao cô lại có thể thu nhỏ như cái móng tay? Chương 3060, thuật khắc long thời cổ đại. Cô ấy không vào như bình thường, không giống với tôi. Tôi chỉ cần làm cô ấy như một con búp bê, cho nên, có thể trực tiếp đem lui cốt công này truyền cho cô ấy. Hơn nữa, hiệu quả cũng không tồi. Nhưng mà, cậu là một người bình thường, cậu cần phải tự mình cố gắng mới có thể luyện thành công được. Hơn nữa, còn có liên quan đến môi trường tập luyện. Ngoài ra, da, gân cốt và xương không giống nhau. Cậu chỉ có thể đem cô ấy trở thành một con búp bê thôi. Đán phi tử nói, cho dù có được hay không, tôi vẫn muốn luyện. Trước kia tôi đã luyện yoga ở Ấn Độ, nhưng nó chỉ có thể làm thay đổi cơ thể một chút thôi, không có nhiều hiệu quả. Diệp Phàm nói, được rồi, tôi sẽ truyền cho cậu. Đán phi tử đem bí thuật nói cho Diệp Phàm, sau đó nói. Loại lui cốt công này chúng tôi gọi là thiên huyễn trừ cốt công. Luyện thành công có thể thu nhỏ cơ thể thành một hạt gạo. Hơn nữa, các cơ bắp trong cơ thể cậu có thể tự do di chuyển, khi các cơ bắp di chuyển cậu sẽ biến thành một người khác. Dịch dung thuật cũng có hiệu quả như vậy, chỉ có điều môn phái, thiên huyễn trừ cốt công, chúng tôi tốt hơn so với thuật dịch dung. Trừ khi là có trình độ cao trên cậu, bằng không, là sẽ không nhận nguyên hình của cậu. Đương nhiên, loại công phu này đối với trình độ của chúng ta mà nói cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Muốn che giấu thân thể có lẽ cũng dễ dàng, chỉ cần cơ thể ở dưới đất, có thể nghe được giọng nói của cậu nhưng khó có thể phát hiện ra chỗ cậu ẩn náu. Làm gì phải hao tâm tốn sức để luyện lui cốt công có phải không? Đó là cái gì sư phụ? Thật sự ở nơi này còn có rắn mị ngàn năm sao? Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Có. Đán phi tử khẳng định chắc chắn. Ở đâu vậy? Nó có tác dụng gì ạ? Diệp Phàm hỏi. Nó không có ở đây, nghe nói là cửu diệu bồng lai nuôi dưỡng lên nhưng lại bị đạo trưởng cửu chỉ bồng lai trộm mất. Đán phi tử nói. Khi tôi nhìn thấy một con rắn rất to, rõ ràng nó có thể chiến không phân thắng bại với tôi. Mà rắn mị ngàn năm chắc chắn lớn hơn con rắn này, khẳng định đạo trưởng cửu chỉ rất lợi hại. Diệp Phàm hỏi. Ha ha, cậu không cần đặt lời nói của tôi. Công lực của đạo trưởng cửu chỉ so với tôi cũng không cao hơn. Nhưng, với thân thủ của cậu đứng trước mặt ông ta cũng chỉ là một thằng bé. Nhưng mà, với phương diện trộm cắp đạo trưởng cửu chỉ có thể được gọi là lão tổ tông, mà ngay cả vũ khí của tôi cũng đã từng bị ông ấy ăn trộm một lần. Hơn nữa, khinh công rất cao, đến tôi cũng khó mà đuổi theo được ông ấy. Còn cửu diệu thì bị ông ta làm cho thành đáng chí, khi chưa thể đột phá lên tiên thiên cảnh giới, tốt nhất là cậu không nên đi đâu. Đã mấy ngàn năm trôi qua, phỏng chừng cửu chỉ đã qua đời từ lâu. Nhưng, ông ấy còn có thế hệ sau, còn có đồ đệ có đúng không? Tốt nhất là cậu đi vào cung thiên tinh tinh sau đó lại đi đảo cửu diệu. Bởi vì, sau khi cậu tiến vào cung thiên tinh tinh tuyệt đối có thể đột phá được cảnh giới tiên yêu. Đán phi tử nói, tôi biết rồi, nhưng mà, không hiểu được đảo cửu diệu ở chỗ nào. Diệp Phàm hỏi, ha ha. Trong cung thiên tinh tinh có dấu bản đồ hòn đảo cửu diệu. Đán phi tử cười nói. Thế còn rắn mị ngàn năm thì sao? Diệp Phàm nhìn đán phi tử. Cậu có thể hiểu được nó khi biết tác dụng của nó, nói một cách mơ hồ, nó có thể giúp cậu đột phá trình độ niệm khí. Đán phi tử nói. Đây là phủ đệ của Vũ Vương, chắc chắn có mọi thứ của Vũ Vương. Đáng tiếc là chúng tôi không có duyên được đến đó. Diệp Phàm thở dài. Nếu là nhân duyên, dù là thế nào cậu cũng không chạy thoát được, nếu không phải là của cậu có muốn cũng chẳng được. Chỉ thêm phiền phức thôi. Muốn thành công, họ phải học cách từ bỏ một số ý tưởng không thực tế. Không cần phải nói gì, cậu cũng hiểu được tất cả mọi thứ của Vũ Vương đều ở đây. Đối với thân thủ của cậu, chẳng những cậu không lấy được tay, phỏng chừng ngay cả tính mệnh cũng chôn vùi ở trong này. Bởi vì, Vũ Vương cũng cần những người kiệt xuất nhất đến để kế thừa. Cậu không tin vào số mệnh. Nó chính là cơ sở để thiết lập. Đán phi tử nói,
chỉ một ngón tay, một cỗ mây tía trên bầu trời, hình dáng đán phi tử giữa đám mây dần dần mờ nhạt. Càng ngày càng ít đi, cuối cùng là biến mất một cách nhanh chóng, chỉ còn nghe thấy giọng nói của ông ta. Đi nhanh đi, không lâu nữa nơi này sẽ bị vùi lấp, đến lúc tất cả sẽ bị hủy diệt, không đi ngay sẽ không thoát được. Khi giọng nói của đán phi tử biến mất, một tiếng kêu răng rắc, ở phía dưới lộ ra một cái động lớn. Diệp Phàm không chút suy nghĩ, đánh thức Vương Nhân Bàng, rồi kêu lên. Chúng ta đi mau thôi. Đi gì, ta còn phải lấy một viên đá mắt mèo để trở về. Tài khoản cá nhân. Anh ta mới chỉ nói đến đây. Cuối cùng bị Diệp Phàm đá một cước trong động, mắng. Anh chỉ nhìn thấy viên đá quý, mất mạng đến nơi rồi anh còn muốn cái dám gì. Không lâu sau, đất rung núi chuyển, Diệp Phàm biết, nơi này sẽ nhanh chóng bị sụp đổ. Hai người không muốn sống thì đi phía trước đi. Một âm thanh ầm vang rung động trời đất, đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, bên cạnh chỗ bị sụp xuất hiện một cái khe hẹp. Một ánh sáng kỳ lạ từ cái khe đó phát ra. Diệp Phàm phát hiện, một pho tượng thần bí rất lớn đang nhìn mình mỉm cười. Hóa ra đây là một pho tượng. Thiếu chút nữa Diệp Phàm kêu lên, phát hiện pho tượng này chính là pho tượng mình và Hoàng đế Bỉ Á Lạc Phu đã tìm thấy. Ngón tay của bức tượng đột nhiên duỗi ra, trên bầu trời hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa trên bầu trời đầy sao, chợt lóe lên lên đập vào mắt. Cử chỉ của bức tượng ở trên không trung có chút kỳ lạ, lặp đi lặp lại vài lần. Tuy Diệp Phàm không hiểu, nhưng là nhớ thất thất bát bát. Không lâu sau, ánh sao mờ dần, bức tượng biến mất, ngay cả cái khe cũng không thấy nữa. Cậu thấy cái gì thế, còn không mau chạy đi, động này gần sụp rồi. Vương Nhân Bàng kêu to cũng đá vào mông Diệp Phàm một cái. Vừa rồi anh không có nhìn thấy cái gì sao? Diệp Phàm hỏi. Nhìn thấy một con ma à? Vương Nhân Bàng tức giận hừ nói, chạy lao đi còn nhanh hơn thỏ. Không lâu sau, rốt cuộc hai người cũng tới đảo. Thấy hơn chục con rắn cũng đang hoảng sợ chạy tán loạn. Tôi giết rắn, cậu lấy xà bảo. Lần này chúng ta phải trả giá một cách trầm trọng, nếu chúng ta không thể trở về thực sự xin lỗi đảng và nhân dân. Tiến lên! Diệp Phàm kêu to, cảm giác tinh lực tràn đầy, hàng ngàn con rắn xoay tròn bay ra ngoài. Coi như hết, chúng ta chạy mau, nếu không hai chúng ta đều bị mắc kẹt ở trên đảo này. Vương Nhân Bàng có chút do dự, dường như hoang đảo cũng có chút chấn động. Đây là mệnh lệnh, lấy xà bảo đi. Diệp Phàm chặt đầu một con rắn, hắn đá thi thể tới trước mặt Vương Nhân Bàng. Thật ra, vì đảng vì dân cái gì, cũng không muốn vì chế độ xã hội chủ nghĩa mà mất đi tuổi thanh xuân. Vương Nhân Bàng nói thầm, nhưng cũng không dám cãi lệnh, tiến tới làm con rắn. Lúc này đàn rắn chỉ lo chạy trốn, cũng cho Diệp Phàm cơ hội. Rất gọn gàng và nhanh chóng, không lâu sau, hai người phối hợp lập tức thu hoạch được 7 miếng xà bảo. Hơn nữa, các khối đều có hình dáng trứng chim lớn nhỏ. Sau đó, hai người chạy như bay về phía mây mù. Tốc độ lúc này rất nhanh, không khác gì bay cả. Diệp Phàm dùng bức công, mang theo Vương Nhân Bàng giống như một luồng khói nhẹ. Không lâu đến trước chỗ khói báo động của tổ A, thấy đám người Phí Thanh Sơn đều có mặt. Mà giờ phút này Tây Môn Đông Hồng được người khác cõng. Đương nhiên, mọi người đều bị thương, thậm chí máu chảy đầm đìa. Không có đi ra vào, lập tức bỏ chạy, phỏng chừng đảo này sẽ chìm. Diệp Phàm hỏi. Báo cáo, đã tìm thấy di thể của 3 đồng chí, 2 đồng chí bị trọng thương cũng được các đồng chí khác đưa về, chỉ có điều, đồng chí Yêu Trúc bị mất tích. Ngô Quang Bảo vội vàng báo cáo. Thiên Trúc chính là Sa Nhất Đao, Thiên Trúc là tên gọi tiếng Ấn Độ, Sa Nhất Đao đến từ Ấn Độ, trong lòng còn có chút muốn nhớ về quê hương. Cho nên, đã đặt biệt hiệu là Thiên Trúc. Mọi người đang tìm ông ấy sao? Lúc này, một giọng nói con gái quen thuộc đột nhiên truyền đến. Diệp Phàm quay đầu lại, thấy trong tay Dạ Đương đang dẫn theo Sa Nhất Đao. Đôi mắt ưng quét hình, phát hiện Sa Nhất Đao vẫn chưa chết, vẫn còn đang thở. Đưa ra điều kiện đi, tôi và cô đều không thể ở lâu trên đảo này được. Bằng không, mọi người sẽ cùng nhau xong đời. Diệp Phàm lạnh lừng hừ nói. Dùng 12 khối xà tinh để đối lấy ông ta, nếu không, thủ đoạn của Dạ Đương tôi các người cũng biết rõ rồi đúng không? Dạ Đương thản nhiên đối mặt mỉm cười. Chúng tôi chỉ cho 6 khối thôi. Ngô Quang Bảo nhanh chóng kêu lên bằng tiếng Anh. Anh chỉ có mấy khối, vậy, cái chết trong tay chúng ta là không nhỏ. Hơn nữa, tất cả đều là xà tinh lớn. Không chịu đổi, vẫn là có khả năng phải chết. Dạ Đương thật sự xinh đẹp, nhìn Diệp Phàm,
với một tư thế của người chiến thắng, cười nói. Mọi người cũng không phải là đối thủ, mau chạy đi. Lần này bỏ qua cho các anh. Cho cô này. Diệp Phàm bị bắt buộc bất đắc dĩ ném chiếc hòm vào trong không khí. Dạ Đương đưa tay ra lấy chiếc hòm. Đúng lúc này, một tiếng két giòn vang. Anh là kẻ lừa đảo khốn nạn. Dạ Đương kêu to trưởng một trưởng hướng vào phía người xa nhất đao, nhưng tốc độ của Diệp Phàm cũng không chậm. Dùng ngón tay khiến xa nhất đao ngã lệch sang một bên để tránh được bàn tay của Dạ Đương. Mà bên cạnh đã có một cao thủ của tổ đặc nhiệm A dùng dây thừng quấn lấy xa nhất đao đem đi. Vừa rồi Dạ Đương đã trúng kế của Diệp Phàm, bị con rơi hóa thành lưỡi dao ở trên ngực, khiến áo giáp bị rách ra, lộ ra chiếc áo ngực ở bên trong. Để mạng lại đi. Dạ Đương lao vào không trung, toàn bộ khí lực biến thành trưởng lực trưởng về phía Diệp Phàm. Sóng xung kích tới, rất hung mãnh. Trước khác này khác Dạ Đương à. Diệp Phàm cười to một tiếng, cũng lao vào trong không trung, cả hai cùng xuất trưởng. Một tiếng nổ giòn vang, cả hai đều phải lui lại 7-8 bước mới có thể đứng vững được. Làm sao có thể chứ? Dạ Đương điên cuồng hét lên một tiếng, đôi mắt trừng lên tỏ vẻ không tin nhìn Diệp Phàm. Lúc này đầu tóc rối tung giống như một người đàn bà bị điên. Cô ở lại đây đi. Diệp Phàm hứng thú, chọc một ngón tay định mệnh hướng về phía Dạ Đương. Dạ Đương vốn mặc áo chống đạn đột nhiên mở ra một cái lỗ hổng lớn. Đương nhiên, cô ta cũng nhấp nháy một cách nhanh chóng, bị Diệp Phàm đâm phải chiếc áo nịt ngực, nhất thời lộ ra một quả dâu tây nhỏ. Anh là cái đồ lưu manh. Dạ Đương mắng một câu, nhanh chóng quay người trốn đi. Cô ta biết, công lực của Diệp Phàm với mình không sai biệt lắm, hơn nữa ở trong tổ đặc nhiệm A, mình tuyệt đối không trốn thoát được. Cho nên trong 36 kế chuồn là thượng sách. Giờ cô mới biết được à, đã lâu như vậy rồi mà giờ cô mới phát hiện ra tôi là một tên lưu manh. Ha ha ha. Diệp Phàm cười ha hả nói, giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ coi thường. Chẳng lẽ chính là ăn xà tinh đã giúp đỡ anh đột phá? Dạ Đương còn chưa từ bỏ ý định, truyền đến một câu hỏi. Chương 3061, nổ súng tiễn đưa Dạ Đương. Ha ha, đương nhiên rồi, bố mày cũng là vừa mới đột phá thôi. Ăn một con rắn lớn. Hoàng đảo ơi Hoàng đảo, mày khiến bố mày trở lên mạnh hơn. Con đàn bà kia, đừng có chạy, chúng ta còn phải lên giường với nhau. Diệp Phàm cười to một tiếng, cũng không đuổi theo. Lúc này bỏ chạy là cách tốt nhất, đuổi theo cũng vô dụng, hai người nửa cân tám lạng đánh nhau, ai cũng không chiếm được. Tử thần, hẹn lại lần sau, nhất định tôi phải cắt anh ra thành nhiều mảnh. Dạ Đương nghiến răng, âm thanh từ xa truyền đến. Vậy chẳng phải cô thành quả phụ rồi sao? Việc này có tốt không? Diệp Phàm cười to nói. Thân ảnh Dạ Đương dần dần mất đi. Nổ súng tiễn đưa Dạ Đương đi. Diệp Phàm kêu lên, bá bá tiếng súng vang lên, phỏng chừng Dạ Đương sắp nổ tung. Không lâu sau trên tàu ngầm Thần Long M2. Cuối cùng đã về tới thủ đô. Diệp Phàm không nghỉ ngơi, vui sướng ôm con gái của mình. Kiều Viên Viên nằm nghiêng trên ghế nhựa, trên mặt tỏ vẻ hạnh phúc, tự hào. Làm mẹ rồi mà, hơn nữa chồng lại xuất sắc như vậy, không hãnh diện cũng không được. Làm thế nào, con gái của bố Diệp Phàm chính là Ngưu Bức có phải không? Con xem, bây giờ có thể ký trên rùa. Ha ha, bảo bối của cha. Diệp Phàm đem đứa con gái của mình đặt trên lưng rùa từ từ vui đùa. Người này, đúng thật là một người cha. Hiện tại Hải Bá thật biết điều khéo léo, Phi Đống chịu trách nhiệm huấn luyện, trên cơ bản đã dần dần kết hợp cùng người của Hồng Diệp Bảo. Những người khuân vác là các nhân viên an ninh sẽ luôn luôn chuẩn bị hàng tốt để cung cấp cho Hải Bá. Hiện tại miệng ăn của người này được chuồn mất, nếu nói là ăn vịt quay còn khinh thường cho ăn. Bởi vì, nếu khẩu vị không thuần khiết. Đương nhiên, sức ăn của Hải Bá cũng là đáng kinh ngạc. Một bữa cơm có thể ăn 30 cân thịt, phỏng chừng Diệp Phàm có thể dưỡng được rất tốt. Đường Thành vinh dự bởi công nhân làm chăn nuôi. Ừ, Đường Thành làm tốt lắm. Diệp Phàm vỗ nhẹ nhẹ lên vai Đường Thành. Hi hi, được đem sức lực phục vụ cho Diệp Phàm, đó là vinh dự của Đường Thành tôi. Bộ dạng Đường Thành cung kính nhìn như tiểu nhân. Cậu phải nắm chặt vào. Diệp Phàm lại vỗ vỗ vai Đường Thành. Nắm chắc. Đường Thành ngạc nhiên, nhìn Diệp Phàm. Nếu anh không nắm chắc, đến lúc đó mất cơ hội cũng đừng trách tôi. Diệp Phàm nói. Anh đang nói đến chuyện Xà Bảo phải không? Đường Thành kịp phản ứng. Thiếu chút nữa nhảy lên. Tuy nói lần này lấy được hơn chục khối. Nhưng mà,
với các mối quan hệ rộng lớn của tổ đặc nhiệm A mà nói, có bao nhiêu người ngóng trông vật này. Hơn nữa, kế hoạch phân phối trong tổ còn chưa có. Tuy nhiên, tạm thời mà nói, những con rắn này có thể phải qua quá trình thử nghiệm lâm sàng của tổ chuyên gia mới có thể dùng được. Thực ra, trên cơ bản là không có vấn đề gì lớn cả. Ví dụ như muốn thành đội viên phải đột phá, đội viên lão thành muốn thăng cấp cũng phải đột phá. Quá nhiều người cần, hơn nữa, ví dụ như, trình độ bát đẳng đột phá đến cửu đẳng, một viên còn chưa đủ. Cho nên, cậu phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, sao lúc ấy anh không lấy mấy khối, như vậy, tôi cũng không cần trở về xin ông già nữa. Ông già tôi, khó mà nói chuyện, đặc biệt có nhiều mặt ở đây, cho tới bây giờ chính xác mặt người huấn luyện, nói cái gì không nên làm lãnh đạo phiền lòng. Đường Thành giống như một oán phụ. Hai, tôi cũng muốn giấu, nhưng Vương Nhân Bàng đã lỡ miệng nói ra. Diệp Phàm thở dài. Vương Nhân Bàng, anh đúng là đáng chết. Đường Thành tức giận đến mức sắc mặt xanh mét lại. Vương Nhân Bàng hắt hơi một cái, lắc đầu nói. Tôi có đáng chết hay không cũng là do ông nội Bàng ca nhà cậu. Có phải muốn ăn nắm đấm không? Cái gì, ăn nắm đấm, tôi nói anh, tôi chỉ cho canh cách phân biệt viên đá quý. Nếu xem không kỹ có thể không phân biệt được có phải không? Nếu như thực sự anh Vương cho rằng lời nói của tôi không được, anh mời đơn vị khác đến đánh giá đi. Anh làm việc như vậy, tôi không làm được. Vương Nhân Bàng khiến chuyên gia đánh giá viên đá quý mắt mèo tức giận bỏ kính lúp xuống, giận dữ nói. Sai rồi, vừa rồi tôi độc thoại một mình. Anh tranh thủ thời gian xem cho tôi đi, đánh giá xem một viên đáng giá bao nhiêu tiền. Tôi đây sẽ chờ để làm một tài khoản riêng. Hơn nữa, không thể để lâu được. Nếu vợ phát hiện tịch thu, vậy thì thảm mất. Vương Nhân Bàng kêu lên. Xấu xa. Lão chuyên gia hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Nhân Bàng một cái, đột nhiên cười thần bí, hỏi. Ông cũng bị quản rất nghiêm phải không? Hai, hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu, ngay cả hút thuốc cũng bị khống chế. Hiện tại, anh tôi rất khổ, gần như bị gián đoạn, lương. Vẻ mặt Vương Nhân Bàng cay đắng. Không đúng, không phải nhà anh có mấy cửa hàng, vị trí cũng tốt, cách không xa Vương Tỉnh Phủ. Chỉ với các cửa hàng một năm cũng có thể kiếm được 200-300 vạn rồi. Như thế nào mà ngay cả tiền cơm cũng không có chỗ để xoay sở. Lão chuyên gia có chút không hiểu. Cái này đều là tài sản của bố tôi, không có liên quan đến tôi. Hơn nữa, hiện tại tất cả đều giao cho vợ tôi quản lý. Ông nói, vợ của tôi tốt đến mức đến lấy tiền thuê hai cái cửa hàng cho tôi đi vui vẻ với bạn bè sao? Ông thật đúng là ông già hồ đồ rồi. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Hai. Không ngờ lão chuyên gia đánh giá lại thở dài, lông mi khẽ động, nói. Như thế này có được không, lần đánh giá này xem như là tự mình làm đánh giá. Tôi cho cậu một bảng giá để đi bán đấu giá, sau đó cậu trực tiếp kêu giá đó là được, lệ phí thẩm định này bằng một nửa là được. Ông đúng thật là người tốt. Vương Nhân Bàng không ngu dốt như vậy, dùng giọng nói châm chọc. Đương nhiên tôi sẽ không tốt như vậy, lệ phí đánh giá lần này cậu chỉ cần chuyển đến tài khoản này. Đừng nói gì là được. Giám định viên cười nói. Hiểu rồi, tài khoản này phỏng chừng cũng là tài khoản riêng sao? Vương Nhân Bàng cười nói. Ha ha, là đàn ông, người nào chẳng có tài khoản riêng. Tài khoản riêng chính là vận mệnh của chúng ta. Lão chuyện gia cười nói. Lão già này, vẫn phong lưu chết người. Trong lòng Vương Nhân Bàng khách sáo một câu, đương nhiên cũng nhanh chóng gật đầu. Bởi vì, phí đánh giá là không ít. Chiếm 1% giá bán đấu giá châu báu. Viên viên, nói chuyện với ai trong điện thoại mà cười tươi vậy? Diệp Phàm không khỏi có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Kiều Viên Viên. Diệp Phàm, anh nói anh Vương Nhân Bàng của em có thành thật hay không? Kiều Viên Viên hỏi. Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy? Diệp Phàm sửng sốt, hỏi. Anh cứ trả lời là được. Kiều Viên Viên cười nói. Nói anh ta thành thật đương nhiên không thể nói được. Em cũng biết anh ta đối nhân xử thế như thế nào. Nhưng anh ấy vẫn là anh trai của em. Trước khi kết hôn chính là một người đàn ông phong lưu. Nhưng kể từ sau khi kết hôn thu nhập đã bị quản lý. Hơn nữa, hiện tại anh ấy lại giữ chức vụ ở sở, không thể để cho anh ấy làm ra nhiều chuyện khác người được có phải không? Huống chi, những người khác cũng không tệ lắm, ít nhất cũng là tình anh em. Diệp Phàm nói. Đúng vậy ạ, là tình anh em. Chỉ có điều. Diệp Phàm, em có hỏi qua về tài sản của anh sao?
Kiều Viên Viên quay đầu đi, hỏi. Em nói vậy là có ý gì, nhà chúng ta có bao nhiêu tiền em là chủ gia đình chẳng lẽ còn không rõ sao? Đương nhiên, đôi khi anh có tiêu tiền không báo cáo cho em biết. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, việc này không sao cả. Em biết anh là người hào phóng, chi tiêu phóng khoáng. Nhưng có đồ tốt như vậy sao anh không tặng cho em, lại còn đi cầm bán? Trong nhà, cũng không có thiếu tiền mà. Kiều Viên Viên thản nhiên cười, Diệp Phàm ngây người ra một chút, cướp hỏi. Thứ tốt gì anh cầm bán đi, cái này anh không hiểu được. Anh đừng có giả bộ. Kiều Viên Viên vẫn cười tươi trừng mắt lên liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Sao chứ, dịu dàng mà giết chết người, trong lòng Diệp Phàm hừ một tiếng, vẻ mặt đứng đắn, hỏi. Giả bộ gì chứ, Viên Viên, thật sự anh bị em làm hồ đồ rồi. Trừ chuyện trong tổ đặc nhiệm A không thể để cho em biết còn những chuyện khác cơ bản em đều biết mà. Hai, Kiều Viên Viên thở dài, hỏi. Viên đá mắt mèo lớn như vậy, bán đấu giá chẳng đáng tiếc lắm à. Nhà chúng ta lại không thiếu tiền, còn nằm ngủ cả trên tiền. Gì, viên đá mắt mèo nào, em có ý gì vậy? Thiếu chút nữa Diệp Phàm nhảy dựng lên. Hừ hừ, anh còn giả bộ. Không phải anh có một viên đá mắt mèo đem bán đấu giá. Anh còn không dám tự mình đi bán đấu giá, còn ủy thác cho anh Vương Nhân Bảng đi bán cho anh. Còn nói với anh ấy là chia 37. Kiều Viên Viên có chút giận. Thật sự anh ấy nói vậy sao? Hai mắt Diệp Phàm trừng lớn lên. Anh tưởng là anh ta sẽ thành thật sao? Không phải anh ta đang cho anh giám định, kết quả thập lục muội cũng bán được một viên bảo thạch cầm đi mời người ta giám định, vì vậy đúng lúc đụng phải. Nói đây là đồ của anh, mấy lần trước đi làm nhiệm vụ tình cờ thu được. Kiều Viên Viên nói, hai thứ này, rõ ràng là đồ của mình lại còn đổ lên trên người của tôi. Rõ ràng là hai viên còn nói là một viên, thật là. Diệp Phàm không nhịn được thốt ra, thiếu chút nữa là phổi muốn nổ tung. Hai người các anh ai nói thật? Anh ấy nói là của anh, bây giờ anh lại nói là của anh ấy. Hơn nữa, một viên lại biến thành hai viên có khả năng biến thành bốn viên hay không? Cười khúc khích, đàn ông các anh, đồ tốt như vậy đều để ra ngoài, quên rồi, em không hỏi nữa, em đi nghỉ ngơi đây. Kiều Viên Viên nói xong đứng lên trở về phòng. Phỏng chừng là hai người một người nói hai, Vương Nhân Bàng nói một, phỏng chừng còn muốn giấu đi một viên để bán đấu giá sau hai người các anh mỗi người một nửa. Cái đó thật sự không phải là của anh. Diệp Phàm ở phía sau kêu lên. Không phải thì không phải, gào lên cái gì. Đàn ông các anh, trong lòng nghĩ muốn cái gì em đều hiểu được. Kiều Viên Viên dịu dàng quay đầu lại cười, vào nhà. Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, lập tức gọi điện ngay cho Vương Nhân Bàng, bất quá, nói thẳng tuột trong điện thoại. Chừng 10 giây sau, đồng chí Diệp Phàm lập tức quát. Anh làm cái gì thế, đá mắt mèo rõ ràng là của anh. Tại sao lại thành của tôi? Diệp Phàm, tôi không có cách nào cả, đúng lúc vợ anh đánh lên. Không có cách nào đành phải bắt cậu gánh trách nhiệm hộ. Chính cậu quát tôi, khiến tôi nảy ra ý định kinh doanh, lại có thể thay đổi thành bốn viên đấy. Mà có điều, tài khoản cá nhân của tôi đã hết sạch rồi. Diệp Phàm, cậu cũng biết đấy, tôi tiêu tiền như thế nào. Tiền lương và trợ cấp có được dùng đâu. Vương Nhân Bàng kêu khổ thấu trời. Màng nhĩ tai Diệp Phàm rầm rầm vang. Hừ, nếu anh nói viên đá mắt mèo là của em, vậy là của em. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Chương 3062, không mang theo thứ vô sỉ như vậy chứ. Diệp Phàm, không mang theo thứ vô sỉ như vậy chứ. Vương Nhân Bàng kêu lên. Đó là anh nói viên đá mắt mèo là của em cầm lại đồ của mình có gì vô sỉ chứ. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Cậu là loại người gì thế? Vương Nhân Bàng nghẹt thở. Được rồi, trở lại chuyện chính thôi. Bố anh có biết chút nào về viên đá đó không? Diệp Phàm hỏi. Việc này không phải là lãnh đạo trong tổ đặc nhiệm A các cậu sắp xếp sao? Bố tôi cũng không phải là thành viên trong ban lãnh đạo. Việc này, còn phải dựa vào Diệp Phàm cậu nói tốt vài câu. Tôi cũng đến lúc phải đột phá rồi. Sau này tôi giả cũng sẽ sống trên đấy. Tuy nhiên, bố nghe nói hiện tại công việc của anh cũng hiệu quả, nên cũng rất vui mừng. Vương Nhân Bàng nói, việc này chắc lão cung sẽ không hỏi em, chỉ có việc khó mới nghĩ đến em đầu tiên. Lúc có lợi ích làm sao ông ấy có thể nghĩ đến em trước chứ? Việc này, em nghĩ là anh tự mình ra mặt nói chuyện với lão cung. Phải tự chủ động thôi, việc này không thể dựa vào ai được. Lúc này, ra mặt có dày cũng không sao,
Diệp Phàm nói. Khi có cơ hội, nếu lão cung hỏi em nhất định sẽ giúp anh. Tuy nhiên, em cũng có chỗ khó. Em nghĩ là lão phí sẽ giành lấy khối rắn lớn nhất trong tay. Cho nên, nếu anh cố gắng tranh giành chẳng phải là quá tham lam có đúng không? Đương nhiên việc này phải tranh thủ rồi, cùng lắm là mắc cỡ thôi chứ gì. Vương Nhân Bàng nói. Nếu không thì nhờ lão Vương nói xem thế nào. Diệp Phàm hỏi. Ông ấy lại càng không nói. Ông ấy là một người vô cùng trung thành với nước Cộng Hòa. Hơn nữa, có thể so sánh với nhà cách mạng thế hệ trước bất tốn sắc. Để ông ấy mở miệng vì con trai, tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Vương Nhân Bàng nói. Vậy tự anh đi nói đi. Diệp Phàm nói. Cậu cũng đi cùng nhé. Vương Nhân Bàng nói. Lần này phỏng chừng không được, tôi còn muốn để một viên cho lão Lý. Để xem có thể cổ vũ ông ấy một chút hay không, để ông ấy có thể sống được thêm 2-3 năm. Nhân Bàng, lão Lý đối nhân xử thế thật không tệ. Cái ông ấy muốn là cuộc sống. Diệp Phàm thở dài. Vậy quên nó đi, cậu thật sự rất khó xử. Tôi sẽ tự nghĩ biện pháp cho mình. Mất cảm giác, Dạ Đương sẽ phá đi toàn bộ. Lúc chúng ta lấy con rắn chắc cô ấy đứng cách đó không xa nhìn. Cô ta đánh rơi mất ý tưởng hay, chúng ta đã làm cho cô ấy chết khiếp lộ ra hết cả quả đào. May mà công lực của Diệp Phàm cậu đã đột phá, bằng không, phỏng chừng toàn bộ chúng ta đã xong đời ở hoang đảo rồi. Vương Nhân Bàng giận dữ mắng. Việc này cũng bình thường, đổi lại nếu tôi và anh có cơ hội diệt quân đội Mỹ chẳng lẽ anh không ra tay sao? Diệp Phàm nói. Nói cũng phải. Vương Nhân Bàng nói, lúc này điện thoại của Diệp Phàm vang lên, là Cung Khai Hà thông báo hắn đến Bộ Tổng Tư lệnh có việc. Diệp Phàm ngồi xe đi thẳng đến Bộ Tổng Tư lệnh. Đi vào phòng Cung Khai Hà, vẻ mặt bí thư có chút kỳ lạ mời Diệp Phàm vào. Đi vào trong, thấy trên mặt bàn uống trà trong góc phòng không phải là trà mà là rượu. Trên bàn có hàng chục bình rượu Hồng Hưng, bình nhỏ, loại khoảng một lít gì đó. Trên bàn trà đặt một nồi lẩu cá nóng hổi, mà tướng quân Kế Vĩnh Viễn đã ngồi ở đó rồi. Ồ, tổ trưởng cung bán rượu có phải không? Văn phòng này đã thay đổi, hoàn toàn có thể trở thành một phòng của khách sạn rồi. Diệp Phàm cười cười. Ôi, ngồi đi. Cung Khai Hà vừa mời Diệp Phàm ngồi xuống, vừa tự tay mở nắp bình, cau nhau nói, khiến Diệp Phàm có chút bất ngờ. Đồng chí Cung Khai Hà cứ một hơi lại hết một bình. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu được, đối với cao thủ trình độ này một bình rượu một lít cũng xem như không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, vẻ mặt Cung Khai Hà lập tức đỏ lên. Nếu như lúc cao thủ uống rượu có dùng nội khí, là có thể hóa giải được một chút rượu. Điều này chứng tỏ vừa rồi Cung Khai Hà không có dùng nội khí để hóa giải một phần rượu, chỉ uống rượu như những người bình thường. Việc này rất khác thường. Diệp Phàm, việc tướng quân Tây Môn về nghỉ hưu đã được duyệt. Cung Khai Hà thở dài nói. Sao lại như vậy, không phải nói còn phải kiểm tra luận cứ sao? Diệp Phàm sửng sốt, hỏi. Vô dụng thôi, công lực đã bị phế rồi. May mắn thì chỉ giữ được tính mệnh thôi. Công lực cao nhất sau này chỉ có thể đạt đến tam đẳng thôi. Kế Vĩnh Viễn thở dài. Thấy Diệp Phàm nhìn, Cung Khai Hà nói. Đúng là sự thật đó. Đã kiểm tra xong rồi. Đồng chí Đông Hồng tự làm đơn xin đến làm việc cho quân đội. Chủ tịch Đường đã phê duyệt rồi. Anh ta đi đâu? Diệp Phàm hỏi. Đến quân khu Việt Châu làm tư lệnh viên. Kế Vĩnh Viễn nói. Việc này sắp xếp cũng tương đối thỏa đáng. Diệp Phàm gật gật đầu, tuy nói Tây Môn Đông Hồng bị thương, nhưng có thể đến quân khu nhận chức vụ, coi như cũng là nhân họa đắc phúc. Về việc các đồng chí có những cống hiến to lớn trong tổ, thủ trưởng cũng sẽ không quên. Đồng chí Tây Môn Đông Hồng là một ví dụ sống rất chính xác. Vẻ mặt Cung Khai Hà nghiêm túc nói, lại nhìn thấy Diệp Phàm ngẩn người ra. Tổ trưởng Cung, ha ha, khuôn mặt của tôi không trồng hoa phải không? Diệp Phàm khiến Cung Khai Hà ngượng ngùng. Đồng chí Diệp Phàm, những lời tôi vừa nói cậu đã hiểu chưa? Vẻ mặt Cung Khai Hà nghiêm túc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Việc này, đương nhiên tôi hiểu được. Tướng quân Tây Môn là có công chi thần, vị trí tư lệnh viên quân khu Quảng Đông là thích hợp đối với anh ta. Diệp Phàm gật gật đầu. Cậu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tôi. Cung Khai Hà nghiêm mặt, hừ nói. Việc này, ha ha, tôi không hiểu được ý tứ trong lời nói của tổ trưởng cung như thế nào. Diệp Phàm có phần cảm giác. Đồng chí Diệp Phàm, việc ra đi này của tướng quân họ Tây Môn, khiến cho nhân tài của tổ đặc nhiệm A trở lên khan hiếm.
Tướng quân họ Tây Môn đảm nhiệm chức vụ phó tổ trưởng thường vụ tổ đặc nhiệm A, trước mắt chưa tìm thấy ai thay thế cho vị trí này. Kế Vĩnh Viễn nói, vị trí này của anh ấy trong tổ đặc nhiệm A tôi thấy không ít đồng chí có thể tiếp nhận, không nói đến Sa Thiên, tướng quân Kế hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Diệp Phàm nói, tôi không được, việc này không cần bàn. Kế Vĩnh Viễn lập tức lắc đầu quyết đoán. Tướng quân Kế làm sao không được, tôi không hiểu. Diệp Phàm nói, ha ha, chức vụ ở trong tổ đặc nhiệm A có điều kiện là trình độ công lực. Phó tổ trưởng thường vụ công lực quá yếu, sao có thể khiến mọi người phục được đúng không? Mà tôi nói thật, để làm nhân viên hậu cần còn được. Còn làm chức vụ này không được, bởi vì, phó tổ trưởng thường vụ là phải thường xuyên ra trận. Không có thân thủ cao làm sao có thể đảm bảo an toàn cho tổ viên trở về. Cho nên, cho dù tôi có muốn làm cũng không được. Kế Vĩnh Viễn nói ra tình hình thực tế. Tướng quân thôi cũng không sai rồi. Diệp Phàm nói. Còn có đồng chí Lâm Đống Quốc. Bọn họ đều không được, công lực quá yếu. Sau lần hành động ở hoang đảo, chủ tịch cũng nhận ra công lực cao thấp sẽ quyết định đến việc thắng bại. Cậu xem, cậu đã đột phá đến bán thần thiên, phỏng chừng, nhân lực của chúng ta còn phải hao tổn một nửa, chỉ với một dạ đương có thể giải quyết đến 5-6 đồng chí của chúng ta. Ngẫm lại cũng thấy sợ, cho nên, chủ tịch có yêu cầu. Đối với những vị trí chủ chốt công lực nhất định phải cao. Chúng ta không thể lấy những người có trình độ thấp được. Bằng không, hậu quả thực sự nghiêm trọng. Cung Khai Hà nói, việc này mọi người quyết định là được, hỏi tôi cũng không có tác dụng gì, tôi cũng không nghĩ ra ai có công lực cao cả. Tuy nói công lực anh xa nhất đao cao, nhưng quản lý không được, cũng không thích hợp đảm đương vị trí này. Nếu không đồng chí Vương Thành Trạch thế nào? Diệp Phàm nói, anh ta cũng không được, chưa có kinh nghiệm quản lý. Cung Khai Hà lắc lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn ba người đều trầm mặc, đều cầm lấy cái bình uống một hơi. Bình rượu chỉ còn một nửa, đồ ăn trong nồi không ai động đũa vào. Chủ tịch Đường có ý lựa chọn cậu, so sánh thì cậu thích hợp để tiếp nhận vị trí của đồng chí Đông Hồng. Lúc này, Cung Khai Hà đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tôi á, không nên không nên, đến cuối năm nay tôi mới qua 29 tuổi, lý lịch năng lực cũng không đủ để thay thế vị trí đồng chí Đông Hồng. Vẫn còn rất nhiều người khác thích hợp để lựa chọn, Trung Quốc chúng ta đất rộng người đông. Người giỏi đất thiêng, cứ từ từ tìm, sẽ tìm ra được người thích hợp. Diệp Phàm nhanh chóng thoái thác. Tôi biết cậu không có muốn cắm rễ ở tổ đặc nhiệm A, được rồi, hôm nay không nói đến chuyện phiền lòng này nữa. Nói chuyện vui vẻ khác đi. Ví dụ như, lần này chúng ta trở về có hơn chục miếng xà bảo. Có thể dùng để đào tạo người mới. Cũng có thể dùng để nâng cao trình độ của một số đồng chí. Tuy nói lần hành động ở hoang đảo có 3 đồng chí hy sinh, trọng thương 2 đồng chí. Nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể dùng xà bảo bồi dưỡng được hơn 10 đồng chí như vậy. Tính ra thực là có lời. Cung Khai Hà cười cười nói. Việc này, tổ trưởng cung, có thể thương lượng hay không? Diệp Phàm kiên trì nói. Cậu nói gì? Cung Khai Hà hỏi. Tôi nghĩ, có thể hay không đem một bóng nhỏ của xà bảo cho lão phí. Có lẽ có thể giúp cho ông ấy chữa khỏi hoàn toàn cái chân. Chân của ông ấy còn chưa có cử động lại được, tôi nghĩ, tiểu bóng của xà bảo có thể khôi phục đến 8 phần để ông ấy đi lại được. Đến lúc đó, những lúc chúng ta có chuyện gì có lẽ ông ấy có thể giúp đỡ một chút, ông ấy chính là bán thần tiên mà. Diệp Phàm nói, việc này cậu không cần phải nói, không có khả năng đâu. Cung Khai Hà không hề nghĩ ngợi, đã vội vàng nói không, ông ta liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Tuy nhiên, chọn một quả nhỏ, ví dụ như... Loại trứng chim, tổ đặc nhiệm A chúng ta có thể xem xét cho ông ấy một viên. Như vậy đã là vi phạm quy định rồi, bởi vì, đồng chí Phí Đống cũng không phải là người của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí Cung Khai Hà cũng có chỗ khó xử. Đừng xem chỉ là một quả xà bảo, mà nó chính là đại diện cho tổ đặc nhiệm A tái tạo lại một cao thủ. Việc đi đến hoang đảo chúng ta cũng đã phải trả giá vô cùng nghiêm trọng, nó đành đổi lấy xà bảo đó. Chúng tôi đều biết được tình cảm của cậu với lão phí. Nhưng, tình cảm cũng không thể thay thế cho phép tắc được. Càng không thể đại diện cho quy định có phải không? Kế Vĩnh Viễn cũng nói. Vậy tổ trưởng cung định đem khối lớn nhất của xà bảo cho ai? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tôi biết trong lòng cậu đang giận, hơn nữa đa số xà bảo này đều là do cậu làm ra. Nhưng, cậu phải hiểu rằng, là cậu làm ra cũng không phải là của cậu.
Đây là hành động nhất trí, là tổ đặc nhiệm sắp xếp, bố trí. Thực ra, việc sắp xếp các khối xà bảo đã tăng lên cấp độ chính trị. Tôi cũng đã trao đổi qua với vài đồng chí, bọn họ đều cho rằng khối xà bảo lớn nhất sẽ dùng cho xa nhất đao là thích hợp nhất. Bởi vì đồng chí xa nhất đao hiện tại đã là trình độ cao nhất của 12 đẳng. Tổ đặc nhiệm A cần phải tạo ra được một vị bán thần tiên. Nhóm chuyên gia tổ năng lượng và khoa học đã chứng minh. Có sự giúp đỡ của xà bảo, đồng chí xa nhất đao có 90% khả năng có thể đột phá đến bán thần tiên. Mà theo hiện thực mà nói, đồng chí phí đống không phải là người của tổ đặc nhiệm A. Thứ hai, tuổi cũng đã quá cao. Đã hơn 100 tuổi rồi, cho dù có thể làm cho ông ấy khôi phục công lực ở chân, nhưng, chúng ta có thể hy vọng một ông già trăm tuổi giúp đỡ chúng ta hành động sao? Đó là một vấn đề thật, Diệp Phàm, chúng ta đều cần phải đối mặt với sự thật. Có nhiều lúc, giữa tình cảm và sự thật, chúng ta phải lựa chọn sự thật. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng cậu có thể hiểu được. Cung Khai Hà nói. Chương 3063, bố trí phương án. Vậy thì, cho lão phí miếng xà bảo to thứ hai là được. Trong chuyện này, cho dù nói như thế nào, trong tổ muốn bồi dưỡng tiền bối xa nhất đao tôi không có ý kiến gì. Bởi vì, tiền bối xa nhất đao cũng có ân tình với Diệp Phàm tôi, thực sự ở trong tổ, cũng cần phải tăng cường số lượng cao thủ. Tuy nhiên, tôi còn có một yêu cầu nhỏ. Diệp Phàm nói đến đây liếc mắt nhìn hai đồng chí kia một cái. Cậu nói đi. Vẻ mặt Cung Khai Hà trầm xuống, không thể không gật đầu nói. Tôi nghĩ phải cho lão Lý một miếng xà bảo lớn làm thuốc, trước kia lão Lý cũng là một cao thủ. Hiện tại tôi có phương pháp có thể tận dụng lợi thế về tiềm năng của con người, kích thích cho ông ấy một chút. Có lẽ có thể một lần nữa khiến ông ấy lấy lại tiềm năng cuộc sống của mình. Tất nhiên, ông ấy bị bệnh nan y, tôi biết không thể điều trị được, nhưng sau đợt kích động này, ông ấy có thể sống thêm được 2 năm nữa. Diệp Phàm nói đến đây cầm bình rượu lên, vui vẻ, nói. Lão Lý đối xử với tôi như một người cha, tôi muốn nhìn thấy ông ấy sống thêm vài ngày. 2. Kê Vĩnh Viễn thở dài, mặt mày nhăn nhó liếc mắt nhìn Cung Khai Hà một cái, thấy ông ta cũng giống mình. Việc này, chỉ sợ là... Cung Khai Hà trao mày lại, không nói tiếp được. Có phải là không thể làm được đúng không? Lông mi Diệp Phàm dựng lên, lạnh lùng hừ nói. Thật sự là không làm được, đó là tình hình thực tế. Hơn nữa, chắc chắn phương pháp kích thích kéo dài sự sống mà cậu nói có cơ hội rất nhỏ, cậu có thể đạt tới mấy phần. Vẻ mặt Cung Khai Hà nghiêm túc. Phỏng chừng 1-2%. Diệp Phàm cũng thành thật nói. Vì vậy, cậu thấy đấy, đó là điều không thể. Rốt cuộc Cung Khai Hà cũng nói ra những lời này. Anh cái gì cũng thực tế. Diệp Phàm tức giận, đập mạnh bình rượu xuống dưới góc bàn. Đập đi, cứ đập hết đi, cậu đem tất cả mọi thứ trong phòng này của tôi đập đi. Tôi cũng đang muốn đập nó đi đây. Đột nhiên Cung Khai Hà quát lớn, giống như một con sư tử già tức giận, đang gầm rú. Lão Cung, xin bớt giận, đừng lo lắng quá. Kế Vĩnh Viễn nhanh chóng hòa giải. Ha ha ha, tôi không tức giận, tôi chỉ giận Cung Khai Hà tôi không thể làm khác được. Không có khả năng để mang được nhiều xà bảo trở về. Ngay cả một yêu cầu nhỏ cũng không làm được. Tôi là một người vô dụng, tôi không xứng đáng đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ đặc nhiệm A. Cung Khai Hà đột nhiên cười lên như điên, tiếng cười lạnh rung vang lên. Một lúc lâu ông ta mới dừng cười, nói. Diệp Phàm, những lời tôi nói đều là thật, nếu cậu có thể hết giận. Tôi hy vọng cậu có thể đập hết mọi đồ vật trong phòng này. Đập đi, cứ tiếp tục đập đi. Nhưng... yêu cầu của cậu tôi không có cách nào hoàn thành được. Cung Khai Hà tôi nợ cậu, nợ lão Lý. Diệp Phàm, có thể cậu còn không biết một việc. Kế Vĩnh Viễn cũng uống một ngụm rượu, nghẹt thở ho khan. Một hồi lâu mới có thể thở lại bình thường, nói. Chuyện về xà bảo đã lên đến cấp trên rồi, chắc chắn cậu không biết. Tôi không hiểu, không phải có hơn một chục xà bảo sao, làm sao có thể mang hết lên cấp trên. Cấp trên cũng quá đáng quá phải không? Diệp Phàm hừ nói. Hai, đó là sự thật. Chuyện xà bảo đã báo cáo lên chính ủy rồi. Hôm trước một vài vị thượng tướng nòng cốt phụ trách quân đội đã mở một cuộc hội ý. Cho rằng lần hành động ở hoang đảo quân đội cũng giúp sức. Kế Vĩnh Viễn giận dữ nói. Bọn họ giúp sức, bọn họ giúp cái giam ý. Tôi không thấy có một người lính nào theo chúng ta để cùng hành động cả. Diệp Phàm nói rất rõ ràng. Thật sự bọn họ có cho lực lượng tới đó,
mấy ngày nay có vài tàu chiến quân sự ở cách đó không xa tiến hành huấn luyện ở trên biển. Là để bảo vệ các tàu ngầm thần Long M2 trở về. Đây là hai vị phó chủ tịch quân ủy tự mình thông qua. Đương nhiên, đồng chí Khai Hà cũng đưa ra yêu cầu, tuy nói tàu ngầm thần Long M2 của chúng ta vẫn đang hoạt động bí mật. Thế nhưng, thiên hạ không có bức tường thông gió, bí mật lâu như vậy, nhưng cũng không ít lần thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa hành động đều liên quan đến tổ đặc nhiệm A. Cứ như vậy, người ta không thể đảm bảo có bao nhiêu quốc gia muốn nắm giữ hành tung của tàu ngầm chúng ta. Chí ít, cũng có Mỹ luôn chằm chằm theo dõi. Nếu đúng là để họ nắm được điều gì đó, tinh anh của chúng ta đều ở bên trong. Nếu chính xác chống tàu ngầm tên lửa, có lẽ toàn bộ tính mệnh của tổ đặc nhiệm A chúng ta nguy hiểm. Cho nên, quân hội hộ tống là việc không tránh được. Quả là bọn họ ra lực lượng. Kế Vĩnh Viễn nói. Cho nên, bọn bỏ cũng đòi chia bát cơm có phải hay không? Diệp Phàm châm chọc nói. Bọn họ có yêu cầu cũng là phải thôi, vấn đề quan trọng là yêu cầu mà họ đề cập đến nhưng. Kế Vĩnh Viễn nói đến đây không nói nổi nữa. Bọn họ muốn mấy miếng? Diệp Phàm hừ nói. Cần này. Kế Vĩnh Viễn đưa một bàn tay ra. 5 miếng, con mẹ nó cũng quá tối. Chúng ta vào sinh ra tử vất vả như vậy mới có được 10 miếng xà bảo, bọn họ dám liếm mặt nhiều như vậy. 3 miếng còn có thể đồng ý được, 5 miếng thì nhiều quá. Tôi không đồng ý. Diệp Phàm kiên quyết nói. Không phải là 5, mà là 1/2. Cung Khai Hà nói, thiếu chút nữa Diệp Phàm muốn điên lên, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Cung Khai Hà. 1/2, bọn họ cũng dám nói ra sao, trên đời này còn có kẻ vô liêm sỉ như vậy sao? Bọn họ cũng nói lý do đầy đủ, nói là một tổ đặc nhiệm A không có khả năng theo kịp xu thế quốc tế hóa. Xu hướng hiện tại là kết hợp nhiều binh chủng lại với nhau. Ví dụ như, không có sự phân biệt rõ ràng về lục quân, hải quân và không quân, phải tạo lục hải không thành một thể thống nhất mới thì chiến lược tấn công mới có hiệu quả. Việc nâng cao chất lượng bộ đội trinh sát trong quân đội vẫn là quan trọng. Mà tổ đặc nhiệm A không có khả năng tác chiến trong cuộc chiến có quân đội muốn làm gián điệp tình báo, chống lại mục tiêu quan trọng. Mà một loạt những nhiệm vụ này muốn hoàn thành cần phải có bộ đội đặc chủng quân đội. Mà như vậy thì chất lượng bộ đội đặc chủng quân đội phải cao, người đứng đầu chiến đấu chắc chắn phải được nâng cao sức chiến đấu. Cho nên, để nâng cao sức mạnh tổng thể của lực lượng hoạt động quân sự, một số ủy viên cốt lõi trong quân đội yêu cầu chúng ta cho bọn họ 1/2. Hơn nữa, còn đưa ra không thể nhặt những chỗ thừa cho bọn họ. Ít nhất bọn họ cũng phải được 1/2 miếng to còn muốn giữ nhất định là tính phần trăm. Bọn họ lấy chất lượng xà bảo cao làm gì, giống như cái đầu lớn, ví dụ như có cái loại trứng chim to, hoàn toàn có thể giúp cao thủ đột phá đến 10 đẳng, thậm chí là 11 đẳng. Nếu cho bọn họ giữ chỉ có thể hỗ trợ cao thủ 3-4 đẳng đột phá đến 5-6 đẳng, vậy chẳng phải là rất lãng phí sao? Diệp Phàm hừ nói. Cậu sai rồi. Bộ đội đặc chiến trong quân đội cũng có cao thủ đẳng cấp. Đương nhiên, số lượng cực ít, mà bọn họ chính là muốn bồi dưỡng nên rất nhiều cao thủ đẳng cấp. Cho nên, mới đưa ra yêu cầu như thế. Kế Vĩnh Viễn nói, lòng dạ bọn họ quá tự cao thôi, chẳng lẽ còn muốn sáng lập thêm một tổ đặc nhiệm A thứ hai trong quân đội để chiến đâu sao? Diệp Phàm châm chọc nói, cậu không cần nói, đúng là bọn họ có ý nghĩ này. Trung Quốc lớn như vậy. Quân đội chúng ta có mấy trăm vạn. Trong quân đội vẫn có người tài ba, bốn tổ đặc nhiệm A chúng ta vẫn được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của quốc gia. Bọn họ đều úp mở phê bình. Trước đây chúng ta nói, có bản lĩnh mọi người đi làm việc của chúng tôi đi. Bởi vậy, phỏng chừng bọn họ cũng muốn giành chiến thắng. Tất nhiên, bắt đầu là từ chiến lược, cũng thực sự cần đề cao thực lực của bộ đội đặc chiến trong quân đội. Ví dụ như trong bộ đội trinh sát có cao thủ ngũ lục đẳng, thì đưa người ra kích thích tình báo, tấn công một số mục tiêu mấy chốt trở nên rất quan trọng. Mà tổ đặc nhiệm A chúng ta không phải dùng để tiến hành tác chiến quy mô lớn, ngay cả khu vực chiến tranh chúng ta cũng không rảnh đi trông nom. Chúng ta chuyên tâm vào công việc giữ an toàn quốc gia. Làm gì cũng liên quan đến sự an toàn của quốc gia. Hơn nữa, về cơ bản cũng không sẵn sàng, còn quân đội thì luôn sẵn sàng. Mọi người công kích lẫn nhau trong một số phương diện. Hơn nữa, không riêng gì quốc gia chúng ta, như Mỹ, ngoài quân đội còn có hải quân lục chiến, Lầu Năm Góc cũng còn có bộ đội đặc chiến tinh anh của mình. Những hành động giống như chạm đầu đều là do những bộ đội như Tượng Hắc Ưng hoàn thành. Đương nhiên, bọn họ hợp tác cùng với quân đội Mỹ. Kỳ thật,
yêu cầu của phía quân đội là quá mức. Nhưng, bọn họ có lập trường riêng của bọn họ, còn chúng ta cũng có lập trường riêng của chúng ta. Chẳng qua, ý tưởng của mọi người là không giống nhau thôi. Cung Khai Hà nói, việc này trong tổ đặc nhiệm A đồng ý rồi sao? Diệp Phàm hỏi, không có, còn đang ở giai đoạn hiệp thương. Đương nhiên, xà bào ở trong tay chúng ta, cũng không phải bọn họ muốn nhiều thì chúng ta cho nhiều, muốn ít thì chúng ta cho ít được. Việc cho bọn họ một nửa là không thể, 37 còn có thể suy nghĩ một chút. Cung Khai Hà liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói, vẻ mặt hiện lên một chút xấu hổ, nói. Có chuyện này cậu cần phải giữ bình tĩnh. Anh cứ nói đi, tôi chịu được. Diệp Phàm gật đầu nói. Trong việc này, đã lấy cậu ra làm lá chắn. Vẻ mặt Cung Khai Hà ngượng ngùng nói. Lá chắn, chắn cái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên, có phần cần sự giúp đỡ. Ha ha, việc này quân đội buộc rất chặt. Đồng chí Cung Khai Hà đã nói qua với hai đồng chí chịu trách nhiệm chính rồi. Việc này, đồng chí Cung Khai Hà cũng khó nói. Kế Vĩnh Viễn nói. Sau đó mọi người nói tôi không đồng ý, hơn nữa còn nói rõ là xà bảo là chủ yếu do tôi lấy được. Còn phải hỏi một chút qua tôi đúng không? Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu được, thiếu chút nữa mắt trợn trắng lên. Ha ha, việc này, cũng là không còn biện pháp nào cả. Tuy nhiên, sự thật cũng là như vậy mà có phải không? Cung Khai Hà mặt dày, nói. Sự thật cái dám ý, lúc nói chuyện sắp xếp xà bảo tôi muốn cho vài người. Thì hai anh nói là phải theo sự sắp xếp của tổ yêu cầu tôi phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Hiện tại thì ngược lại. Bên kia ép thì các anh lại đổ lên trên đầu của tôi. Toàn bộ những phần xấu thì đẩy cho tôi. Thiếu chút nữa phổi của Diệp Phàm nổ tung. Hai, việc này, cũng là không có biện pháp. Đều là vì tổ thôi, cậu chịu thiệt thòi một chút. Cống hiến cho tổ đặc nhiệm A. Vẻ mặt Cung Khai Hà có chút đỏ lên. Xem ra, Diệp Phàm tôi cống hiến lần đầu. Diệp Phàm châm chọc. Thực ra, như vậy cũng tốt cho cậu có phải không? Cung Khai Hà nói. Tốt cho tôi, trước mắt tôi còn chưa thấy được tốt ở đâu đây. Diệp Phàm tiếp tục châm chọc. Chương 3064, có thể cho phép những yêu cầu thích hợp. Phỏng chừng việc này Phó Chủ tịch Ủy ban quân giới Lâm sẽ nói chuyện với cậu. Đến lúc đó, cậu mới hiểu rõ được, chỉ đề cập đến những yêu cầu thích hợp thôi. Cung Khai Hà hiếm khi lộ ra vẻ mặt cười gượng. Ví dụ như, cậu cũng đã đề cập với thiếu tướng nhiều năm. Mấy năm nay xuống dưới. Cậu lập không ít công lao. Nói đến công lao, có thể nói đủ để thăng chức. Tuy lý lịch của cậu không đủ tư cách, nhưng, có một số việc, là do con người tạo nên thôi. Nếu hai vị Phó tướng quân Lâm và Phó tướng quân Tiễn đều gật đầu, đồng chí ở phía dưới còn có thể kéo việc này sao? Kế Vĩnh Viễn nói. Ha ha, xà bảo đổi lấy vị trí trung tướng, thực là có lợi quá thôi. Diệp Phàm cười nói. Không cần phải nói khó nghe như vậy, kỳ thật. Trong xã hội này, tất cả mọi nơi đều có sự giao dịch. Chẳng qua, việc giao dịch vừa hiện ra sẽ không còn là giao dịch. Đó chính là do con người cân bằng có phải không? Tất cả đều cùng một điểm xuất phát, đó là vì lợi ích quốc gia mà thôi. Cung Khai Hà cười nói. Cân bằng, được, cân bằng tốt. Diệp Phàm gật gật đầu, có chút buồn bực, đi thẳng đến quân y tổng viện. Lão Lý nằm im lặng, ông ấy đang ngủ. Diệp Phàm lặng lặng nhìn Lão Lý. Đôi mắt hơi ướt. Một tiếng đập dưới đất, Diệp Phàm khóc nức nở ở bên giường của Lão Lý, nói. Lão Lý, Diệp Phàm tôi không có khả năng rồi. Là một người vô dung, đồ bỏ đi. Tôi chỉ mong ông có thể sống thêm được vài năm, nhưng tôi lại không có khả năng để làm điều này. Hy vọng duy nhất là xà bảo cũng không có cách nào lấy được. Tôi thật muốn tự đánh chết mình, Lão Lý, ông giống như ông nội tôi. Nhưng tôi chịu thua rồi. Ha ha. Người sống một đời, cỏ cây một thu. Sống lâu thêm vài năm so với sống ít đi vài năm có gì khác nhau chứ? Diêm Vương muốn bắt người, tôi phải đi. Nếu như tất cả mọi người trên thế giới này đều không muốn xuống địa phủ, chẳng phải Diêm Vương sẽ tức chết sao? Lúc này, đột nhiên có tiếng cười khàn khàn sang sảng của Lý Khiếu Phong truyền đến. Lão Lý ông dậy rồi sao? Diệp Phàm sửng sốt, lau nước mắt của mình. Nhìn xem, cậu lớn như vậy rồi. Là cha của hai thằng con trai rồi mà vẫn còn khóc nhè. Tiến lại gần đây, Lão Lý lau nước mắt cho cậu. Lý Khiếu Phong liền lấy khăn tay ở bên giường ra. Đừng di chuyển Lão Lý, tôi tự lau được rồi. Diệp Phàm vội vàng đưa tay ra. Đừng, để tôi lau cho cậu.
nếu không tôi sợ không có cơ hội để lau cho cậu nữa, cậu cứ để tôi lau cho cậu. Lão Lý nói. Diệp Phàm không dám nói gì nữa, im lặng để cho lão Lý lau nước mắt. Ngồi xuống đi, cậu là người ưu tú của nước Cộng Hòa, là anh hùng, là một cao thủ đỉnh cao. Cậu là niềm tự hào của tổ đặc nhiệm A, là niềm tự hào của nước Cộng Hòa. Cậu là tương lai của nước Cộng Hòa. Lý Khiếu Phong tôi có, con trai, như cậu thật là tự hào. Có xuống dưới âm phủ tôi cũng sẽ mỉm cười. Đột nhiên khẩu khí của Lý Khiếu Phong thay đổi, khí phách đầy trời. Có. Diệp Phàm đứng lên, chào một cái theo nghi thức quân đội. Ha ha, đây mới là con trai của Lý Khiếu Phong tôi. Lý Khiếu Phong cười đến rất vui vẻ. Một lúc sau mới dừng cười, nói. Thật ra, cậu phải hiểu cho đồng chí Cung Khai Hà. Về chuyện xà bảo đồng chí Cung Khai Hà đã qua chỗ tôi nói qua. Ông ta nói muốn lấy một miếng nhỏ xà bảo cho tôi dùng thử xem sao. Thử xem có tiến triển được chút nào không. Tuy nhiên, tôi kiên quyết cự tuyệt. Lãng phí làm gì, lãng phí mất một miếng xà bảo cho người sắp xuống mổ như tôi, không bằng giữ lại để bồi dưỡng một cao thủ cho quốc gia thì hơn. Phong thủy núi Bảo Sơn tốt lắm, lại thoải mái nữa. Tôi ở đó thật sự sẽ rất thoải mái. Khi biết cậu muốn đột phá bán thần tiên, tôi đã rất vui mừng. Tổ đặc nhiệm A chúng ta cũng có cao thủ siêu cấp. Tôi rất vui, rất phấn chấn, ha ha ha. Tôi rất vui, tôi trông mong ngày này. Tôi rất vui. Lý Khiếu Phong cười liên tục, đột nhiên dừng lại. Lão Lý, lão Lý, lão Lý. Tiếng Diệp Phàm gào thét lên trong phòng. Chuyên gia viện quân y lập tức cấp cứu, tuy nhiên, Diệp Phàm đã quỳ gối trước mặt lão Lý, dùng tay chặn lại, hắn hét lên. Mọi người đi ra đi, toàn bộ đi ra ngoài đi. Các anh không cứu được ông ấy, còn tới đây làm gì, cút. Cút. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng anh có thể bình tĩnh lại. Để cho chúng tôi thực hiện cấp cứu, phải nắm lấy thời gian. Phó viện trưởng viện quân y thiếu tướng Chu Quốc Đống lên tiếng khuyên nhủ. Cút, cút hết đi. Các anh cút đi. Diệp Phàm tức giận, xuất nội khí ra, cách vài tiếng, cứ 5-6 chuyên gia vào lại bị bắn ra bên ngoài, một tiếng đập mạnh, cánh cửa phòng đóng lại. Thủ trưởng, đồng chí Diệp Phàm đang tức giận ở bệnh viện, bắt tất cả chúng tôi đều phải đi ra ngoài, hy vọng ông lập tức ra lệnh cho hắn mở cửa, để chúng tôi có thể vào bên trong tiến hành cấp cứu cho tướng quân Lý. Phó viện trưởng Lâm lập tức gọi điện thoại cho Cung Khai Hà. Thực sự xin lỗi. Tình cảm của hắn và lão Lý rất sâu sắc. Về việc cấp cứu, không cần đâu. Chuẩn bị hậu sự đi. Tôi lập tức tới ngay. Giọng nói Cung Khai Hà có chút nghẹn ngào. Không lâu sau, lực lượng xe quân đội tập hợp ở viện quân y, trên xe tất cả đều là tướng quân. Đồng chí Diệp Phàm, nén bi thương đi. Đang đau khổ Diệp Phàm có chút cảm giác mơ hồ có người vỗ nhẹ lên bả vai mình, ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là vẻ mặt đau thương của Chủ tịch Đường. Lý Long Nhất liền quỳ xuống, anh ta không có gào khóc, nước mắt chảy ra. Sau 3 ngày, đồng chí Lý Khiếu Phong được an táng tại nghĩa địa núi Bát Bảo. Tham dự hầu như là các đồng chí cán bộ cao cấp của nước Cộng Hòa và các đồng chí trong cán bộ của quân đội. Diệp Phàm cùng Lý Long ca Lý Long Nhất lo liệu tang sự. Xong xuôi tang sự, Diệp Phàm nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh lại tâm lý. 3 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2006. Tại thủ đô Bắc Kinh, tổ đặc nhiệm A bí mật huấn luyện tại căn cứ. Vẻ mặt Phí Thanh Sơn nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, buổi tối dưới sự giúp đỡ của Diệp Phàm Phí Đống sẽ ăn xà bảo với nhiều loại thảo mộc quý hiếm của tỉnh Cửu Long. Đánh sâu vào cản trở các kinh mạch. Nếu như có thể thành công, từ nay về sau Phí Đống sẽ đứng lên một lần nữa. Việc này đối với Phí gia mà nói là một sự kiện lớn, cho dù Phí Nhất Hoàn đang bận rộn công việc của Ủy ban Kỷ luật cũng quan tâm. Một số anh em nhà Phí gia, trừ Phí Phương Thành vẫn không có tin tức trở về từ Liên Xô, còn những người khác đều đã trở về. Đương nhiên, vì sợ bị ảnh hưởng đến hành động, người nhà họ Phí trừ Phí Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở đằng sau Diệp Phàm, còn tất cả những người khác đều ở ngoài mấy trăm thước quan sát. Vì thế, Phí Nhất Hoàn còn bảo Diệp Phàm đi hàn huyên một chút. Cho dù có không thành công cũng không có nguy hiểm đến tính mạng và cuối cùng đã đồng ý với phương án này. Đương nhiên, việc này đối với nhà họ Phí là một chuyện lớn. Một số anh em trong nhà họ Phí cùng với ông nội đã thương lượng với nhau một hồi lâu. Khai Hà, xác suất thành công là mấy phần? Ở trước mắt người thân, cho dù là chức cao nếu như Phí Nhất Hoàn có là nhân vật quan trọng cũng không bỏ xuống được. Yên tâm đi, nếu như không có sách lược vẹn toàn.
Diệp Phàm không có khả năng hành động, nghe nói đa số dược liệu lần này đều là các anh cung cấp. Hơn nữa, còn siêu tập ở chợ không ít, mà lão phí cũng giữ gìn được sức khỏe. Tôi tin rằng, những điều này sẽ là nhân tố làm tăng xác suất thành công. Cung Khai Hà nói. Vậy thì tốt rồi. Thật ra Phí Nhất Hoàn hỏi vậy để cho an lòng, bởi vì biết là hỏi cũng không hỏi được. Có thể bắt đầu rồi. Diệp Phàm ngồi xếp bằng đối diện với Phí Đống, quay đầu lại phía Phí Thanh Sơn gật gật đầu. Sau khi Phí Đống uống xong một bát to thuốc bắt đầu hành công, không lâu sau, Phí Đống có phản ứng. Trên đầu bắt đầu tràn ra một khí trắng. Không lâu sau, trong khí trắng cũng lờ mờ lộ ra màu hồng rồi đen lục lam. Ngay sau đó, toàn thân Phí Đống chảy ra những giọt mồ hôi. Đúng lúc này, khí trên đầu Phí Đống bắt đầu dần dần ngưng tụ tại một chỗ. Nở hoa rồi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ba hoa tụ đỉnh sao? Cung Khai Hà nhìn màn hình trước mặt. Đúng là có điểm giống, ông xem, khí ngưng tụ thành ba đóa hoa. Tuy nhiên, còn chưa đủ ngũ khí chiêu nguyên. Nếu như ngũ khí chiêu nguyên có thể thành công, không những có thể làm cho chân lão phí bình phục lại, hơn nữa, còn có thể đột phá được tiên thiên. Tướng quân Lâm Quốc Đống cũng xúc động môi có chút run rẩy. Nhìn kìa, khí bay tới tận trời. Tuy nói khí nhỏ như sợi len, nhưng dù sao cũng là khí. Nếu phía sau còn có bạch khí, hồng khí, hắc khí, hoàng khí xuất hiện, ngũ khí sẽ bay ngút trời, rất có thể lão phí vừa mới đột phá được thần tiên. Thật sự là xúc động, có thể thấy tận mắt một vị thần tiên, sinh ra trên đời. Là may mắn ba đời của tôi. Tổ trưởng cung, anh thì sao? Lâm Quốc Đống vô cùng xúc động. Hai, đời này chúng ta không dám mơ ước nếu như có thể tự mình nhìn thấy lão phí thành hiện thực. Cũng là niềm vinh hạnh cả đời của Cung Khai Hà tôi. Tuy nhiên, nếu thực sự có thể đạt được, công lớn là của Diệp Phàm. Cung Khai Hà còn không quên nói tốt vài câu cho Diệp Phàm trước mặt Phí Nhất Hoàn. Ha ha, Diệp Phàm là người không tồi, là một người kế tục tốt. Phí Nhất Hoàn uống một ngụm trà, cười nói. Hoàng khí xuất hiện, bạch khí cũng hiện ra rồi, hắc khí cũng đi ra, chỉ còn hồng khí nữa. Trong nháy mắt, Lâm Quốc Đống cầm chén trà lên rồi lại đặt xuống rồi lại cầm lên rồi lại đặt xuống. Đàn định, anh xem, Diệp Phàm sẽ không như vậy. Cung Khai Hà cười nói. Người Diệp Phàm ướt đẫm, trên người cũng toát ra khí, giống như đang ở trong phòng tắm hơi. Phí Thanh Sơn vừa thấy, uống một thứ gì đó xong, trưởng lực lên trên lưng Diệp Phàm. Không lâu sau, trên người Diệp Phàm càng toát ra khí màu trắng, thiếu chút nữa ngay cả mọi người cũng không nhìn thấy. Nửa giờ sau, trên người Diệp Phàm giống như có khí trắng vướng lại cùng nhau, hình thành một quả khí to trong tay, thẳng đánh về phía Phí Đống. Mà toàn thân Phí Đống cũng rung lên, miệng hé ra, nuốt trôi khí trắng Diệp Phàm tạo ra. Khí trụ màu trắng chính là do Diệp Phàm đem đán phi tử cùng với cổ tà làm ra thành nội khí tinh khiết nhất. Với Phí Đống mà nói, đây là vật đại bổ. Cái này Diệp Phàm nhất thời không thể tiêu thụ được, là bức vương giảm bớt ở trong cơ thể Diệp Phàm. Cái này phát ra từ đó. Diệp Phàm cảm giác kinh mạch đều nhanh cho nội khí phá vỡ mạnh mẽ, vẫn cố gắng giữ vững. Ước chừng 2 giờ sau, Lâm Quốc Đống kêu lên. Cuối cùng cũng có khí trụ màu đỏ bay ra rồi, tất cả ngũ khí đều xuất hiện rồi. Lão phí thật sự có hy vọng đột phá thần tiên. Diệp Phàm chính là điều kiện để ông ấy đột phá, để đạt được bước đột phá, còn phải dựa vào chính cơ thể lão phí nữa. Để đột phá cần có ngoại lực hỗ trợ, không thể tự mình đột phá được. Nếu không, cao thủ nào cũng tự đột phá được. Đương nhiên, trình độ phải từ bán thần tiên trở xuống. Nhưng dù sao nóng vội cũng không tốt, sẽ càng làm mất thời gian. Tuy nhiên, hai chân lão phí bị tắt nghẽn một thời gian dài rồi, cái này mới là cản trở lớn nhất để ông ấy đột phá. Chương 3065, vinh quang lớn. Lúc này sự giúp đỡ của Diệp Phàm có tác dụng lớn hơn. Lúc này bọn họ đang ngăn chặn các tác động vào kinh mạch. Đây là cửa thứ nhất để đột phá bán tiên thiên. Kinh nghiệm của Cung Khai Hà thật là nhiều, công lực của ông ta cũng không phải quá cao, nhưng tầm mắt của ông ấy làm cho Lâm Đống Quốc khâm phục. Về con người của Cung Khai Hà, vẫn làm cho người ta cảm thấy có vẻ thần bí. Lâm Quốc Đống có quy củ vì anh ta có một vị sư phụ thần bí. Một giờ sau, Lâm Quốc Đống kinh hãi nói. Không xong rồi, Diệp Phàm bị ngã rồi, phải làm sao bây giờ? Việc này, phỏng chừng là nội khí cạn kiệt, không còn lực, thậm chí có thể nói đó là hậu quả của việc dùng quá nhiều nội khí, khiến cho thân thể hắn bị tổn thương rất lớn. Cung Khai Hà cũng ngồi không yên, cả người đứng lên,
tất cả các anh em nhà họ Phí cũng đều đứng lên, Ninh Chí Hòa đã sớm đứng ở bên ngoài. Chỉ còn mỗi Phí Nhất Hoàn còn ngồi bình tĩnh, đầu Phí Điệp Vũ nhanh chóng đầy mồ hôi, những giọt mồ hôi này cũng không kém so với Diệp Phàm. Phí Nhất Độ nắm tay kêu răng rắn. Đúng lúc này, đột nhiên Phí Đống đứng lên, hai tay của anh ta múa may điên cuồng, cả người lúc thì bay lên khi thì hạ xuống, nói chung giống như một con hổ, đánh xung quanh. Đứng lên, đứng lên. Phí Nhất Độ kêu to, bị cha liếc nhìn, sợ tới mức chạy nhanh không dám lên tiếng. Mà Phí Thanh Sơn ôm lấy Diệp Phàm lui đến hơn 100 mét. 2 giờ trôi qua, đột nhiên trên đầu Phí Đống có khí ngũ sắc bay ra, nhiều như một cánh tay trẻ con. Không lâu sau, ngũ khí quy tụ vào một chỗ, tam hoa cùng ngũ khí đều hấp thụ vào bên trong đỉnh đầu. Cả người Phí Đống đột nhiên trẻ ra rất nhiều, tất cả mọi thứ đều rất đơn giản. Anh ta lập tức lấy Diệp Phàm trong tay Phí Thanh Sơn bay lên không trung, hai tay di chuyển, Diệp Phàm xoay tròn trên không trung. Giống như một máy xay gió càng chuyển càng nhanh, không lâu sau, chỉ nhìn thấy bóng mà không thấy người. Lão Phí làm cái gì vậy? Lâm Đống Quốc thầm nói. Nói chung là lúc này vừa mới đột phá nên công lực rất mạnh, anh ta đang bổ sung năng lượng cho Diệp Phàm, khôi phục nội khí của mình. Đương nhiên, cũng đồng thời hoàn thiện cho chính mình. Không lâu sau, trong tay Phí Đống hiện ra ánh sáng ngũ sắc, hướng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm giống như là ngâm mình ở bên trong khí ngũ sắc. 2. Lão Phí dùng khí ngũ sắc tẩy tủy cho Diệp Phàm, bản chất là thay máu. Nhất Trác Nhất Ẩm đều có ý trời, Diệp Phàm giúp đỡ anh ta đột phá được lên tiên thiên, anh ta vì Diệp Phàm dùng tinh khí tẩy tủy, đây chính là đạo đức người học võ. Nếu không, chắc Diệp Phàm phải nằm ở trên giường mấy tháng mới có thể đứng lên được. Cung Khai Hà thở dài. Vô! Một âm thanh vang lên. Trên thái dương Diệp Phàm bay ra một con rơi có khuôn mặt rồng. Đôi cánh có sức sống mạnh mẽ. Trên thực tế đôi cánh của con rơi mở rộng, tuy nhiên, mọi người chỉ nhìn thấy Phí Đống. Ngay cả Phí Thanh Sơn cũng nhìn không thấy, chẳng qua đó là một loại cảm giác thôi. Lúc con rơi hóa rồng chính là lúc cậu đột phá tiên thiên, không tồi không tồi, ông trời đối đãi với cậu không tệ. Lại có thể cho cậu thay đổi sát khí như vậy, sử dụng được. Phí Đống lắp bắp nói. Dạ Dương im lặng. Cuối cùng Diệp Phàm tỉnh dậy. Thế nào rồi, khỏe lại chưa? Phí Đống ân cần ngồi ở bên cạnh Diệp Phàm. Hắn vừa mở mắt ra nhìn thấy, nhanh chóng ngồi dậy, nói. Xin lỗi, đột nhiên lại ngủ thiếp đi. Ha ha ha, tinh khí này đã đủ, chúng ta cùng nhau mở yến tiệc. Phí Thanh Sơn cười to, tất cả mọi người trong phòng cũng đang cười, kể cả Phí Nhất Hoàn. Đây là Phí Gia Trang. Một chiếc bàn tròn được đặt trong sảnh. Phí Đống ngồi chủ tọa, bên cạnh là em trai Phí Trường. Tiếp theo là anh em nhà họ Phí tự động ngồi xuống. Diệp Phàm, lại đây, ngồi bên cạnh tôi. Đột nhiên Phí Đống duỗi tay ra, chỉ vào bên cạnh. Tuy nhiên, bên cạnh ông ấy lại là Phí Thanh Sơn đang ngồi, lập tức đứng lên, cười nói. Tôi ngồi xuống dưới vậy. Không cần đâu Thanh Sơn, thêm một cái ghế nữa là được mà. Vẻ mặt Phí Đống thân thiết, cười nói. Tôi xin phép, ở đây thân phận của tôi là thấp nhất, tôi vẫn còn ít tuổi. Tôi ngồi xuống dưới là được rồi. Mặt Diệp Phàm đỏ ửng lên, không dám lỗ mãng. Ha ha, Diệp Phàm, bác trai bảo cậu ngồi thì cậu cứ ngồi chứ làm sao. Bác trai là rất ít khi chú ý đến người khác đó. Đột nhiên Phí Nhất Hoàn nở nụ cười. Thời gian trước ông ấy ở Hồng Diệp bảo, tôi đến chào cũng phải đứng đó. Làm sao có thể được chứ? Diệp Phàm nào dám ngồi, đây chẳng phải là ngồi trên đầu Phí Thanh Sơn sao? Mà Phí Nhất Độ đã sớm đem một chiếc ghế khác đặt vào đó, trên thực tế là bên ngoài chiếc bàn tròn này có thể ngồi thoải mái 17-18 người. Ở giữa là khoảng không. Bảo cậu ngồi thì cứ ngồi vào, lề mề giống như đàn bà để làm chi. Phí Thanh Sơn cười nói. Ha ha ha. Tất cả mọi người trên bàn đều nở nụ cười. Diệp Phàm, từ trước đến nay tôi chưa thấy cậu hiền lãnh như vậy. Tính tình của cậu thật là ngang bướng, đôi lúc còn có thể tranh luận với tôi. Sự can đảm đó đâu mà hôm nay lại như thế này. Cậu có thể so sánh với lão gia tử sao? Không phải chỉ là một thư ký quèn sao? Tại sao có thể nói như vậy với Diệp Phàm của chúng tôi? Không thể tưởng tượng được lão bà Phí Hương Ngọc thiếu chút nữa kể chuyện. Hương Ngọc, em nói sai rồi. Lúc này, Phí Mãn Thiên nói. Tôi nói sai, anh cũng không thể lừa gạt ở bên ngoài được. Bình thường ở nhà Phí Hương Ngọc cũng đáo để, được anh trai thương yêu.
bây giờ người ta đã chính thức chuyển làm bí thư rồi, sau này, em cũng đừng hơi tí là lại thay mặt. Phí Mãn Thiên cười nói. Chuyển chính thức rồi, em nói chuyện gì xảy ra, như vậy. Phí Hương Ngọc cũng cao hứng, cuối cùng đã tuyên bố chính thức, cái này, là một người phụ nữ, cũng không ngóng trông ngày này. Diệp Phàm vừa nghe, trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Sau khi Ninh Chí Hòa tuyên bố chính thức có thể giảm bớt rất nhiều lo ngại, có thể dứt khoát chuyện muốn làm của mình. Lại không cần thiết phải suy nghĩ nhiều mối quan hệ, thay. Người này là số một Cao Hưng, tự nhiên đặt mông ngồi xuống. Diệp Phàm, làm rất tốt, đưa tập đoàn Hoành Không đi lên, tin chắc rằng các đồng chí lãnh đạo nhìn thấy năng lực của cậu. Ninh Chí Hòa cổ vũ nói, trong lời nói này dường như là một lời đồng ý. Ha ha, Chí Hòa, Diệp Phàm là một nhân tài, mà cậu có thể thấy. Bằng không, lúc nào cậu bay câu sẽ bị trầm cảm. Lúc này, không thể tưởng tượng được Phí Nhất Hoàn nói những câu vui đùa. Ninh Chí Hòa vừa nghe, sửng sốt, nhìn hai anh như có điều suy nghĩ. Nói, tôi sẽ quay trở lại và làm một số việc, hỗ trợ thêm cho Diệp Phàm, sự giúp đỡ trước kia đối với Diệp Phàm là không đủ. Kỳ thật, những gì Diệp Phàm làm ngày qua là có sự trợ giúp của tôi. Anh biết vậy là tốt rồi. Phí Nhất Hoàn khẽ gật đầu. Chúng ta cùng uống một chén chúc mừng anh cả một chút. Phí Trường Thiên giơ cái chén lên, tất cả cùng ủng hộ, Phí Nhất Độ cùng một đám người nhà họ Phí ngồi ở dưới bàn tròn. Mà ngay cả đại tiểu thư Hòa Hòa bình thường rất nghịch ngợm chuyên gây sự cũng không dám hé răng, thể hiện là cô gái ngoan ngoãn, còn Mai Thiên Kiệt, ngay cả cái giấm cũng không dám đánh. Đặt chiếc chén không xuống, Phí Điệp Vũ lại tiến lên rót đầy chén cho mọi người. Phí Đống Đồng tình mỉm cười giơ cái chén lên, cười nói. Chén thứ hai này tôi mời Diệp Phàm. Không được, tôi phải mời ông mới đúng chứ. Diệp Phàm nhanh chóng đứng dậy. Hàng ngày hắn rất ít đỏ mặt, tự dưng bây giờ lại hơi hơi đỏ. Ngồi xuống, nghe tôi nói đã. Phí Đống chỉ vào ghế, Diệp Phàm đành phải ngồi xuống. Diệp Phàm, không có cậu, cuộc sống của tôi sẽ cứ như vậy. Cậu đã đưa tay ra kéo một ông già như tôi ra khỏi cái chết. Chẳng những làm cho tôi đứng dậy một lần nữa, hơn nữa, công lực lại có thể đột phá đến tiên thiên. Đó là điều hạnh phúc nhất của tôi, Phí Đống tôi không sợ chết, chẳng qua ông trời đối đãi với tôi không tệ. Lại cho tôi sống thêm được 20 năm, để tôi có thể chứng kiến võ thuật nhà họ Phí có thể một lần nữa đứng lên. Chỉ cần Thanh Sơn có thể đột phá đến bán tiên thiên, tôi đã hài lòng lắm rồi. Ít nhất, võ thuật nhà họ Phí hơn 1.000 năm không có suy vong bởi tôi. Tất cả đều là do Diệp Phàm cậu làm cho tôi. Cho nên, chén rượu này, là Phí Đống tôi mời cậu. Tôi đại diện cho nhà họ Phí mời cậu. Vẻ mặt Phí Đống rất chân thực, nghiêm túc. Anh, chúng ta cùng kính Diệp Phàm một chén. Lúc này, Phí Trường Thiên cũng mở miệng, anh ta vừa giơ chén, các anh em Phí Thanh Sơn, Phí Nhất Hoàn nào dám chậm trễ, tất cả đều giơ chén lên. Còn Phí Nhất Độ trên bàn, tất cả đều giơ chén đứng lên. Điều này có vẻ như toàn thể người nhà họ Phí đều cung kính mời Diệp Phàm một chén. Vinh quang lớn lao này thiếu chút nữa làm Diệp Phàm sốc, tuy nhiên, hàng ngày hắn đã thường xuyên được vượt qua thử thách, lập tức đứng lên, hai tay giơ chén lên, nói. Vừa rồi lão Phí chỉ nói một mặt của hắn. Kỳ thật, mấy năm ở dưới này, Phí gia đối với tôi không tệ, Diệp Phàm tôi đã coi Phí gia trang chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Mấy năm qua, sự nghiệp của tôi có thể thuận buồm xuôi gió. Đều là do Phí gia đã lặng lẽ ủng hộ tôi mà không nói ra. Diệp Phàm có được những thành tựu như ngày hôm nay, không thể không có Phí gia. Chén rượu này, chúng ta cùng uống để chúc mừng nhau. Nói rất hay, cùng uống để chúc mừng nhau. Phí Trường Thiên vừa thấy, cũng liền gật đầu, không khí trên bàn rượu lập tức rộn ràng hơn. Buổi tối Diệp Phàm được Phí gia tiếp như một khách mời danh dự, sau khi Phí Đống đột phá thành công, thực lực nhà họ Phí càng lớn mạnh. Diệp Phàm, từ hôm nay trở đi tôi muốn ở lại Phí gia trang. Thời gian tới tôi có ý định sẽ chỉ bảo bọn con cháu tập luyện võ công. Hậu bối của nhà họ Phí quá yếu, nếu không cố gắng, sẽ không có người nối nghiệp. Hơn nữa, lần này tôi đã dùng xà bảo. Mà đồng chí Cung Khai Hà của cậu yêu cầu cho miếng xà bảo thứ hai, Phí gia không thể lại yêu cầu tổ đặc nhiệm A cho thêm một miếng nữa. Vậy là quá tham lam, cho nên, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm được Phí Đống gọi ra sân phía sau uống trà. Ngồi ở đó có Phí Thanh Sơn cùng Phí Nhất Độ, sức khỏe Phí Trường Thiên không được tốt, cho nên đã về nghỉ ngơi trước.
còn Ninh Chí Hòa đã về tỉnh Thiên Vân, còn Phí Nhất Hoàn, cùng đã về tới biệt thự Tây Viên. Phí lão cứ ở đây, lúc nào muốn quay trở về cũng thuận lợi. Diệp Phàm cười nói, đương nhiên muốn lưu lại nhà dưỡng lão miễn phí này của cao thủ, hơn nữa, khi có thể còn có thể thỉnh giáo một số vấn đề. Chương 3066, cuộc kỳ ngộ của Phí Thanh Sơn. Khỏi cần, sau này nếu tôi thật sự muốn trở lại thì nhiều nhất là ngồi lại một chút. Những ngày vừa qua rất cảm ơn sự chiếu cố của gia đình các anh. Phí Đống có vẻ khách khí. Vậy được rồi, tất cả là do lão Phí quyết định. Diệp Phàm biết rằng những chuyện mà Phí Đống quyết định thì không thể thay đổi. Diệp Phàm, sự thử sức cùng Hoành Đoán Gia lần này chính là tới đó ở khoảng 2 tháng. Phía họ đã đưa ra ý này. Có thời gian Phí Gia chúng ta có quá nhiều chuyện xảy ra nên không có câu trả lời lại, giả dụ như hôm nay tất cả thành công đột nhiên phá bỏ, Phí Gia chúng ta cũng có thể đấu lại Hoành Đoán Gia được. Vậy nên chúng ta quyết định trong khoảng thời gian 2 tháng phải giải quyết xong chuyện này. Phí Gia sẽ khiến cho Hoành Đoán Gia một lần nữa hiểu rõ. Địa vị của Phí Gia trong giới võ lâm lại không thể thắng nổi đạ vị võ đạo của bọn họ ở Nhật Bản. Hai mắt của Phí Thanh Sơn sáng ngời nhìn một cách có hồn, tinh thần rất tốt, lúc này đang muốn thể hiện uy phong. Sư bá, có phải ở Thủy Tinh Đảo người đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ? Diệp Phàm nhìn Phí Thanh Sơn đầy suy nghĩ, đưa mắt tìm hiểu, hắn cảm thấy khí nội khí trong người Phí Thanh Sơn đang sục sôi. Hơn nữa, cấp độ đang ngày càng cao. Ha ha ha, tôi cũng đang muốn tâm sự với cậu chuyện này. Phí Thanh Sơn cười nói. Vị sư bá đó nhất định là đã gặp rồi, xin chúc mừng. Diệp Phàm trong lòng cũng vui sướng vô cùng. Đi vào Thủy Tinh Đảo không lâu, trong cuộc ẩu đả với đội viên người Anh, tôi đã thất lạc đám người của tướng quân Tây Môn Đông Hồng, tôi rơi vào một cái hố nước. Không thể nói là cái hố nước, phải nói là một cái giếng rất sâu. Cái giếng này có lẽ còn nối liền với biển ở trên, nước phía dưới không ngừng chảy ra, giống như kiểu suối nhỏ vậy. Lúc đó tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Ngay cả dùng sức lực của mình cũng không thể nín được một hơi. Hơn nữa bên này lại mất đi dưỡng khí chờ thiết bị. Nhưng mà ai mà biết được rằng trong dòng nước này còn có cái động khác. Phí Thanh Sơn nói tới đây dừng lại một chút uống ngụm trà. Đại bá mau nói đi, tôi chịu không nổi nữa rồi. Phí Nhất Độ không chịu nổi phải thúc giục. Dòng nước ở dưới đó tuy là nối liền với một dòng nước rất lớn, có điểm giống với đường quốc lộ của chúng ta. Nhưng mà đường kính lại lớn hơn nó gấp mười mấy lần. Dòng nước trên vách đá rõ ràng là có dấu tích của con người đào bới. Dòng nước lớn như vậy, nhưng con người ở bên trong đó thì lại cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Mở dòng nước này làm cái gì? Tôi vẫn không hiểu nổi. Vậy nên tôi bơi theo dòng nước này về phía trước xem sao. Giờ phút này thì dòng nước này cũng là con đường duy nhất của tôi. Quay đầu lại là điều không thể nữa rồi. Phải tiếp tục đi thẳng, và đến một cái hồ trong lòng đất. Lúc ấy thì không hề thiếu nước, bởi dòng nước ở đây là nước ngọt. Đúng lúc tôi đói không chịu nổi nữa, đúng lúc tôi sắp mở mắt, sắp tuyệt vọng thì không ngờ lại phát hiện ra hai tảng đá giống như quả trứng vậy. Lúc đó tôi tức giận liền ra mấy trường, vẫn còn chửi rằng đó chỉ là hòn đá không phải là trứng thật, khiến người khác nhìn thấy phải thèm thuồng. Một cái thạch đàn bị tôi bổ ra, bên trong lại là lòng trắng và lòng đỏ. Nhưng mà do thời gian đã quá lâu nên lòng trắng và lòng đỏ đặc lại giống như một loại nhựa cao su vạn năng. Tôi sờ và thấy rằng nó vẫn chưa hẳn đã đông lại toàn bộ, lúc đó tôi thật là đói không chịu nổi nữa rồi, thế nên tôi lấy chút nước đổ vào một cái đồ vật rồi khuấy lên thành một bát cháo. Đương nhiên là trong đó có rất nhiều hòn cục, bởi nó đã hóa đá quá lâu liền biến thành hòn cục. Sau đó đương nhiên là tôi ăn lấy ăn để rồi. Bởi trứng đá đó rất to, không khác cái chậu rửa mặt là mấy. Sau khi ăn no, lại nghĩ cách tìm đường ra. Lúc này, đột nhiên cái bụng lại nổi cục cơn đau dâng lên. Hơn nữa một cơ ở phần đan điền bị đốt cháy rừng rực, và nội tạng bên trong bắt đầu đau. Cũng không hiểu nổi lúc trước khi bất tỉnh tôi đã làm cái gì. Có điều, khi tỉnh lại tôi kinh ngạc phát hiện ra, tôi lại có thể đột phá tới 12 đẳng rồi. Phí Thanh Sơn vẻ mặt tự hào nói. Đại bá này, quả trứng đó có thật là trứng rắn không? Phí Nhất Độ hỏi. Việc này tôi vẫn có chút không hiểu, nếu như là trứng rắn, niên đại nhất định là rất lâu rồi. Có điều tôi không hiểu là vỏ quả trứng rắn này đều là đá, tại sao bên trong lại không có tí đá nào rơi vãi. Phí Thanh Sơn nhìn Diệp Phàm, nói. Cái này có lẽ là do điều kiện hoàn cảnh đặc thù của nơi đó tạo thành.
ví như sự xuất hiện của xác chết cứng là do hoàn cảnh địa lý nơi mai táng và một vài yếu tố về thời tiết khí hậu đặc trưng của vùng tạo nên. Có điều, cũng không thể loại trừ trường hợp có nguyên nhân khác. Hơn nữa, có thể khẳng định rằng quả trứng rắn to như vậy thật đúng là một thứ thuốc bổ. Xem ra hiệu quả khác của thứ đồ đại bổ này so với xà bảo cũng không kém là mấy. Có điều, cái quả trứng rắn to như cái chậu rửa mặt thế này thì con rắn đẻ ra nó phải to ngần nào. Tôi nghĩ, liệu có phải cái dòng nước này chính là con đường đi lại mà lúc bình thường con rắn to đó chui ra không? Diệp Phàm nói, trên thế giới còn có con rắn to như vậy sao? Phí Nhất Độ ngạc nhiên, không thể tin nổi. Tôi cũng nghi ngờ, quả trứng rắn này có phải là trứng rắn không, hay chỉ là mấy thứ đan dược mà các cao nhân thời cổ đại sáng chế ra? Giống như núi xương bối mà anh nói cũng giống như vậy. Chỉ là một con rối mà các cao thủ sáng chế ra mà thôi. Ai lại tin rằng cao nhân lại có tài năng như vậy chứ? Ngay cả thời buổi khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay cũng không thể sáng tạo ra một sự mô phỏng giống người thật hoàn toàn được. Phí Thanh Sơn cũng hoài nghi. Con rắn lớn như vậy, thật khiến người ta khó mà tin được. Nhưng mà, từ những mô tả mà các cậu đã tới Thủy Tinh Đảo thì nơi đó đích thị là nơi trú của sư võ Vương Mễ Tác. Tự nhiên tất cả đều tràn ngập một thứ đồ thần bí nào đó. Nếu như nói rằng mấy năm trước xuất hiện thứ đồ vật vượt qua nhận thức của chúng ta hiện nay thì có thể chấp nhận được. Ví như, hiện tượng quang học, ví như gửi tinh thần tư tưởng của con người vào xương cốt, da thịt hoặc nội khí bên trong, những thứ này đều là những điều mà loài người chúng ta trong xã hội hiện đại không thể tiếp thu được. Nhưng theo lý luận nội khí cổ đại thì hoàn toàn có thể hoàn thành được. Giống như ngươi nói thời cổ đại có máy tính thì không thể tin nổi. Phí Đống nói. Đương nhiên cũng không thể ngoại trừ trường hợp có thể khác, giống như Thanh Sơn nói vậy. Việc này tôi có thể biết đôi chút. Khi bước vào dưới đất, tôi gặp được ba người. Diệp Phàm nói ra tất cả những gì Lôi Đạo Phẩm nói. Xa Mỹ ngàn năm, nếu như thật là có loài vật này thì nơi mà Thanh Sơn đi rất có khả năng chính là nơi loài rắn này sinh sống lúc ngày thường. Quả trứng mà to như này thì cũng có thể giải thích được rồi. Giống như thời xa xưa có khủng long. Tôi tin rằng trứng mà khủng long đẻ ra cũng to như vậy. Phí Đống gật đầu. Đán Phi Tử nói xà mị ngàn năm đã bị đảo chủ Thất Diệu của Thất Diệu đảo phía bên Bồng Lai trộm mất. Nếu như muốn trộm quả trứng rắn to như vậy thì chẳng phải là nghịch thiên sao? Chuyện này rốt cuộc là sử dụng cái thứ năng lực phi phàm nào mà có thể trộm được quả trứng to như vậy chứ? Diệp Phàm nói. Cái này cũng không chính xác, trứng to như vậy muốn hóa trang để chạy đi cũng không thể. Tôi đang nghĩ có khi nào chạy trực tiếp qua đường biển không? Dòng nước kia có thể trực tiếp thông ra biển. Phương pháp mà các cao thủ thời cổ đại dùng cao tay hơn chúng ta ngày nay rất nhiều. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng vị đạo trưởng Thất Diệu kia đã có thể trộm được xà mị ngàn năm từ tay võ vương thì chứng tỏ thực lực của y cũng đáng kinh ngạc đấy. Trộm đi một con rắn lớn cũng có thể có khả năng này. Phí Đống nói. Tiền bối, gần đây tôi có cảm giác kỳ lạ. Xương bối Sơn nhìn thấy Đán Phi Tử. Mà ở Thủy Tinh Đảo cũng có bóng dáng Đán Phi Tử. Hơn nữa, y luôn giật dây tôi đi tìm chòm sao thiên tinh. Mê hoặc tôi phá bỏ tiên thiên cảnh giới. Mà điểm vào lại chính là Thất Diệu Đảo, tôi nghĩ, tất cả liệu có phải đang có gì bí mật ẩn chứa bên trong. Người này thật đáng sợ, chết mấy nghìn năm rồi lại có thể sắp đặt tất cả điều này. Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác giống như mình đang rơi vào một bí mật kinh thiên nào đó. Tôi chính là người mà Đán Phi Tử muốn tìm. Tôi nghĩ, Đán Phi Tử liệu có phải là kẻ chủ mưu, tất cả đều nhằm hoàn thành một việc đại sự nào đó mà đã được sắp đặt rất hoàn hảo. Diệp Phàm nói, ừ, khá là khéo léo, tên Đán Phi Tử này dường như chỗ nào cũng có mặt. Trong chốc lát có thể dùng nội khí vận sóng ẩn mình trong xương cốt. Một lát sau lại vận nội khí toàn thân nằm trên giường. Người này thật đáng sợ, nếu y là kẻ chủ mưu, vậy âm mưu của y là gì? Chòm sao thiên tinh này chắc chắn là một bí mật rất lớn. Nhưng mà, Diệp Phàm này, nếu không có thực lực thì tuyệt đối không nên đi phá cái này. Và lại tôi thấy, nếu muốn đi cũng phải đợi sau khi đột phá được tiên thiên rồi đi. Bằng không sẽ rơi vào bẫy của người khác. Sau khi phá bỏ tiên thiên, ít nhất thì năng lực tự bảo vệ mình sẽ tăng lên không ít. Phí Thanh Sơn nói, tôi cũng nghĩ vậy, Đán Phi Tử đột phá tiên thiên là lý do thu hút tôi đi đến chòm sao thiên tinh. Nhưng mà y lại không trực tiếp chỉ rõ ra chòm sao thiên tinh ấy ở đâu. Trái đất rộng như vậy, đi đâu tìm đây, cuối cùng lại đến được Thủy Tinh Đảo và phát hiện ra tượng đá thần bí ở đây. Hơn nữa,
nó cười vẽ một đường liền xuất hiện một vòng đầy chấm nhỏ lóe sáng. Sau đó lại không thấy đâu. Mọi thứ khiến tôi hồ đồ rồi, thật thần bí, thật đáng sợ. Nhưng mà cũng thật kích động, nhất thời năng lực đạt tới, tôi nhất định phải đi chạm một cái. Diệp Phàm nói, ha ha ha, được được, nam tử hán tôi đây không thể bị cái gì đó dọa được. Chúng ta phải cư xử bình tĩnh tất cả mọi thứ. Cổ nhân sẽ lợi hại, dù sao thì họ cũng đã chết hết rồi, chỉ là lưu lại những tư tưởng của họ dựa vào phương thức nội khí để cất giữ mà thôi. Một khi chúng ta có thể tháo bỏ phương thức cất trữ bí mật này, chúng ta có cơ sở cùng bọn họ đọ sức. Một vật khắc một vật, người có nghĩ là chúng ta có thể phá giải được nó không? Chỉ cần dò xét hết bí mật trong đó, lại thêm cao thủ, lẽ nào chúng ta một người hiện đại lại không chọi nổi một người đã chết? Vậy nên, đột phá sức mạnh nhanh chóng mới là quan trọng nhất. Phí đống cười. Thanh Sơn, ngươi hiện cũng đã lên tới cấp 12, so với ta thì ngươi vẫn còn trẻ. Vậy nên, ngươi hiện đã có cơ sở để đột phá bán tiên thiên rồi. Ngươi có thể trở thành người giỏi thứ hai của Phí gia, sau tôi, có thể đột phá được bán tiên thiên hay không, điều này phải dựa vào chính ngươi thôi. Hoàn toàn có thể làm được đột phá bán tiên thiên, còn tiên thiên thì tôi không dám cam đoan. Phí Thanh Sơn cười nói, ngoảnh đầu lại nói. Hãy lấy ra một cây gậy xà đản khác mà tôi mang về. Không lâu sau, Phí Nhất Độ khiêng ra cái hộp đá cực lớn. Diệp Phàm, tặng cho ngươi. Phí Thanh Sơn chỉ vào cái hộp, cười ha ha, nói. Trong này chính là một cây xà đản khác sao? Nhìn cái hộp này, xà đản này đúng thật là nghịch thiên rồi, to như vậy sắp đuổi kịp cái chậu gỗ rửa chân của các chị em phụ nữ ở quê rồi đấy. Diệp Phàm hỏi. Chương 3067, chuyện lạ đã xảy ra. Đúng vậy, nhưng mà, vật này chúng ta cũng không biết. Ta cũng chưa xem qua, cũng không rõ bên trong có phải toàn bộ là hóa thạch không. Với lại, cho dù có phải là đá không, nhưng cũng không thể dễ dàng ăn được. Ta lúc đó cũng là đói quá, không ăn thì phải chết đói mất. Hiện tại con không giống như vậy rồi, phải suy nghĩ cẩn thận, quyết định thời khắc có thể ăn nó, không chừng còn có thể giúp con đạt tới cấp tiên thiên. Bằng không, ăn linh tinh vào chỉ sợ con chịu không nổi. Phí Thanh Sơn thận trọng nói. Sư bá, cái này giữ lại chỗ sư bá là tốt nhất. Khi sư bá có thể đột phá bán tiên thiên thì ăn nó, như vậy chẳng phải là càng tốt sao. Hơn nữa sư bá cũng từng ăn một cái rồi, ăn cái nữa chắc không có phản ứng gì. Con thì lại không như vậy được, chưa từng nếm qua, có trời mới biết cơ thể con có thích ứng không. Đối với những thứ chưa từng ăn, con không dám. Diệp Phàm vội từ chối. Ha ha ha, ta biết là con suy nghĩ cho ta. Nhưng ta nghĩ đúng như lời con nói thì ta ăn hết cái này lại ăn thêm cái nữa thì hiệu quả có thể mất đi nhiều. Lúc đó mà lãng phí loại bảo bối của thiên hạ này, không bằng để cho cậu. Hơn nữa, đối với những chuyện con đã làm cho Phí gia thì con có được nó cũng rất xứng đáng. Huống hồ, tâm nguyện lớn nhất của ta là có thể nhìn thấy con đột phá được tiên thiên. Đột phá được tiên thiên rồi. Nền móng của con sẽ tốt hơn ta rất nhiều. Tiên thiên này không phải nói phá là phá được. Thứ nhất là phải có sức khỏe, thứ hai là phải có cơ duyên. Cũng giống như đại kiện vậy, nếu như không gặp được con thì cả đời này cậu ta sẽ như vậy thôi. Phí Thanh Sơn thật rộng rãi. Diệp Phàm hiểu rõ, y có ý tốt, nhưng không phải là y không muốn ăn xà đản lần nữa. Chuyện này thật không hay, không bằng để lại cho bọn họ đi. Diệp Phàm nói. Chuyện này không cần nói, con nhận lấy đi. Cho tới nay, con đã dốc sức cho Phí gia như vậy, Phí gia lại không có giúp được gì cho con. Người nhà Phí gia ân oán phân minh, con hãy để cho lòng ta được thoải mái một chút được không? Thái độ của Phí Thanh Sơn rất thành khẩn. Vậy được rồi, con sẽ nhận nó. Kỳ thực, con cũng rất hiếu kỳ về nó. Diệp Phàm cười, mở hộp ra. Hắn dùng đôi mắt ưng nhìn qua một lượt, hắn phát hiện thấy xà đản này không có gì kỳ lạ. Ngoại hình so với quả trứng bình thường không khác nhau là mấy. Chỉ là do hóa thành đá nên trên mặt có rất nhiều đường vân. Diệp Phàm giật mình, con rơi bay ra chui thẳng vào trong xà đản. Nhưng mà điều khiến Diệp Phàm thấy buồn bực chính là con rơi kia tự mình có thể xuyên qua tảng đá, tấm sắt, nhưng lại không thể chui vào trong thạch đản này. Vừa chạm đến vỏ ngoài của quả trứng hóa thạch kia liền gặp phải một trở ngại không biết là gì. Cảm giác thấy đầu óc choáng váng như sắp ngã. Diệp Phàm vội thu hồi con rơi lại. Nghe nói, thứ đồ này có chút tương tự với thuốc mê, hẳn là một quả xà đản này không phải xà đản mà là thứ gì đấy do võ vương sáng chế ra,
không vật gì có thể đâm xà đàn này. Bằng không, ngay cả bán tiên thiên của tôi cũng không làm nổi nó. Về đến nhà, Diệp Phàm đặt thạch đàn ở trong mật thất. Tình huống đột phát. Đại ô quy hải bá vừa nhìn thấy quả thạch đàn này liền kêu lên như điên, giống như là lo lắng thật sự. Tứ chi loạn cả lên, miệng la lớn, giống như có tiếng sấm ở trong mật thất vậy. Ngươi nhìn thấy nó thì giống cái gì chứ, thật kỳ lạ. Diệp Phàm nói thầm. Đi nhanh, bằng không ta phải đóng cửa đấy. Diệp Phàm làm động tác đặt tay lên chốt cửa của mật thất, nhìn thấy cửa dần dần khép lại, hải bá tức giận, đâm thẳng vào cửa mật thất. Quái lạ, giống như ngươi có thù với nó vậy. Diệp Phàm nói thầm, mở cánh cửa ra, phát hiện thấy tốc độ của hải bá cực nhanh, nháy mắt đã vọt tới trước mặt thạch đàn. Càng kỳ lạ hơn chính là hải bá tới trước mặt thạch đàn lại bình tĩnh trở lại. Hơn nữa lại ghé vào trên mặt thạch đàn, không lâu sau liền ngủ trên đó. Mẹ ơi, không phải là ngươi muốn ấp trứng này chứ, ta thấy ngươi đúng là một con rùa ngu dốt mà. Một là, thạch đàn này không phải là của họ nhà rùa các ngươi. Hai là, quả trứng này đã từ mấy nghìn năm trước rồi, ngươi còn muốn ấp nó sao? Thật đúng là nhìn thấy trứng là run lên. Ngươi thích ôm nó ngủ thì ngủ luôn đi. Dù sao thì đồ này cũng rất chắc, không dễ dàng mà làm vỡ được. Diệp Phàm tự nói với mình rồi rời khỏi mật thất. Ngày 10 tháng 8, Diệp Phàm về tới tập đoàn Hoành Không. Khương Quân vội tìm tới. Nhìn cậu vội vàng như vậy, không phải là chuyện con đường tinh huy có gì sai sót đấy chứ. Diệp Phàm vừa tiếp y ngồi xuống, vừa hỏi. Đại sự không tốt, thời gian trước anh ở giúp ủy ban kỷ luật phá án. Vẫn không liên lạc được với anh. Với lại con đường cạnh tiêu hội ấy, do có nhiều tranh chấp quá lớn nên phải tạm gác lại. Đối thủ cạnh tranh chủ yếu của chúng ta là một người ở tỉnh, một người ở Đông Môn, vẫn còn người ở Nam Tây. Ba công ty xây dựng này đều là các công ty con của chúng ta. Nhưng mà, có bí thư Lam âm thầm trợ giúp, việc đấu thầu của công ty xây dựng công trình Thiên Mã của chúng ta vẫn khá thuận lợi. Bởi chúng ta đưa ra tiêu chuẩn của công ty xây dựng Thiên Mã chúng ta là cầm quân đặc biệt cấp cho xí nghiệp. Vậy nên về chuyện này thì Bí Thư Lam đã mở cuộc thảo luận nghiên cứu của Ban Thường vụ Thành ủy. Trước khi mở hội nghị thì Bí Thư Cái cũng gặp qua một vài cấp dưới của thành phố Hạng Nam. Cho nên ở giai đoạn trước khi bắt đầu khởi công xây dựng đã xác định đưa ra trợ cấp 200 triệu và đề nghị đạt được sự thông qua của Thành ủy thành phố Hạng Nam. Đương nhiên, trong hội nghị thường ủy cũng phát sinh sự tranh chấp, nhưng cuối cùng được Bí Thư Lam áp chế lại. Việc này đương nhiên là có quan hệ xí nghiệp cạnh tranh với một vài xí nghiệp rất mạnh. Đặc biệt là tỉnh Nhất Kiến. Tổng giám đốc của tỉnh Nhất Kiến là Trung Húc rất có thực lực. Cha của y là Trung Lâm Hà đã từng là phó tỉnh trưởng, có sức ảnh hưởng rất lớn tới tỉnh. Hơn nữa, y quản lý bộ phận xây dựng của tỉnh Thiên Vân. Mà lần này trong các xí nghiệp tham gia đấu thầu có các xí nghiệp đều là cùng một công ty xây dựng công trình Thiên Mã của chúng ta. Cho nên 200 triệu này trên thực tế đã nằm trong bàn tay chúng ta. Nhưng mà, chính vậy mà mặt sau của chuyện này lại gặp nhiều khó khăn hơn. Khương Quân nói đến nơi đây cầm lấy chén trà uống. Ừ, bọn họ cũng không phải ngốc, nhất định sẽ làm chuyện này. Tổng số tiền liên quan đến con đường tinh huy cũng không vượt qua con số 700-800 triệu. Đầu tiên là tập đoàn Thiên Mã của chúng ta đã cầm 200 triệu, tỉnh Nhất Kiện nhất định không phục xí nghiệp. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy. Đầu tiên là tỉnh Nhất Kiến đưa ra kháng nghị. Nhưng mà, Ủy ban thành phố Hạng Nam lấy việc cầm quân để làm lấy lệ, càng thêm áp chế. Nhưng mà bọn họ không cam lòng, họ đã chuyển qua cho cấp dưới của ngành xây dựng rồi. Xây dựng một công trình lớn không chiếm được bộ phận xây dựng thì không thực hiện được. Không có sự phê duyệt của công trình xây dựng thì không thể khởi công. Mặc dù anh có miễn cưỡng khởi công thì sau khi kiểm tra nghiệm thu công trình sẽ gặp phải nhiều chuyện. Hơn nữa khi mà ngành xây dựng nhất thời phái người đi kiểm tra quấy rối anh thì anh cũng không làm tiếp được. Khương Quân nói, việc này nhất định là Trung Húc của tỉnh Nhất Kiến làm trò rồi. Diệp Phàm hừ một cái, nói, không thể như vậy sao, Trung Húc lợi dụng sự ảnh hưởng của cha anh ta để tạo áp lực cho ngành xây dựng. Cuối cùng chỉ có thể làm được với bộ xây dựng thành phố Hạng Nam, và cũng chỉ có thể khoa chân múa tay đối với công trình đường tinh huy của chúng ta thôi. Khương Quân nói, bọn họ dám sao, cục xây dựng là cơ quan cấu thành của chính phủ. Lẽ nào cục trưởng cục xây dựng thành phố Hạng Nam lại không muốn làm sao? Bí thư Lam làm sao mà giải quyết việc này đây? Diệp Phàm hỏi. Người này tên là Chu Vân Khai, trước đây chính là một người thân cận của Trung Húc.
Đối với tất cả những gì đã làm cho thành phố Hạng Nam, Bí thư Lam đều rất căm tức. Cho nên đã lập tức ngừng công tác của Chu Vân Khai, nhưng mà việc này lại gặp phải gió to. Tỉnh ủy có lãnh đạo trực tiếp chỉ huy quy chế của Ủy ban thành phố Hạng Nam. Với lại thông qua các con đường tạo áp lực cho thành phố Hạng Nam. Thời gian trước Bí thư Lam đã tạo áp lực rất lớn, mà anh lại không ở đây. Thế nhưng, Bí thư Lam thủ đoạn mạnh mẽ, quản lý hà khắc. Hơn nữa, lập tức điều chỉnh công việc của người phụ trách ở cục xây dựng, điều chỉnh khá tốt người phụ trách thành phố Chu Vân Khai. Sóng gió lại lên đến cao trào, đầy rẫy những lời đồn về sự báo thù của bí thư cái muốn làm việc nghĩa ở công trình, làm lũng đoạn thu tiền thưởng, vân vân. Quyết định của phòng xây dựng tỉnh đối với Ủy ban thành phố Hạng Nam rất có ý nghĩa, người phụ trách chủ yếu của phòng xây dựng tỉnh là đồng chí Lưu Thành, khi mở hội nghị đã công khai biểu đạt đối với Ủy ban thành phố Hạng Nam tùy ý điều chỉnh những người cấp dưới phụ trách việc xây dựng không hợp lý. Và chỉ ra trong số đó có miêu nị gì đó, mũi nhọn nhắm thẳng vào con đường Tinh Huy. Và chỉ ra công trình đường Tinh Huy đề cập tới tổng tiền đầu tư lên đến 800 triệu. Là hạng mục do tỉnh phê duyệt, cho nên, phải thông qua phê duyệt của phòng kiến thiết tỉnh mới có thể khởi công và lợi dụng điểm yếu của Bí thư Cái. Chuyện này thì phiền toái rồi, Bí thư Cái cũng nhức đầu đây, phòng thiết kế tỉnh làm như vậy trái lại thật có ý. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, đại hội như vậy chỉ còn cách kéo dài thời gian. Chúng ta dùng danh hiệu đặc biệt mà xí nghiệp cấp cho cũng có người nghi ngờ, nói chúng ta lừa gạt. Thật là con mẹ nó tức chết đi được. Hơn nữa, Trung Húc của tỉnh nhất kiến người này hoàn toàn trở thành người đối đầu với công ty công trình kiến trúc Thiên Mã chúng ta rồi. Chẳng những cản trở công trình đường Tinh Huy của chúng ta, gần đây chúng ta lại bị người này phá hỏng ở công trình trong tỉnh. Bí thư Cái nghe xong báo cáo, rất tức giận. Ngày 25 tháng 7, lại gặp mặt ở hội nghị. Mà khi đó Bí thư Cái lại tự động dẫn quân đi. Không ngờ lại là oan gia ngõ hẹp, lão tổng của tỉnh nhất kiến là Trung Húc, người này cũng tự dẫn người tới. Hai bên xảy ra xung đột ở ngay trước cửa của đại lầu Ủy ban thành phố Hạng Nam. Lúc đó Trung Húc rất kiêu căng, vừa nhìn thấy cái Thiệu Trung liền kêu ầm ĩ, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Châm chọc nói lão Lư cũng không kiêng nể, người này đương nhiên là âm thầm chỉ Bí thư Cái rồi. Bí thư Cái lúc này không chịu nổi, nói Khương là cay độc, tên tiểu tử xấu xa. Lời lẽ của hai bên càng ngày càng kịch liệt, Trung Húc phao tin rằng đường Tinh Huy không phải là dự án phân tiền cho công ty xây dựng công trình Thiên Mã. Bí thư Cái nói rằng hạng mục con đường Tinh Huy là hạng mục của thành phố Hạng Nam, kêu công ty rác rưởi này cút đi. Trung Húc càng nói càng kiêu căng, nói hăm hở tới mức lại có thể phun hết nước bọt vào trước mặt Bí thư Cái. Bí thư Cái không thể nhịn được, lúc đó tát Trung Húc một cái, y liền té ngã trên mặt đất. Người của cả hai bên nhanh chóng làm loạn ở ngay trước đại lầu của thành ủy. Mà đồng chí bảo vệ của thành ủy thành phố Hạng Nam đương nhiên thiên về phía Bí thư Cái rồi, cố ý cấu kết lại với nhau. Thực tế những người bảo vệ này âm thầm hướng về phía Trung Húc đợi để tiếp đón một người ở tỉnh, một nhà xây dựng. Vẻ mặt Khương Quân lạnh lùng nói. Chương 3068, rơi răng cửa. Bí thư Cái có bị thương không? Diệp Phàm quan tâm hỏi. Bị một chút thương tích. Có điều Trung Húc thật thảm, lại bị rơi mất hai cái răng cửa. Lực cánh tay của Bí thư Cái cũng thật lợi hại. Chơi cái kiểu này người này phải rơi mất hai cái răng cùng một lúc, thật khó chấp nhận chứ đừng nói là Bí thư Cái. Khương Quân bái phục, nói. Bí thư Cái chẳng phải hết phiền toái rồi. Đánh rơi hai chiếc răng cửa theo pháp luật mà nói thì đã cấu thành tội phạm rồi. Răng là thứ quan trọng của con người. Diệp Phàm sửng sốt, hỏi. Cũng không hẳn, tên này chắc đau lắm. Trung gia lập tức đi báo cáo, mà là trực tiếp lên tận tỉnh báo cáo, nói rằng bọn họ không tin tưởng vào thành phố Hạng Nam. Trên tỉnh cũng phái người xuống, Trung Húc lại lên tỉnh kiểm tra rồi, chính xác là rơi hai chiếc răng cửa. Hiện tại thì tỉnh đã nhúng tay vào rồi, mà đứa con bị đánh của Trung Lâm Hà đương nhiên cũng ngồi không yên rồi, y phải trực tiếp tới văn phòng của bố Hoa Thanh và chủ tịch tỉnh Khúc. Chỉ trích cái Thiệu Trung ngang ngược hống hách, đã đánh bị thương người của y. Đề nghị chính quyền ủy ban tỉnh phải nghiêm túc xử lý. Mà một vài người bạn thân thích của Trung Húc đều đã đứng lên, liên hiệp với nhau tạo áp lực lên tỉnh, yêu cầu trong vòng một tuần phải điều tra rõ sự thật, trả lại công bằng cho ngư y bị hại. Khương Quân giận dữ nói. Em vợ của bố Hoa Thanh là Chu Đống bị tôi và Bí thư Cái bắt tay với nhau, con trai của Trung Lâm Hà là Trung Húc lại bị rơi hai chiếc răng cửa. Hai chuyện này hòa làm một, đầu tiên sẽ là chủ tịch tỉnh bố gặp khó khăn. Sau đó là Trung Lâm Hà.
Bí thư cái tuy rằng có hậu thuẫn ở tỉnh, nhưng trong tình huống này cũng không rõ ràng lắm. Chuyện này, trên tỉnh có thái độ gì chứ? Chủ tịch Khúc cũng không còn cách nào, sự thật bày ra trước mắt. Hơn nữa, văn phòng tỉnh đang gây sức ép, trong thời gian 2 ngày phải điều tra ra sự thật. Nhân chứng vật chứng trước mặt, văn phòng tỉnh cũng không giấu được. Buổi chiều ngày thứ 3 liền đình chỉ mọi chức vụ công tác của bí thư cái, tiếp nhận điều tra của cơ quan công an và các tổ chức. Việc này, chủ yếu là áp lực trên đầu quá lớn, ngay cả cơ hội giải hòa cũng không có. Nghe nói văn phòng tỉnh ủy đã nộp án kiện vụ bí thư cái lên viện kiểm sát rồi. Mà viện kiểm sát cũng mạnh tay, lại đã đưa lên tòa án rồi. Khương Quân nói, nếu tội danh được thành lập, bí thư cái coi như xong rồi. Chí ít cũng là hoãn thi hành án, nhưng mà tôi không tin bí thư cái sẽ buông xuôi dễ dàng như vậy, không chừng lại lật ngược hai chiếc răng lên. Những người đứng sau y nhất định sẽ ra tay bảo vệ y. Hơn nữa theo lý mà nói, lực lượng phía sau y còn mạnh hơn phó chủ tịch tỉnh Trung nhiều. Bí thư Diệp đúng là thần nhân. Khương Quân thán phục nói, Diệp Phàm sửng sốt, lập tức kêu lên. Khoan đã, cậu gọi tôi là gì cơ? Bí thư Diệp. Khương Quân cười nói. Cậu có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Sau khi đình chỉ chức vụ của bí thư cái, văn phòng tỉnh ủy tuyên bố chức vụ bí thư đảng ủy của tập đoàn Hoành không tạm thời do anh thay thế. Mà hôm trước, kết quả xử lý bí thư cái đã có rồi, đồng chí cái Thiệu Trung tới tỉnh Khoa Hiệp nhận chức phó chủ tịch. Đối xử theo cấp phó ti, thoáng một cái bị hạ hai bậc liền. Theo tin tức đáng tin cậy gần đây, bí thư Ninh đã có chỉ thị trong hội nghị ngày hôm qua, phải ra sức giúp đỡ quốc hữu hóa các xí nghiệp. Hơn nữa còn chỉ đích danh xí nghiệp quốc hữu hóa đại hình là tập đoàn Hoành không. Bí thư Ninh còn nói, mấu chốt là ở một người đứng đầu giỏi. Sau những lời này, câu thứ hai chính là nói đồng chí Diệp Phàm làm rất tốt. Anh đã cầm được đơn hàng hơn 2 tỷ của Canada là bằng chứng rõ ràng nhất. Nói ra những lời này, mọi người đều biết, xem ra không lâu nữa, cái chữ, đại diện, sẽ chuyển thành chính thức rồi. Khương Quân cười nói, vẻ mặt vui mừng. Nhưng mà Diệp Phàm lại không hề vui mừng, ngược lại còn hỏi. Bí thư cái đã đi chưa? Đã đi rồi, anh ta nói chờ anh về bàn giao một số việc rồi đi rồi. Khương Quân nói, chuyện của cái Thiệu Trung lần này đáng lẽ bị đuổi luôn, nhưng chỉ bị hạ hai bậc, chứng tỏ phía sau cậu ta cũng khá mạnh. Nghe nói phía sau Trung Húc cũng không có tuyên bố gì với bố Hoa Thanh. Ngay cả phía văn phòng của Bộ Công an cũng không thấy động tĩnh gì. Hiện anh ta còn ở tập đoàn Hoành không không? Diệp Phàm hỏi, liền cầm ngay điện thoại. Lúc đó, Khương Quân lại nói, còn có một việc, Mộc Nguyệt Nhi muốn gặp anh. Xem ra viên thuốc của chúng ta có tác dụng rồi. Diệp Phàm nói. Không sai, tôi đã nghe thấy từ phía Châu Lệ. Mộc Nguyệt Nhi hiện tại đối xử rất tốt với Vân Hùng. Ngày ngày đều cùng ông ta, tình cảm ông cháu cũng tốt dần lên, hy vọng ông có thể trường thọ. Chuyện này cũng là diềm tốt. Chỉ cần bí thư Diệp nhìn thấy Mộc Nguyệt Nhi, nhắc tới điều kiện, lúc đó, ha ha ha, khu cảnh núi Thông Thiên sẽ thành hiện thực. Nữ nhi Mộc Nguyệt Nhi lúc trước mạnh mẽ như vậy. Tôi nhìn thấy phải mỉa mai một cái. Lần này nhắc tới nhất định khiến cô ta thấy khó chịu. Khương Quân nói. Ha ha. Diệp Phàm cười cười, hỏi. Còn chuyện con đường Tinh Huy thì sao? Xảy ra sự việc của bí thư cái và Trung Húc, chuyện ấy liền dừng lại luôn, lúc này khó khăn hơi nhiều. Ý của bí thư Lam là đợi anh trở lại bàn bạc một chút. Chuyện lần này tuy là Trung Húc rơi mất hai chiếc răng cửa. Nhưng kỳ thật cậu ta lại là người chiến thắng. Hiển nhiên đồng chí cái Thiệu Trung là người thất bại rồi. Công ty xây dựng công trình thiên mã của chúng ta rơi vào hoàn cảnh xấu rồi. Khương Quân có chút lo lắng, nói. Trung Húc chẳng phải thích đùa sao, chúng ta chơi với cậu ta một ván. Bí thư cái đánh cậu ta rơi hai chiếc răng cửa là vẫn còn nhẹ, nếu là tôi lúc đó thì phải đánh cho cậu ta bới đất tìm răng ấy. Vẻ mặt Diệp Phàm có chút tàn nhẫn. Khương Quân thở dài, trong lòng đang tội nghiệp cho Trung Húc. Khương Quân biết, Diệp Phàm hoàn toàn có thể tàn nhẫn như vậy. Lúc đó không dám bóp cổ cái Thiệu Trung ấy. Trung Húc đấu với cái Thiệu Trung thì không có tương xứng cấp bậc rồi. Trung Húc chỉ là kẻ dựa vào cha, mà cái Thiệu Trung lúc ấy lại là bí thư thành phố Hạng Nam. Đây đích thực là đại thần khu tiểu biên giới. Lúc hoàng hôn, Diệp Phàm đã tới được Sơn Trang Chu Tước. Tới cửa Sơn Trang đã nghe thấy tiếng cười như tiếng chuông bạc của Mộc Nguyệt Nhi. Ông nội, nghe nói Sơn Trang này là do trước đây ông đã vì bà nội mà xây nên phải không? Đúng thế,
năm đó bà nội cháu có thể gọi là mỹ nhân trong 10 dặm 8 thôn. Xinh đẹp như Nguyệt Nhi vậy. Nghe nói bà nội rất thích nơi này. Vì vậy ta đã đặc biệt xây dựng sơn trang này cho bà ấy. Đi vào cửa lớn, nhìn thấy Vân Hùng đang nằm nghiêng trên một cái ghế nằm bằng gỗ. Trên ngực đắp một cái chăn mỏng. Ghế nằm đặt cạnh bàn trà có hoa văn chạm trổ, trên bàn là ấm trà đang bốc hương nghi ngút. Mộc Nguyệt Nhi ngồi trên chiếc ghế trúc bên cạnh, cầm một tay ông, giống như một thiên sứ trong sáng, cười thật ngọt ngào. Ai mà tin được thiên sứ thuần khiết này là một cao thủ chứ? Diệp Phàm cảm thán trong lòng, cười từ xa. Khí sắc của Vân lão tốt hơn nhiều rồi. Đúng vậy Diệp Tổng ạ, mau ngồi đi, Nguyệt Nhi, con mang ghế tới đây. Vân Hùng vừa nghe thấy, cả người phải đứng lên. Nhưng lại bị Nguyệt Nhi đè xuống, nói. Ông nội, ông hãy cứ nằm xuống. Đây là nhà chúng ta, ông hãy thoải mái đi. Ha ha. Vân Hùng nghe thấy cũng không đứng dậy nữa. Có điều ông ta cũng ngồi dậy, cười nói. Diệp Tổng, đã lâu không gặp, nghe nói cậu đi giúp ủy ban kỷ luật phá án. Đúng lúc tôi vừa làm loại rượu thượng hạng, chúng ta cùng thưởng thức xem. Bịch một cái, Mộc Nguyệt Nhi đem ghế dựa đặt thật mạnh trước mặt Diệp Phàm. Mộc Lệ Châu đi ra cười khanh khách. Diệp Phàm cũng không do dự, đặt mông ngồi xuống. Vân lão, ông đưa tay đây, tôi kiểm tra một chút. Diệp Phàm cười nói, Vân Hùng đưa tay ra. Diệp Phàm kiểm tra cẩn thận một chút, cười nói. Bình phục hẳn rồi. Nói xong hắn còn nhìn Mộc Nguyệt Nhi một cái đầy ý tứ, ý là viên thuốc của chúng ta thật hiệu quả. Xì. Hiểu được cái thứ âm thanh khinh thường của Mộc Nguyệt Nhi. Nói chuyện tào lao một chút, Vân Hùng trở về phòng nghỉ ngơi. Còn lại hai người là Mộc Nguyệt Nhi cùng Diệp Phàm. Cô không phải là muốn gặp tôi sao, có chuyện gì nói mau, tôi không có nhiều thời gian. Diệp Phàm nói. Không rảnh thì anh đi cho, bổn cô nương không tiếp. Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Vậy ta xin phép đi trước. Diệp Phàm không nói hai lời, hắn đứng lên xoay người muốn đi, trong lòng nghĩ thầm cô muốn thử lòng kiên nhẫn của ta sao, cô còn non lắm. Có điều Mộc Nguyệt Nhi không gọi Diệp Phàm ở lại, Diệp Phàm tiếp tục đi ra cửa chính. Em gái. Mộc Lệ Châu gọi với ra từ trong phòng, lại hướng về phòng Vân Hùng cầu cứu. Diệp Tổng. Nếu đã tới đây rồi thì ngồi lại một lát đã. Mộc Nguyệt Nhi sửng sốt, kiên trì nói. Tôi không rảnh. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng ra cổng chính. Mộc Nguyệt Nhi tức giận, thiếu chút nữa muốn cắn hắn. Cô gào lên một tiếng, một cơn gió thổi qua, có bóng người lướt qua. Mộc Nguyệt Nhi chắp tay vào eo đứng trước mặt Diệp Phàm. Làm gì chứ, ban ngày ban mặt giả quỷ sẽ dọa chết người đấy. Diệp Phàm châm chọc nói. Họ Diệp Anh. Anh còn viên thuốc kia không, bao nhiêu tiền một viên, anh ra giá đi. Mộc Nguyệt Nhi ngang ngược, nói. Ha ha ha, đấy là vật báu vô giá. Diệp Phàm cười lạnh nhạt. Ra giá đi, bổn cô nương có tiền, không kém anh một đồng con. Mộc Nguyệt Nhi khoe khoang. Không nhiều lắm, nhiều như vậy đủ rồi, một viên. Diệp Phàm giơ một ngón tay. Một vạn, không đắt chút nào. Bổn cô nương rất nhân từ, đưa nhiều một chút. 5 vạn một viên thì thế nào? Cô sai rồi, 100 triệu một viên. Diệp Phàm nói xong, còn liếc mắt nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Mộc Nguyệt Nhi một cái, nói thêm. Hơn nữa là 100 triệu đô la Mỹ, cô đổi ra nhân dân tệ là được. Nhưng mà phải theo giá của chợ đen, đổi theo giá ngân hàng quá thấp, không có lời đâu. Anh sao không đi mà đoạt lấy, anh là kẻ khốn nạn, tham tiền. Mộc Nguyệt Nhi rốt cục không nhịn nổi tức giận. Bắn ra hàng loạt câu chửi thề về phía Diệp Phàm. Mộc đại tiểu thư đây là việc tình nguyện của hai bên. Một bên cũng không làm nổi, cô có tình thì tôi cũng có ý, Diệp Phàm tôi lại không ép buộc cô phải mua. Cô không mua thì cũng có người khác muốn mua, người ngày nay có ai không muốn sống thêm mấy năm chứ? Bằng không tôi bán nó cho Bill Gates có khi được nhiều hơn. Diệp Phàm nhún vai, vẻ lưu manh. Anh cho rằng ăn được tôi sao? Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Cô nghĩ vậy cũng phải, nhưng mà tôi nói cho cô biết, qua thôn này thì không còn cửa hàng nào như này nữa, thuốc này của chúng tôi là độc nhất vô nhị đấy. Hơn nữa, dược liệu để điều chế ra viên thuốc này căn bản là không mua được ở chợ. Cô có nhiều tiền cũng không mua nổi. Phải nắm bắt lấy, cho cô trong thời gian 2 ngày phải quyết định. Bằng không tôi phải bán viên thuốc này cho người khác. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, nói, hôm nay quyết định không được hung hăng đả kích cô nương này. Chương 3069, phục rồi. Họ Diệp kia, anh dám đưa viên thuốc cho người khác.
tôi sẽ bỏ ra 800 triệu xây dựng nhà máy giống như tập đoàn Hoành Không các anh, sản phẩm của các anh bán 10.000, chúng tôi chỉ bán với giá 5.000. Mục Nguyệt Nhi cũng muốn đem toàn bộ tài sản đấu với anh đến cùng. Đến lúc đó, đã không còn công trạng, tôi xem anh sẽ thăng quan phát tài như thế nào. Mục Nguyệt Nhi tức giận. Cô uy hiếp tôi. Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt lại, lạnh lùng nhìn Mục Nguyệt Nhi. Đúng thế thì sao? Mục Nguyệt Nhi vênh lên. Vậy cũng được. Diệp Phàm đút tay vào túi quần, lấy bình ngọc ra nói. Cô có tin tôi dẫm nát lọ thuốc này xuống đất ngay bây giờ không? Anh dám. Mục Nguyệt Nhi trở nên biến sắc, hung hãn trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Có vẻ mặt như giống với chó mẹ bảo vệ chó con. Hừ. Diệp Phàm hừ một tiếng, viên thuốc thứ nhất trong hộp ngọc bích rơi xuống đất, Diệp Phàm đá một phát, viên thuốc Ngưu Hoàng An cung bị Diệp Phàm dẫm nát. Nếu như cô muốn kiểm tra lời nói của tôi thì kiểm tra đi, tôi không thu lại lời nói đâu. Còn có mấy viên nữa, sẽ vứt đi nốt. Diệp Phàm lấy một viên nữa từ hộp ngọc bích, lại vứt xuống đất thật. Xin anh đấy, Diệp Tổng, cầu xin anh đừng như vậy. Nể mặt của Khương Quân, xin anh đừng dẫm nữa, anh vứt đi chính là tính mạng của Vân Lão đấy. Lúc này, Mộc Nguyệt Nhi điên cuồng đi tới, nắm tay Diệp Phàm cầu xin. Mộc Nguyệt Nhi, cô có thể cầu xin tôi. Diệp Phàm hừ nói. Nhưng, cặp mắt của Mộc Nguyệt Nhi trừng trừng nhìn đến nỗi đỏ cả lên, thở hổn hển. Hai nắm tay nắm chặt đến nỗi chảy mồ hôi ra, nhưng, cô không nói. Ba. Lại một viên thuốc nữa bị chân của Diệp Phàm dẫm rồi. Diệp Phàm lại móc một viên nữa ra. 800 triệu, tất cả đều đầu tư cho khu Thiên Sơn Cảnh. Mộc Nguyệt Nhi cắn môi, một chút máu chảy ra. Xin tôi đừng vứt đi. Bằng không, 800 triệu cũng chưa đủ. 800 triệu chỉ là điều kiện cần thôi. Giây phút này tâm của Diệp Phàm vững như sắt, làm bộ thật sự. Xin anh, tôi cầu xin Diệp Tổng. Mộc Nguyệt Nhi tôi cầu xin anh đừng vứt thuốc đi. Rốt cuộc nước mắt của Mộc Nguyệt Nhi cũng chảy. Cô điên cuồng hét lên, nắm tay lại, hai tay đấm lên ngực Diệp Phàm, đánh cho ngực của Diệp Phàm vang lên, giống như đánh bóng cao su vậy. Nhưng, Diệp Phàm có thể cảm nhận được, mặc dù lực tay của Mộc Nguyệt Nhi rất nặng, nhưng cũng không sử dụng nội khí. Diệp Phàm thực sự làm cho cô ấy tức giận rồi. Mộc Nguyệt Nhi khóc rồi. Mộc Châu Lệ ngơ ngác đứng một bên, Vân Hùng cũng dướn đầu lên, nhưng, nhìn cháu gái nhào vào trong lòng Diệp Phàm, ông ta lại cúi đầu lại. Đoán chừng trong lòng có chí đố kỵ. Tôi chỉ có một em gái, nhận thêm em gái nữa cũng chẳng sao, chuyện vui gấp đôi, ai ya. Diệp Phàm vuốt tóc Mộc Nguyệt Nhi thở dài. Tôi mới là lạ khi nhận làm em gái của anh. Mộc Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói thầm. Làm em gái cũng được Nguyệt Nhi à? Mộc Châu Lệ đột nhiên nói thêm một câu, mặt Mộc Nguyệt Nhi tự nhiên đỏ ửng lên. Sau đó, Diệp Phàm đột nhiên cười ha hả. Anh đắc ý, tiểu nhân đắc ý. Mộc Nguyệt Nhi khóc đủ rồi, giãy khỏi người Diệp Phàm, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Em gái Mộc Nguyệt Nhi, thuốc này tặng cho em đấy. Nhưng, thuốc này, chỉ có thể điều trị cho bệnh cảm với sốt thôi. Chúng tôi gọi nó là viên Ngưu Hoàng An cung. Ngoài chợ, có 80 viên một hộp, có rất nhiều, ha ha ha. Diệp Phàm cười điên dại, đưa hộp ngọc cho Mộc Nguyệt Nhi, xoay người bước nhanh đi. Mộc Nguyệt Nhi sau khi nhận lấy và nghe thấy thế, căm giận nói. Anh chết đi Diệp Tổng, anh sỉ nhục tôi, anh. Tôi còn tưởng Diệp Tổng thực sự là nghiêm túc, thật không ngờ, quan to mà lại làm cái trò cười này. Mộc Châu Lệ cũng nói, nhìn Mộc Nguyệt Nhi, nói. Diệp Phàm muốn nhận em làm em gái, anh thấy ý này cũng không tồi. Tuy nói em có tiền, nhưng, Diệp Phàm lại là quan to, có anh làm chỗ dựa, cũng tốt. Không không không, em nhận mới lạ, anh cái gì mà anh, đồ háo sắc. Mộc Nguyệt Nhi hung hăng dậm chân, chạy. Em gái, vậy 800 triệu của em thì sao? Mộc Châu Lệ đuổi theo hỏi. Ngày mai gọi hắn đến ký hợp đồng, coi như cho kẻ ngốc. Giọng Mộc Nguyệt Nhi vang lên. Hai, kẻ ngốc, nhớ trước kia Hoàng Dung cũng thường xuyên gọi Quách Tĩnh là kẻ ngốc. Mộc Nguyệt Nhi, có phải lặp lại chuyện tình cảm này hay không, ai ya? Vân Hùng ở trong phòng thở dài. Quán cơm Hồng Nguyệt ở thị trấn Hoành Không là một quán ăn nhỏ. Thật sự là quán ăn nhỏ. Lúc này ở tầng 3 có hai người đang ngồi trong một phòng. Một người là Diệp Phàm, người còn lại chính là cái Thiệu Trung. Trên bàn có một đĩa ớt xào thịt gà, một đĩa đậu phụng, một đĩa ếch châu nướng, còn có một bát canh cá chua, lại thêm mấy bình rượu, hai con dao nhỏ, toàn ăn những đồ nấu trên lửa,
Nhưng, hai người Diệp Phàm và cái Thiệu Trung ăn với khí thế ngất trời, mồ hôi ướt đẫm. Ngon quá ngon quá. Cái Thiệu Trung vừa duỗi đầu lưỡi vừa rót rượu cho Diệp Phàm. Lão cái, chúng ta đã ăn xong bữa tối. Diệp Phàm vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa cười nói. Diệp Phàm rất ít khi ăn như vậy sao? Cái Thiệu Trung cười nói. Đâu có, tôi cũng thích như vậy. Diệp Phàm gắp một đũa thịt ếch châu ăn đầy miệng, lại dùng dao lấy thêm, tự nhiên lại hắt xì. Hai, tôi biết buổi tối anh đặc biệt đi với tôi, đồ ăn này lại không hợp khẩu vị của anh ăn hăng hái như vậy cũng vì tôi, cảm ơn anh nhiều. Cái Thiệu Trung thở dài, rõ ràng là bỏ chén rượu qua một bên, cầm chai lên uống một hơi hết nửa chai. Chậm một chút thôi anh cái, anh sớm bị say như vậy sẽ không có hứng đâu. Diệp Phàm lấy ngay chai rượu trong tay cái Thiệu Trung. Anh khiến cho buổi tối của cái Thiệu Trung thêm vui, tôi muốn uống say. Cái Thiệu Trung lại lấy lại chai rượu, Diệp Phàm muốn né ra, nhưng, nghĩ lại nhanh chóng nâng cốc rượu lên. Nói nhiều, cái Thiệu Trung còn định uống thêm một chai rượu 26 nữa. Bang một tiếng, cái chai bị ném vào một góc. Không thể tưởng tượng được cái Thiệu Trung tôi một đời anh hùng như thế, tự nhiên lại gục ngã vì hai cái răng cửa. Cứ thế này, sẽ có nhiều chuyện, thật sự nói không rõ ràng lắm. Cái Thiệu Trung lớn tiếng nói. Không có gì, 3 năm ở Hà Đông 3 năm ở Hà Tây, tôi tin bí thư cái có thời gian ở Đông Sơn. Diệp Phàm khuyên nhủ. Điều này thật sự không sao cả, điều duy nhất tức giận chính là khiến cho Trung Húc đắc ý, làm cho mọi người chê cười. Cái Thiệu Trung nói. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm có chút lờ đờ, đột nhiên nói. Diệp Tổng, cái Thiệu Trung tôi cầu xin anh một việc. Bí thư cái anh nói đi. Diệp Phàm nói. Bí thư cái. Cái Thiệu Trung sửng sốt, xoay người cười đau khổ, nói. Đối với tôi xưng hô bí thư cái đã là cái tên cũ đi vào lịch sử rồi, anh gọi tôi là lão cái cũng được. Nhưng, mặc kệ nói thế nào đi chăng nữa, tôi hy vọng anh có thể giành được công trình đường bộ Tinh Huy về tay. Cái Thiệu Trung tôi có thể ngã xuống, nhưng, tập đoàn Hoành Không chúng ta không thể thua người này được. Không thể để cho tên tiểu tử Trung Húc kia đắc ý được. Đây là thỉnh cầu duy nhất của cái Thiệu Trung tôi. Nói xong đôi mắt của cái Thiệu Trung sáng quắc lên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hơn nữa lại uống thêm rượu, giống như con sói ở phương Bắc vậy. Điều này là nhất thiết, chắc chắn. Diệp Phàm tôi không là lão cái, cũng sẽ không thể làm cho công trình đường bộ lớn Tinh Huy rơi vào tay Trung Húc. Thái độ Diệp Phàm kiên quyết. Tốt, tốt, tốt lắm. Cái Thiệu Trung quá hào hứng, kêu một tiếng loảng xoảng, hai người cạch cái chai một chút, cào nhau rồi uống hết. Cứ nói tiếp chúng ta lại không hòa thuận. Tôi mắng anh bá cổ tôi. Đáng tiếc là chúng ta quen biết nhau cũng quá muộn rồi. Cái Thiệu Trung có xu hướng có chút hối tiếc. Vậy có thể nói không khó, không chừng qua vài năm đối với những người bạn nối khố chúng ta lại thấu hiểu. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nghe nói Mộc Nguyệt Nhi đã đồng ý đầu tư 800 triệu vào khu sơn cảnh thông thiên. Cái Thiệu Trung hỏi, vẻ mặt biểu cảm phức tạp. Cô ấy cũng không đầu tư toàn bộ vào khu sơn cảnh thông thiên, tôi nghĩ, khu sơn cảnh thông thiên biết có 400-500 triệu USD là đủ rồi. Phần còn lại chúng ta sẽ rót vào đầu tư máy móc cho tập đoàn Hoành Không chúng ta. Máy móc và thiết bị điện tử là hai thiết bị quan trọng của tập đoàn Hoành Không chúng ta, cũng là trụ cột của công ty. Hơn nữa hiện tại Yến Nguyệt Than bên kia, đã đứng vững vàng. Khả năng phát triển không tồi. Làm xong đơn đặt hàng của Canada, các thiết bị điện tử của công ty chúng ta đã thực sự mệt rồi. Mà ngay cả xu hướng phát triển công trình kiến trúc của công ty chúng ta cũng rất tốt. Lại ra thời hạn cho tôi 2 năm, tôi tin rằng tập đoàn Hoành Không chúng ta sẽ phát triển ở trước mắt của mọi người. Trong giọng nói của Diệp Phàm tràn ngập niềm tin. Đến lúc đó... Lão cái anh quay trở về tập đoàn Hoành Không chúng ta đã thay đổi rồi. Khu sơn cảnh thông thiên chính là vòng từ sông thông thiên qua tập đoàn Hoành Không chúng ta, thị trấn Hoành Không cũng phải có kế hoạch quy hoạch vào khu này. Một phương án mới mẻ của tập đoàn Hoành Không đã có, phải thực hiện theo bản đồ này, tôi nghĩ, cho tôi 2 năm như thế là đủ. Tốt tốt, cái Thiệu Trung trầm trồ khen ngợi. Đáng tiếc, nếu như bản in hoàn mỹ này mà hai chúng ta cùng kết hợp làm thì càng hoàn mỹ. Diệp Phàm chân thành nói những lời nói này, nhưng cái Thiệu Trung tin hay không lại là chuyện khác. Không việc gì, nơi mà tôi đến cũng không xa. Cái Thiệu Trung cười nói, nhưng, Diệp Phàm vẫn thấy trên khuôn mặt anh ta có chút buồn, anh ta che giấu vô cùng giỏi, nhưng Diệp Phàm lại có đôi mắt chim ưng. Đối với một cán bộ đang nghĩ về phát triển kế hoạch lớn mà nói,
đi được tới ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Cái Thiệu Trung cũng chưa già, 40 tuổi, hoàn toàn có cơ hội rất cao leo lên vị trí cấp lãnh đạo. Cũng bởi vì hai chiếc răng cửa chôn vùi tiền đồ của anh ta. Tuy rằng vừa nói có Sơn Đông, nhưng, nói thì dễ làm thì khó. Dù sao, việc hai chiếc răng cửa là một việc tổn thương quá lớn đối với cái Thiệu Trung. Sau đó anh ta cũng có chút nhút nhát, đằng sau đó cũng là sự cố gắng vô hạn của anh ta. Bọn họ lựa chọn sự cố gắng của anh cũng là muốn xem người này có cố gắng cho bọn họ hay không, nói cách khác, đỡ không nổi, đó là một vấn đề hiện thực. Cái Thiệu Trung hiểu được điểm này, cơ hội một khi đã mất đi thì khó có thể tìm lại được. Diệp Tổng, sau khi tôi đi rồi, Bí Thư Kim sẽ tiếp tục duy trì tập đoàn Hoành không? Nếu, ví dụ có gặp anh ấy thì cũng giúp anh ấy nhé, anh đi tìm anh ấy đi. Cái Thiệu Trung thổ lộ tiếng lòng, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy cũng khá. Bí thư này chắc chắn chỉ định chính là nhân vật số 3 Bí Thư Kim Nhân Viễn của tỉnh ủy. Điều này đương nhiên là cái Thiệu Trung đứng đằng sau rồi. Quân tử nhất ngôn. Chương 3070, Lão Điên. Cái Thiệu Trung có người đứng sau sáng như thế, điều đó có thể nói anh ta rất tín nhiệm Diệp Phàm. Mối giao tình của hai người trước đây lại tiến thêm một bước. Sáng ngày thứ hai, hai lãnh đạo lớn của tập đoàn Hoành không không nghe thấy âm thanh của máy móc. Trong nhà xưởng thật sự im lặng, hình như không có người đi làm. Đây là sự thật, hôm nay không phải là thứ bảy cũng không phải là ngày nghỉ quốc gia. Sao lại không có ai đi làm nhỉ? Nhưng, giờ này trước tổng bộ mọi người cũng đã đến đầy đủ rồi, hơn nữa còn đứng theo thứ tự. Cái Thiệu Trung đi từ phòng làm việc ra, vừa mới đi ra, đúng lúc này mọi người đều vui vẻ vỗ tay tiễn anh ấy. Bí thư cái, chúng tôi đến tiễn anh. Diệp Phàm hồ hởi hô, ngay sau đó hơn một vạn cán bộ công nhân viên chức đều hô lại những lời nói này. Hoan nghênh anh có thời gian về tập đoàn Hoành không, nơi này vĩnh viễn là nhà của anh. Diệp Phàm lại nói một câu nữa, cán bộ công nhân viên chức lại hô theo. Tôi. Hai mắt cái Thiệu Trung đã ươn ướt, thời gian cũng trôi qua lâu rồi, lúc đó tự mình giữ chức vụ quan trọng như ánh mặt trời ban trưa ở thành phố Hạng Nam. Nhưng lúc điều đi trừ mấy người cấp dưới tới tiễn ra, còn có thể nhìn thấy toàn người dân. Cảm ơn. Cái Thiệu Trung xúc động nói. Cái Thiệu Trung tôi tuy nói ở tập đoàn Hoành không này không lâu. Nhưng nơi này chính là nơi đẹp nhất, các anh em các chị em, đặc biệt là Bí Thư Diệp Phàm đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, cũng cảm ơn tấm chân tình sâu sắc này. Tập đoàn Hoành không vĩnh viễn là gia đình của cái Thiệu Trung tôi. Sau này, tôi sẽ thường xuyên về đây thăm. Các anh chị em của tập đoàn Hoành không, cái Thiệu Trung tôi đi đây. Nói xong, cái Thiệu Trung chào mọi người che giấu đi ánh mắt đang nhòa dần. Động tác lau nước mắt lại khiến cho hơn một vạn cán bộ công nhân viên chức nhiệt liệt vỗ tay. Nghỉ chân ở trạm ven đường, bãi cỏ xanh liền trời. Tập đoàn Hoành không vang lên rất to lời bài hát. Xe của cái Thiệu Trung dần khuất xa, nhưng khi tổng bộ của tập đoàn Hoành không vừa đi được một đoạn 200 mét, cái Thiệu Trung xuống xe xoay người tạ ơn 3 lần. Cái Thiệu Trung bước đi, tất cả mọi người lại quay về bình thường. Tiếng động cơ của hai ông chủ lớn vang lên. Nhưng Mộc Nguyệt Nhi đưa theo nhân viên của tập đoàn Hoa Tinh ngẩng cao đầu đi vào tổng bộ của tập đoàn Hoành không, cùng với tập đoàn Hoành không tiến hành bàn bạc cùng hợp tác. Nhưng Diệp Phàm và Mộc Nguyệt Nhi lại ngồi ở phòng nghỉ uống trà. Lời hứa của tôi sắp được thực hiện rồi, hàng của anh đâu? Mộc Nguyệt Nhi liếc nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Việc này... Diệp Phàm khá xấu hổ. Sao vậy, không phải loại thuốc này có hai phần sao? Mộc Nguyệt Nhi sửng sốt, sắc mặt tái hẳn đi. Nói thật với cô, thật sự là tôi có hai phần. Diệp Phàm thành thật gật đầu. Coi như tôi nhìn sai người rồi. Mộc Nguyệt Nhi muốn đứng dậy bước đi. Từ từ đã, cô đừng vội, nghe tôi nói xong đi vẫn chưa muộn. Diệp Phàm cũng ngăn cản cô ấy, chỉ đứng sau lưng nói. Được. Tôi ngồi xuống nghe tên lừa bịp anh nói thế nào để che lấp. Nghe quan lớn của nước Cộng hòa chúng ta mồm mép ra sao, công phu lừa gạt chúng ta như thế nào. Tính Mộc Nguyệt Nhi nhỏ nhen, nâng chén trà lên nói một tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm đồng chí Diệp Phàm. Đầu tiên, loại thuốc này gọi là sinh mệnh tiềm lực hoàn. Ý chính là nói có khả năng tăng thêm kích thích sức sống, kích thích tiềm năng phát triển của con người. Trì hoãn sự lão hóa, thúc đẩy sự trẻ hóa. Thật ra cơ thể chúng ta cũng là một kho báu thần bí, ví dụ như, người cổ đại sống lâu cũng chỉ được có khoảng 41 tuổi. Mà bây giờ con người cũng sống được tới khoảng 70 tuổi. Vì sao,
chính là vì con người hiện đại hiểu được cuộc sống, mà sự kết hợp các chất có dinh dưỡng lại với nhau là mấu chốt. Đương nhiên, việc chữa trị bệnh cũng bảo đảm được, mà tính mạng của tôi là do phối kết hợp giữa các chất có dinh dưỡng chịu áp suất cao mà thành. Ví dụ như lão sơn sâm, thủ ô, xì gà mấy trăm năm, hơn nữa, việc điều chế viên thuốc này cần loại gỗ thiên nhiên. Bằng không, con người uống vào sẽ gây ra tác dụng phụ không lường được. Diệp Phàm nói. Hơn nữa, tính đặc thù của loại chất dinh dưỡng này phải chịu áp suất cao mới được. Bình thường cũng không được. Anh nói cho tôi những lời này có ích gì, ý của tôi là nguyên liệu để làm loại thuốc này rất khó tìm. Việc này, cũng không thể biến thành lý do để anh lừa tôi được. Mộc Nguyệt Nhi lạnh lùng hừ nói. Đương nhiên, việc này nói cho cô cũng không có ý ủy thác. Hơn nữa, Diệp Phàm tôi cũng không muốn lừa gạt cô. Tôi muốn cho cô biết mục đích là, cô có phát hiện ra dược liệu của loại thuốc này không? Diệp Phàm hỏi. Việc này, tôi không biết là có hay không. Mộc Nguyệt Nhi hơi do dự, nói. Nói nghe một chút đi. Diệp Phàm tự nhiên thấy hứng thú, nguyên nhân chính là việc này rất khó, không thể tin được là Mộc Nguyệt Nhi lại có thông tin hay như vậy. Trên núi Yến Giác có một lão già điên điên dở dở, lúc tỉnh lúc hồ đồ. Khi tỉnh giống như một người thông minh, lúc hồ đồ thì chẳng khác gì tên ngốc. Tôi gọi ông ấy là lão điên, nhưng tôi không nhìn ra công lực của người này, dù sao võ công của tôi cũng là do ông ấy dạy. Đến tôi cũng không biết ông ấy, có một lần ba của tôi dẫn tôi đến bái kiến ông ấy. Nghe nói võ công của ba tôi cũng là học từ ông ấy. Nhưng người lớn nói chuyện phiếm tôi không có hứng thú, cho nên, một mình tôi đem dây thun buộc ở hai đầu ghế, một mình chơi ở đấy luôn. Không thể tin được ông điên này vừa nhìn thấy cảm thấy rất vui, cướp sợi dây cao su, lúc đấy tôi còn nhỏ, đương nhiên không chịu cái trò bẩn này của ông ấy. Cho nên, tôi không chịu, ông điên ấy cũng không làm gì được. Kết quả là ông ấy dùng hai tay siêu năng lực lấy đồ, thoáng cái đã mê hoặc được tôi. Kỳ thực công lực của ba tôi cao như thế, cũng phải cấp 5 đấy, đương nhiên cũng không có cách nào lấy được như thế. Ông điên ấy nói nếu tôi dạy ông ấy nhảy thì sẽ dạy võ công cho tôi, lúc ấy tôi đồng ý. Cho nên, thường xuyên đến đấy, cách một khoảng thời gian ngắn tôi lại đến dạy ông ấy nhảy. Mà mỗi lần ông ấy đều dạy một chút võ công cho tôi. Cứ như vậy, qua vài năm. Ba của tôi cũng qua đời. Tôi cũng học xong môn pháp của ông điên ấy, hôm nay mới hoàn thành. Mộc Nguyệt Nhi nói. Điều này chỉ có thể nói là võ công của ông điên ấy thật lợi hại, nguyên liệu để làm ra viên thuốc của chúng tôi có không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có rồi, bởi vì, ông điên ấy sống ở trên núi Yến Giác rất kỳ quái, chỗ đấy đương nhiên có đất rồi. Đất ở đây trồng một loại cây giống như cây khoai lang, lúc đầu tôi còn cho rằng đó là khoai lang. Có lần sau khi luyện công đói bụng quá đã đi lấy khoai để ăn. Không thể tin được ông điên ấy lại ngăn cản tôi lại, lúc ấy tôi phát hiện sắc mặt của ông ấy rất khó coi, tôi sợ tới mức khóc ầm lên. Ông điên ấy nói nghiêm túc với tôi, không cho phép tôi bén bảng đến chỗ này dù chỉ một chút, bằng không sẽ ném tôi cho chó ăn thịt. Từ đấy về sau tôi cũng không dám nữa đến gần chỗ trồng khoai lang nữa. Chỉ có điều, tôi thấy ông điên ấy lại đào củ giống như khoai lang ấy lên làm thuốc. Tôi nghĩ, võ công của ông điên ấy cao như vậy, cái đấy chắc là bảo bối của ông ấy, đồ vật ấy có thể là cái gì đó rất đáng quý. Đến bây giờ, ông điên ấy vẫn chưa cho tôi nếm thử một chút. Hơn nữa, ông ấy còn thường xuyên ngẩn người khi đào cái củ giống củ khoai đấy. Thỉnh thoảng ông ấy rất giống trẻ con, nói những lời kỳ diệu. Thường xuyên nói cái mà ngàn năm tuyết đến triệu năm chờ. Không thể tin là ông điên ấy còn xuất khẩu thành thơ, thật sự rất kỳ lạ. Tôi cũng đã suy nghĩ những lời nói của ông ấy, nhưng, cuối cùng cũng không hiểu một chút gì cả. Mộc Nguyệt Nhi nói. Núi Yến Giác ở đâu? Diệp Phàm tò mò hỏi. Không xa, ngay tại núi Trung Nam. Mộc Nguyệt Nhi nói. Thế mà không xa. Diệp Phàm thiếu chút nữa mắt trợn ngược lên. Có trực thăng thì xa cái gì? Anh còn đi ra nước ngoài, nước Mỹ xa như thế không? Mộc Nguyệt Nhi châm chọc nói. Cô nói ông điên ấy ở chỗ kỳ quái, rốt cuộc có chỗ nào kỳ lạ? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Tới rồi anh sẽ biết. Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Võ công của ông điên ấy rốt cuộc cao bao nhiêu? Có lợi hại như tôi hay không? Diệp Phàm hỏi. Đoán chừng thấp hơn so với anh một chút, nhưng, rốt cuộc là thế nào cũng không hiểu rõ. Nhưng, tôi cảm thấy thấp hơn so với anh một chút, nhưng mạnh hơn tôi rất nhiều. Cho nên... Có nhiều lần tôi muốn đi ăn trộm bảo bối của ông ấy,
cũng không có cách nào lấy được. Nếu như ông ấy phát hiện, chắc chắn ông ấy sẽ băm tôi cho chó mất. Trên mặt Mộc Nguyệt Nhi tự nhiên rụt rè. Xem ra, lá gan của cô cũng không to lắm. Diệp Phàm châm chọc nói. Anh không cần hạ thấp tôi, chờ anh đi gặp ông ấy anh sẽ biết sợ là như thế nào. Ông ấy nói là làm đấy, mặc dù nói tôi đồ đệ của ông ấy, nhưng, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy, tôi mà không thông minh tôi đã chết rồi. Điều này cũng có liên quan đến việc sợ hay không sợ. Mộc Nguyệt Nhi nói. Vậy chúng ta đợi việc hùn vốn thương lượng xong sẽ đi cô thấy thế nào? Diệp Phàm nói. Ha ha ha, tôi ngu như vậy sao? Mộc Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Tôi ngốc được chưa? Diệp Phàm buồn bực nói, liếc mắt nhìn Mộc Nguyệt Nhi một cái, hỏi. Rốt cuộc là cô muốn như thế nào? Rất đơn giản. Chuyện đầu tư vào tập đoàn Hoành Không cũng không thể ngày một ngày hai là có thể thương lượng xong. Chúng ta nhân thời gian thương lượng này đi lấy đồ của ông điên đó về. Hơn nữa, còn phải xem anh có thể điều chế ra bao nhiêu thuốc với sự đầu tư của tôi. Mộc Nguyệt Nhi nói. Sao có thể tính như thế? Tôi thấy Vân lão tuổi cũng đã cao rồi. Cũng không thể dốc hết toàn lực được. Bằng không, tôi lo lắng cho cơ thể của ông ấy không chịu được, tốc độ sẽ không đạt. Đạo lý này lẽ nào cô không hiểu rõ sao? Diệp Phàm nói. Đó là việc của tôi, trên đời này không chỉ riêng Diệp Phàm anh hiểu được lý lẽ ấy đâu. Mặc kệ thuốc này có tác dụng hay không, nhưng, dù sao cũng phải chuẩn bị. Cho nên, 10 triệu một viên thuốc này, vì vậy, Diệp Tổng, muốn lấy được tiền đầu tư 800 triệu đô la Mỹ của tôi, ít ra anh cũng phải chuẩn bị ít nhất 80 viên cho tôi. Mộc Nguyệt Nhi vừa nói những lời này, sắc mặt của Diệp Phàm có thay đổi một chút. 80 viên, muốn người khác chết sao? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tôi nói rồi, đó là chuyện của tôi. Tôi cứ từ từ mà dùng, nếu như không dùng hết chẳng lẽ không biết đem tặng người khác sao? Tin rằng có thể tìm ra loại thuốc này, đến lúc đó công ty của chúng ta làm ra, tặng cho những người hợp tác làm ăn, còn hấp dẫn hơn so với tiền lì xì. Ha ha, cuộc sống của anh cũng không mất đi món quà tặng, rất tốt, cứ như vậy đi. Mộc Nguyệt Nhi đứng lên vui vẻ nói. Thiếu chút nữa mặt mày hớn hở. Chương 3071, cửa trời. Viên thuốc quý của tôi vào trong miệng của cô liệu có thành thuốc cho chó không vậy? Cô định tính làm đồ ăn hả, giá cải trắng cũng không được, chỉ có thể coi là giá các loại rau. Hơn nữa, cô cũng nói rồi, võ công của ông điên ấy rất kinh ngạc. Nhưng chưa chắc ông ấy lợi hại hơn tôi. Chúng ta đi lấy bảo bối của ông ấy không băm vằm tôi ra à? Diệp Phàm nói. Đấy là việc của anh. Là anh muốn chúng tôi đầu tư. Hơn nữa, giá cả cũng rất cao. Cô tính xem, 10 triệu đô la cho tư nhân vay lợi nhuận mỗi năm là bao nhiêu. Chỉ cần một tháng cũng đã mua được một viên thuốc cứu tính mạng của cô đấy. Anh còn ngại giá thấp, rất cao rồi đấy. Đó là vì sự nhân từ của bản cô nương đây, một khi có tiền đầu tư, sự vươn lên của tập đoàn Hoành Không các anh có không phải là giấc mơ nữa rồi. Đến lúc đó, tập đoàn Hoành Không phát triển, anh cũng sẽ thăng chức thôi. Thăng quan rồi, Diệp Phàm anh chẳng phải rất nở mày nở mặt hay sao? Đương nhiên, tất cả mọi việc đều rất mạo hiểm. Về phần có bị ông điên ấy giết hay không, vậy phải nghĩ một kế sách vẹn toàn mới được. Việc này, con đường thăng quan của anh rất mạo hiểm. Mộc Nguyệt Nhi nói rất rõ ràng đạo lý này. Diệp Phàm thiếu chút nữa bị nghẹn, trừng mắt liếc nhìn Mộc Nguyệt Nhi một cái, đột nhiên cười. 20 viên thuốc sẽ nhận được 800 triệu đô la, không được tăng giá. Chúng tôi có thể tìm ông chủ đầu tư khác, nhưng, tính mạng chỉ có một lần. Nam nhân sao lại giống đàn bà như vậy, thương lượng tốt có thể còn thay đổi mà. Vừa mới gặp nguy hiểm anh đã chùn bước, tôi khinh thường anh. Mộc Nguyệt Nhi đoán chừng là dùng phương pháp khích tướng rồi. Ha ha, đó là chuyện của con người, cũng không có cách gì với cô. Có thành hay không cô nói xem. Diệp Phàm chủ động cầm tay, lấy ra một điếu thuốc hút, hắn vểnh mặt lên vắt chéo chân. Thật sự rất thảnh thơi. Lúc này đến lượt Mộc Nguyệt Nhi đột nhiên hung hăng, cuối cùng cắn răng một cái, nói. 20 viên thì 20 viên, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Tranh thủ sáng ngày mai đến núi Yến Giác, nhưng, 20 viên thuốc này có đủ làm tăng sức lực của ông nội hay không, nói thật với tôi đi. Cô nghĩ rằng tôi và cô sẽ lấy được lợi ích hay sao? Đầu tiên, cơ thể tính mạng của ông Vân mới là quan trọng nhất. Đủ 20 viên. Hai tháng một viên, có thể dùng được gần 4 năm. Đoán chừng, nói thật một câu, ông Vân còn có thể sống đến năm thứ 5,
điều đó là phúc phận của ông ấy. Thời gian trước đã là giai đoạn phản ánh sự hồi quang rồi. May mắn cô đã đến cứu tính mạng của ông ấy lần thứ hai. Cho nên, nguyên liệu còn không được, thông thường cô cháu gái là cô quan tâm đến ông ấy mới là điều quan trọng. Dược liệu cũng chỉ có tác dụng trợ giúp, cô không thể thay đổi tương lai. Sắc mặt Diệp Phàm là nói thật, thật sự rất chân thành. Nếu như nói anh không thành công, vậy câu nói này tôi tuyệt đối không tin. Người làm quan nói một kiểu làm lại một kiểu khác. Nghe vài câu nói thật từ chính miệng bọn họ, nhưng, anh có ân tình với ông của tôi. Điều này tôi tin. Tạm thời định thời gian như vậy, 20 viên thì 20 viên, hãy làm cho tôi tin anh thêm một lần nữa. Mộc Nguyệt Nhi nói, núi Trung Nam ở trong núi Tần Lĩnh, cũng có thể gọi là núi Thái Ất, núi Trung Nam, núi Chu Nam. Gọi tắt là núi Nam, là một phần của núi Tần Lĩnh, phong cảnh nơi này trùng trùng điệp, cỏ mọc xanh tốt, cảnh sắc nên thơ, có cảnh, thần tiên, được khen là thiên hạ đệ nhất phúc, và, động bồng lai. Mà thực ra là đỉnh cao trong nội thành Trường An, cao 2.604 m so với mặt biển, có câu đối, phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn, trường thọ hơn cả núi Nam chính là nói đến núi này. Núi Trung Nam ở trên đỉnh Thái Bạch có rất nhiều dược liệu, có loại thuốc tên, cây thuốc phương quốc, từ xưa đến nay đều truyền sướng là núi Thái Ất, lời bài hát là, bảo bối có ở khắp mọi nơi, bị bệnh không cần lo, lên núi cắt cây này về. Núi Thái Ất tự nhiên như thế đấy. Diệp Phàm cùng với Sa Thiên, Ngưu Bá và Mộc Nguyệt Nhi đi đến những nơi ít người sinh sống, không có người sống ở rất nhiều nơi trên núi Tần Lĩnh. Lúc mới bắt đầu còn nhìn thấy thưa thớt vài thôn trang, sau đó đi lên phía trên thì không nhìn thấy nữa rồi. Mộc Nguyệt Nhi đã đi đến đây nhiều lần rồi. Hơn nữa, võ công của bốn người cũng không tồi, hành tẩu như thế này cũng phải so với thần hành Thái Bảo. Đến một nơi phong cảnh rất đẹp, Diệp Phàm yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhân cơ hội này ngắm một chút cảnh đẹp của núi Tần Lĩnh. Đối với Mộc Nguyệt Nhi mà nói thì cô ấy mệt rồi, cho nên vẫn thúc giục Diệp Phàm đi tiếp. Nhưng Ngưu Bá thật ra cũng vô tâm, đi cũng được mà dừng lại cũng được. Đối với người này tất cả cảnh vật ở đây đều rất kỳ lạ. Sờ sờ những tảng đá ở đây cảm thấy rất thích thú. Tình cờ bắt được một con thỏ hoang lúc nghỉ ngơi nướng ăn. Nhưng, lần thứ hai đốt củi nướng thỏ thì gặp kiểm rừng võ tinh trên núi. Nhưng, Diệp Phàm lại lấy giấy chứng nhận sáng chói ra, chuyện gì cũng dễ giải quyết. Võ tinh còn yêu cầu Diệp Phàm lấy ra vài dụng cụ, nhưng, bị Diệp Phàm từ chối. Cuối cùng, võ tinh còn dạy Diệp Phàm đốt và nướng như thế nào. Đương nhiên, bốn người Diệp Phàm thật sự tìm đúng chỗ nướng, thật sự không phải lo lắng làm cháy rừng, cháy cái gì chứ. Nghe nói bên núi Tần Lĩnh này thường xuyên gặp những cao thủ, nhưng, đi từ nãy đến giờ, chúng ta không thấy những người này. Diệp Phàm hỏi, sao anh có thể nhìn thấy bọn họ được, đám người bọn họ chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ. Hơn nữa, cảm thấy bọn họ phản ứng rất nhạy bén. Chỉ gặp ngọn cỏ bị gió thổi lay, bọn họ đã sớm ẩn nấp rồi. Chúng ta có khi rất khó gặp được bọn họ. Võ Thượng Úy có râu quai nón nói, anh ta liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Thủ trưởng, đi đứng ở nơi này phải thật cẩn thận. Giống như bọn họ đều bỏ mạng đồ đệ, trên người bọn họ mang rất nhiều súng, hơn nữa, về mặt phục kích tấn công thì vô cùng phong phú. Các anh đi đến chỗ nào, nếu không tôi phái bốn người dẫn đường thì thế nào? Sự lợi hại của bọn họ thì những người kia không dám tấn công chính diện đâu. Ha ha, không cần, chúng ta có thể tự bảo vệ bản thân được. Diệp Phàm từ chối. Như vậy cũng không được, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, chúng tôi đều là bộ đội bảo vệ nơi này, nếu thủ trưởng có việc gì, trách nhiệm của chúng tôi có thể rất to. Thượng úy rất nhiệt tình. Người anh em thỏ à, người chạy được một vòng rồi đấy. Lúc này tiếng của Ngưu Bá vang lên. Mọi người đều nhìn lại, nhìn thấy cả chuỗi thỏ bị sâu lại, một con thỏ hoang đang giãy giụa, nhưng, dường như tay của Ngưu Bá có sức hấp dẫn, chắc chắn vẫn bị Ngưu Bá bắt lại. Thượng úy vừa nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi. Về phần mấy binh sĩ của anh ấy, tất cả đều trợn mắt lên, xoay người, giống như thần nhân nhìn Ngưu Bá. Nhìn cái gì, tôi chỉ là bảo vệ kém cỏi nhất của thủ trưởng thôi. Ngưu Bá cười ra vẻ ngốc. Nhóm binh sĩ kia vừa nghe thấy. Lại nghiêm trang cung kính. Bảo vệ kém cỏi nhất lại lợi hại như thế. Hai người bảo vệ một nam một nữ kia chẳng phải còn cao tay hơn sao. Trong lòng thượng úy bình thường trở lại, biết có cao thủ như thế này bảo vệ thủ trưởng, còn dùng mình làm bảo vệ làm cái quái gì chứ. Nhưng Diệp Phàm lại thầm khen Ngưu Bá thông minh,
đoán chừng anh ta cũng thấy thượng úy rất nhiệt tình cho nên mới nói như vậy. Quả nhiên hiệu quả, ngay tức khắc khiến cho đồng chí thượng úy ngậm miệng lại ngay. Một lát sau, một binh sĩ nói. Thượng úy Trương, không phải hôm qua anh còn chưa nói xong chuyện nhìn thấy ảo ảnh ở sa mạc, bây giờ dù sao cũng là giờ nghỉ rồi, xuống dưới kia nói nghe một chút. Đừng làm tụt cảm xúc của chúng tôi, nếu không, tối ngủ sẽ không ngon đâu. Hôm qua nói đến đâu rồi? Thượng úy Trương cười nói. Không phải là nói đến có một cái cánh cửa mở ra ở trên trời, trên cửa có rất nhiều sao, giống như kim cương sáng chói ở trên trời vậy. Người binh sĩ nói tiếp. Diệp Phàm vừa nghe thấy nhất thời sửng sốt, chú ý, bởi vì hắn muốn đến hoang đảo để chứng kiến cảnh xuất hiện của pho tượng Phật thần bí cuối cùng. Nhưng, trong tiềm thức của Diệp Phàm cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, hiện tượng ảo ảnh ở sa mạc có rất nhiều. Ha ha, việc này, cánh cửa ở trên không trung, trên cánh cửa giống như có khắc cái gì ấy, nhưng mà không nhìn rõ lắm. Hôm nay dừng ở đây thôi, muốn nghe chuyện như thế nào, lần sau tôi sẽ nói rõ hơn. Trương Thượng Úy cười nói. Đến đây thôi, Liên Trường, anh cũng phải đi ăn, nói xong câu này, không được không được, tất cả chúng tôi yêu cầu anh phải nói ngay bây giờ. Hay là nói hết luôn cho xong. Binh sĩ lúc trước ồn ào nói. Được được, chắc chắn sẽ nói hết. Nhất định rồi, không thì chúng tôi sẽ treo cổ. Nếu như đại đội trưởng không quay về bảo chúng tôi quay về nói cho chị dâu, nói anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt ở trong thôn. Nhưng, những người anh em... Bỏ qua cho anh Trương đi. Đại đội trưởng Trương nhanh chóng xin khoan dung, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, chạy nhanh nói. Trước mặt thủ trưởng đừng có nói linh tinh, nhưng, tôi cũng nói thật với các anh, tôi cũng đã nhìn thấy điều đó rồi. Anh bảo tôi trực tiếp đi nói nhưng nói cũng không xong. Cho nên lần tới sẽ mời mọi người đi ăn uống. Lừa người, không thể được, cánh cửa kia chắc chắn mở rồi, bên trong có vàng bạc châu báu hay không, liệu có người đẹp ở trong đấy hay không? Có phải đại đội trưởng luyến tiếc cô ấy nên mới không nói cho chúng ta biết có phải không? Một trung úy cười khan một tiếng. Trời có thể làm chứng, tôi lấy đảng ra bảo đảm. Nhìn thấy đại đội trưởng xin thề, tất cả mọi người đều tha cho anh ta. Đoàn người chào đại đội trưởng, bốn người Diệp Phàm tiếp tục đi tiếp. Cuối cùng cũng tới núi Yến Sừng. Núi Yến Giác chính là ở cuối núi Trung Nam, nơi này rất hẻo lánh, quanh đây 20-30 cây em cũng không có ai ở. Đập vào mắt mọi người chính là cây cỏ cây cối, nhưng thảm thực vật thật ra lại rất tươi tốt, ngẩng cao đầu cũng không thấy mặt trời đâu cả. Nhưng, lúc Mộc Nguyệt Nhi dừng lại không đi tiếp nữa, ba người Diệp Phàm trợn trừng mắt lên nhìn. Bởi vì nơi mà Mộc Nguyệt Nhi dừng lại là một bãi tha ma. Có vài ngôi mộ xây lung tung ở trong này, rất nhiều phần mộ đã bị người ta đào lên rồi. Mà xương cốt trắng xóa lại rơi lung tung bên ngoài, mùi trong một chiếc quan tài khiến cho người ta thực sự cảm thấy không thoải mái. Mà phần mộ này được đặt siêu vẹo, đoán chừng tất cả mọi nơi đều có. Mộc Nguyệt Nhi, nơi này có phải là nơi mà ông điên ấy ở không? Diệp Phàm hỏi. Ông ấy mặc dù bị điên, nhưng chắc chắn là một cao nhân, không chắc là ông ấy có giả điên hay không, sao có thể ngủ ở một nơi hỗn loạn như thế này được? Ngưu Bá lẩm bẩm nói. Sa Thiên cũng có ánh mắt như thế. Các anh nghĩ sai rồi, đây là chỗ ở của ông ấy. Mộc Nguyệt Nhi nói một tiếng. Ba người Diệp Phàm trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn bãi tha ma bẩn thỉu này. Nơi này cũng là nơi ở của con người sao? Ngưu Bá không nhịn được, anh ta khụt khịt mũi. Nơi này đoán chừng trước kia có quá nhiều trận đấu xảy ra, cho nên mới thành như thế này. Hơn nữa lại rất hẻo lánh, chính phủ cũng không quản lý được, cho nên mới thành như thế này. Các anh theo tôi. Mộc Nguyệt Nhi đi đầu nói, quay sang ba người dặn dò. Các anh đi nhẹ nhàng. Lần này chúng ta đi trộm đồ, đừng có quang minh chính đại mà làm. Tốt nhất là thần không biết quỷ không hay là tốt. Chương 3072, hang ổ của lão điên. Hiểu rồi, thật sự là rông dài. Ngưu Bá hừ nói, bốn người đi nhẹ nhàng, dùng thuật khinh thân cẩn thận đi lên phía trước, không hề phát ra âm thanh gì. Không lâu, đến một tấm bia đá đổ xuống đất, tấm bia đá khá lớn, nằm xuống cũng chừng 2 mét hơn, có lẽ dựng thẳng đến có khi đến 3 mét. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn. Nhìn cũng không rõ. Mộc Nguyệt Nhi nhìn tấm bia đá một cái nói nhỏ. Có lẽ là đã lâu năm rồi. Ngưu Bá nhỏ giọng nói. Không phải, là có người cố ý muốn làm ra như thế. Trên bề mặt chắc chắn có ghi lại việc gì đó của chủ nhân, nhưng bị người nào đó làm cho mờ đi.
Có lẽ là không muốn cho người ta tìm ra thân phận thật sự của chủ nhân ngôi mộ. Diệp Phàm lắc đầu. Làm sao có thể thế được, từ trước đến giờ tôi quan sát nửa tấm bia đá này rất lâu. Lấy tay sờ qua không ít lần, nếu như muốn làm mờ đi thì sao không thấy chút dấu vết mài hoặc dao nào. Mộc Nguyệt Nhi hiển nhiên không tin. Cô thì biết gì, dây là người ta trực tiếp lấy tay mài lên tấm bia đá. Đương nhiên nhìn qua cũng rất tự nhiên, bởi vì tay có tình đàn hồi, không có dấu tích đao phong. Lúc này Sa Thiên hừ lạnh một tiếng. Lấy tay làm ra, vậy người này chẳng phải là đại cao thủ sao? Ngưu Bá đột nhiên nghĩ vậy, cảm thấy mình lỡ miệng nhanh chóng giơ tay bịt miệng lại. Cậu cho là cậu có chút thân thủ như vậy là cao thủ có phải không? Thế giới rất rộng lớn, người tài ba xuất hiện nhiều, cho dù là xã hội hiện đại thì thế nào? Cả thế giới có 5-6 tỷ người, chẳng lẽ không có mấy chục cao thủ tuyệt đỉnh? Việc này thì anh Diệp của chúng ta tùy tay cũng có thể làm được. Sa Thiên châm chọc nói. Ngưu Bá và Mộc Nguyệt Nhi vừa nghe, ánh mắt nhìn Diệp Phàm hình như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Anh Diệp, anh thật sự có thể làm được? Ngưu Bá hỏi, vẻ mặt tò mò. Hắn không phải là lợi hại hơn so với tôi sao, không có khả năng làm được. Có thể dùng tay làm mở bia mộ thì khả năng khống chế nội khí đã đến mức lô hỏa thần thanh rồi. Tảng đá cứng rắn này trong tay y giống như bùn vậy, nếu không không thể làm được tự nhiên không để lại dấu vết như vậy. Như chúng ta, nếu dùng quyền đánh cũng có thể đánh rơi bia đá, nhưng dấu vết để lại rõ ràng. Loại bút tích này, ít nhất phải là cao thủ bán tiên thiên. Đẳng cấp nhị thập đẳng đỉnh giai cũng không được. Mộc Nguyệt Nhi khinh thường nhìn Diệp Phàm một cái, đánh chết cô cũng không tin người này là cao thủ bán tiên thiên. Ha ha, ngựa qua mặt hổ rồi. Diệp Phàm nhìn Mộc Nguyệt Nhi một cái nói một câu, Ngưu Bá ngây dại. Mà Mộc Nguyệt Nhi vẻ mặt khinh bỉ hừ nói. Anh cứ ba hoa đi, không thể tưởng tượng được quan lớn cũng thích khoe khoang, thật ra hiếm thấy. Đúng vậy sao? Diệp Phàm thản nhiên nói xong, tùy tay vuốt một hòn đá bên cạnh, Ngưu Bá nhìn không được nhỏ giọng khen. Thật tuyệt, thật đúng là giống bút tích này. Vẻ mặt cũng là sùng bái. Còn Mộc Nguyệt Nhi, nhìn đá vụn kia ngẩn người vài giây, nói. Khó trách tôi thất bại, không oan, nhưng tôi không rõ, một đại cao thủ như anh, tôi gì đi làm chủ tịch của Hoành Không, cố hết sức lấy lòng không nói, còn phải chịu rất nhiều khuôn sáo hạn chế, không được tự nhiên. Trời đất lớn như vậy, với thân thủ của anh, hoàn toàn có thể tự tại thong dong. Cô mới biết thế, thì nghĩ đến có bao nhiêu tiền. Anh Diệp của chúng tôi mấy năm trước chính là một phú ông. Chút tiền lẻ của cô, người ta không để ý. Hơn nữa, đến giờ anh ấy đều vì nước vì dân, hơn nữa thường xuyên bỏ tiền mình ra vì việc công. Thường xuyên ra sống vào chết, mấy người biết cái gì, so với anh Diệp của tôi, mấy người không là gì cả. Sa Thiên thỉnh thoảng có cơ hội là châm chọc Mộc Nguyệt Nhi. Mộc Nguyệt Nhi lần đầu im lặng, cô ngẩn người chừng 2 phút đồng hồ mới hồi phục lại tinh thần. Nhưng ánh mắt nhìn Diệp Phàm đã có chút thay đổi. Diệp Phàm buồn bực nhìn Sa Thiên cười nói. Cậu cứ giúp tôi chém gió đi. Đến lúc đó gió thổi bay cánh cửa, các cô gái muốn tôi chăm sóc, tôi lại là người có vợ. Chúng tôi làm cán bộ không cho phép hai vợ, đây là muốn rơi mũ quan. Muốn anh, thì cũng chỉ tại vì anh quá tốt bụng. Việc này chỉ có thể nói là anh là cán bộ vì nước vì dân thôi, đó là cái gì? Cán bộ như anh nước ta không ít, đâu chỉ có một mình anh. Có gì ngạc nhiên, nếu không biết anh là người như vậy, tôi không chịu đầu tư 80 triệu đâu. Mộc Nguyệt Nhi tôi không tham tiền, nhưng số tiền này cũng là do ông nội tôi khổ sở kiếm được, cũng không thể tùy tiền tiêu. Mộc Nguyệt Nhi bĩu môi, một câu nói ra thiếu chút nữa làm Diệp Phàm nghẹn lời. Lão Phong Tử có thể đi ra ngoài, bình thường theo sau Lão Phong Tử sẽ có tới mấy chục kho tiền lớn. Mộc Nguyệt Nhi quan sát một chút nói. Diệp Phàm cũng dùng đôi mắt ưng phân hình một chút gật đầu nói. Hẳn là không có ai, chúng ta nhanh chóng tranh thủ thời gian. Tôi có linh cảm, lão điên là một cao thủ thật sự. Bốn chúng ta cũng đừng nghĩ đi vào. Mộc Nguyệt Nhi dẫn đường, mở một phiến đá thật lớn, dưới lộ ra một cái hang. Bên cạnh đều mài bóng loáng, chứng tỏ bình thường thường xuyên có người ra vào. Mộc Nguyệt Nhi không nói chuyện, đi đầu đi vào, ba người Diệp Phàm cũng đi theo. Hang ngầm này cũng rất đặc biệt, gồ ghề không chút bình thường nào. Đây chẳng lẽ là hang của Mạc Kim giáo? Ngưu Bá nhỏ giọng hỏi. Có vẻ là như vậy, ngay cả hang đều chưa từng sửa chữa, hình như là thật sự vội vàng. Diệp Phàm nói. Phía dưới có tinh xảo. Mộc Nguyệt Nhi hừ một tiếng.
Quả nhiên, không lâu lại xốc lên một khối đá nặng mấy ngàn cân, lộ ra một bậc thang. Hai bên tường dọc theo bậc thang xuống không ngờ khắc hình ảnh người và xe ngựa, còn có hình vẽ nữ tướng quân. Đây hình như là mộ của vương hậu. Diệp Phàm hỏi. Anh đã đoán đúng, trên là bãi Tha Ma này có bí mật ở dưới. Đây mới thật sự là lăng mộ của vương hậu, có lẽ là mộ của vương gia thời tiền cổ, sau đó thời thế thay đổi, mộ bị lấp xuống lòng đất, sau đó núi đá lại lấp lên, người sau lại chôn mộ ở trên. Mục Nguyệt Nhi nói. Chẳng lẽ khoai lang hay gì đó chính là ở trong mộ thất, không có ánh mặt trời làm sao mà sống? Ngưu Bá hỏi. Ha ha, đi xuống anh sẽ tự biết. Mục Nguyệt Nhi cười nói, không lâu, đến trung tâm của ngôi mộ, phát hiện phía dưới ngôi mộ rất tốt. Có một quan tài đá lớn, Diệp Phàm phát hiện trong quan tài đá không có xương người, bên trong không hề có cái gì cả. Quanh quan tài đá còn có một số dụng cụ cuộc sống, ví như bếp, bát ăn. Lão điên còn có thể nấu đồ ăn, chứng tỏ người này không điên. Diệp Phàm nói, có lẽ ông ấy điên có lúc, phát tác thì nguy to. Mục Nguyệt Nhi nói, đi một vòng xem. Vương gia trong quan tài đâu? Ngưu Bá tò mò hỏi. Đã bị lão điên ném ra ngoài bãi Tha Ma rồi, chút xương cốt rơi dụng này có lẽ là của vương gia. Mục Nguyệt Nhi nói. Hay là lão điên ngủ trong quan tài đá này? Ngưu Bá dùng mình một cái, vẻ mặt là lạ. Đúng vậy, lão điên thích ngủ trong quan tài đá. Quan tài này hẳn là chế tạo từ ngọc quý, lão phong tử khu ngủ ngay cả gối đầu cũng không dùng. Nhưng, tôi đến đây đều mang theo chăn và đồ đạc. Nhưng khi đi ra thì lão điên ném hết đồ của tôi ra ngoài. Lần sau đến tôi phải mua đồ mới. Mục Nguyệt Nhi nói, phía trước đột nhiên có ánh sáng. Diệp Phàm còn tưởng đe ra ngoài ngôi mộ rồi. Đến gần nhìn mới phát hiện bên trong là một ngôi mộ, mà cửa toàn bùn, vật giống khoai lang đúng là lớn lên ở đây. Độ rộng của khu vực này đến 10 mét vuông. Thế nào, hiện giờ biết được tại sao cây này có thể sống chưa? Mục Nguyệt Nhi đắc ý nhìn lên nói. Thì ra là thế, thật đúng là tuyệt. Lão điên không ngờ đã thông lên đỉnh, có lẽ là thông đến bên ngoài. Ánh mặt trời theo lỗ hình tròn đường kính đến 2 mét chiếu thẳng xuống dưới, vừa lúc chiếu vào tầm của những cây này. Diệp Phàm gật đầu. Nhìn những cây này, lại đưa tay sờ sờ. Nhìn qua thực sự như khoai lang, quá giống, hay thật đúng là khoai lang. Làm sao có thể, mất công sức lớn như vậy trồng một ít khoai lang, đây chẳng phải ăn no dỗi việc sao. Ra ngoài tùy tiện lấy một chút là được, lão ấy điên cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Mục Nguyệt Nhi nói xong. Hơn nữa, nếu như là khoai lang, lão điên sao coi như đồ quý vậy. Tôi lúc ấy mới đào một ít ra, chưa kịp cắn đã bị ông ấy giành lấy rồi. Hơn nữa, vẻ mặt thật sự đáng sợ, giống như động vào phần mộ tổ tiên của ông ấy vậy. Vậy xem ra hẳn không phải là khoai lang, một loại cây được cao thủ đối đãi như vậy, hẳn là không thể. Diệp Phàm nói xong đào đi sống. Lấy thì chết. Đột nhiên một tiếng nói vang lên, Diệp Phàm cảm giác đầu đột nhiên đau nhức một chút. Hắn lợi dụng ngư long thập bát biến chạy trốn rất nhanh. Nhưng, cúi đầu vừa thấy mờ u bàn tay vẫn để lại một dấu đao. Rồi bá một tiếng, một bóng người từ sân nhà lao thẳng xuống dưới. Không tốt, chạy mau, lão phong tử. Mục Nguyệt Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, xoay người một chạy. Sa Thiên và Ngưu Bá không nói hai lời xoay người chạy, nhưng bốn người đều cảm giác một luồng mạnh mẽ truyền đến. Hình như lúc này bốn phía của ngôi mộ đều như sắp đổ sụp, mắt thấy là không thể chạy. Diệp Phàm biết, hôm nay gặp phiền toái lớn. Lão điên này thực có thể là cao thủ tiên thiên cường giả hoặc là bán tiên thiên đại viên mãn. Dù cả bốn người hợp lại cũng không phải là đối thủ của ông ta. Bốn người thi triển tuyệt kỹ đâm bức tường vô hình nhưng giống như đạn bông vậy. Ba ba ba. Lại một lần nữa va chạm đạn bông vào tường, bông tường đột nhiên biến thành khối băng. Một tảng đá bằng bàn tay lao về phía bốn người. Diệp Phàm biết, những thứ này là do lão điên dùng nội khí tạo thành. Chương 3073, chẳng lẽ là Mai Thiên Tuyết? Một tiếng giòn tan vang lên, bốn người Diệp Phàm tất cả đều bị té ngã xuống đất. Lúc này, hình như lại có một bàn chân vô hình đá xuống, đá lên toàn thân. Diệp Phàm công lực cao nhất trong bốn người còn có thể chống đỡ. Sa Thiên, Mục Nguyệt Nhi và Ngưu Bá cũng là thương tích thảm. Mà lão điên ra tay thật đúng là không lưu tình, mặc dù Mục Nguyệt Nhi giống như một đệ tử nữ, lão phong tử cũng ra tay. Mục Nguyệt Nhi, không ngờ cô lại dẫn người đến lấy bảo bối của tôi.
cô cút đi. Lão điên vẻ mặt dữ tợn, một trường nội khí sắc bén chém về phía Mộc Nguyệt Nhi. Diệp Phàm vừa thấy, nhanh chóng thi triển ngư long thập bát biến, một phen đem Mộc Nguyệt Nhi kéo vào ngực, trạc tình chỉ bắn ra. Bốp một tiếng. Cuối cùng để chặn trường lực của lão phong tử, Diệp Phàm vẫn cảm giác cánh tay run lên. Giống như không thể nâng tay, lão điên nội tức hùng hậu, không phải hắn có khả năng ngăn cản. Hả, còn có chút môn đạo, chảm nữa. Lão điên sửng sốt, lần này không giống như là hết giận. Một đao lớn bằng nội khí rõ ràng hiện hiện trong đôi mắt ưng của Diệp Phàm. Đao trực tiếp chém về phía cánh tay của Mộc Nguyệt Nhi. Bên trái còn có một cái phòng tối, chính là chỗ hồng điểm, chúng ta vào đó. Mộc Nguyệt Nhi trốn trong ngực Diệp Phàm đột nhiên nói. Diệp Phàm không nói hai lời, miệng hé ra kêu, ôm cả người Mộc Nguyệt Nhi chạy về vách tường bên trái của ngôi mộ. Mà Sa Thiên và Ngưu Bá nghe tiếng lóng của Diệp Phàm cũng cùng nhau phát lực, lão điên không thể tưởng tượng được bốn người đột nhiên phát lực. Mà lão điên bảo vệ khu vực quan trọng là mảnh đất có cửa ra, không thể tưởng tượng được mấy người này không ngờ không lao ra cửa mà vọt sang bên trái. Sửng sốt một lúc sau, làm cho bốn người vào đó thành công. Đi ra, đi ra. Bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai của lão điên, người này hình như điên rồi. Lão điên, nếu ông dám vào tôi sẽ phá hủy pho tượng của ông. Bên trong truyền đến tiếng thét chói tai của Mộc Nguyệt Nhi. Lão điên vừa nghe quả nhiên dừng chân ở ngoài cửa không dám bước vào. Pho tượng kia là ai, lão điên hình như rất sợ cô phá hủy nó. Ngưu Bá vẻ mặt si ngốc nhìn pho tượng ngọc trong ngôi mộ, là một người phụ nữ, được chạm trổ tinh xảo, trông rất sống động. Mà tỷ lệ giống như người thật một phần một. Tôi cũng không biết bà là ai, có lẽ là người tình của lão điên trước kia cũng không đúng, tôi phát hiện ông ấy đặc biệt sủng ái đối với pho tượng này. Buổi tối không ngờ còn muốn ôm nàng ngủ trong quan tài. Chúng ta nhất định phải xem trọng pho tượng này, có lẽ hôm nay có thể còn sống ra hay không, pho tượng này chính là bùa hộ mệnh của chúng ta. Mộc Nguyệt Nhi một cước đá cửa đóng lại. Nhưng... quay người thấy Diệp Phàm có chút buồn bực bởi vì tên này đang ngơ ngác nhìn pho tượng đến mức ngẩn người. Mộc Nguyệt Nhi tức giận nhìn Diệp Phàm một cái hừ nói. Lúc này anh còn có tâm trạng ngẩn người, nhanh nghĩ cách chạy ra. Ai, chẳng lẽ ông ta chính là Lạc Dịch? Diệp Phàm không để ý đến Mộc Nguyệt Nhi, miệng thầm nói. Lạc Dịch cái gì, tôi thấy đầu óc anh hồ đồ rồi. Nhanh nghĩ cách thoát thân, nếu không, bốn chúng ta hôm nay có lẽ phải chết ở đây. Mộc Nguyệt Nhi lần này hét lớn vào tai Diệp Phàm, cô còn tưởng rằng Diệp Phàm nhất thời bị nội khí của lão phong tử làm chấn động. Gào thét cái gì, để tôi xem. Diệp Phàm quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Nguyệt Nhi một cái, lại nhìn kỹ pho tượng. Lão điên thường xuyên mở miệng là nhắc đến Thiên Thiên Tuyết có phải không? Diệp Phàm lại hỏi, đúng thì thế nào? Mộc Nguyệt Nhi quyệt miệng tức giận. Lão điên mỗi ngày đều ôm pho tượng này đi vào giấc ngủ có phải không? Diệp Phàm lại hỏi, Sa Thiên cùng Ngưu Bá đều nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không hiểu, ba người đều cho rằng Diệp Phàm chắc chắn bị lão điên đánh cho ngớ ngẩn. Ai, mấy người không cần nhìn tôi với ánh mắt đó, nếu tôi đoán đúng thì pho tượng này hẳn là một trong sáu cao thủ của Trung Quốc, Mai Thiên Tuyết. Nhưng, không biết người này có phải là Lạc Dịch không? Diệp Phàm thở dài nhìn ba người một cái. Mai Thiên Tuyết, Trung Quốc lục tôn, có phải là người ngày xưa gọi là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ không? Mộc Nguyệt Nhi có chút không phục hừ nói, con gái thôi, đương nhiên đều có lòng ghen ghét. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu, nói ra mâu thuẫn giữa Mai Thiên Tuyết và Lạc Dịch. Việc này cũng khó nói, phải biết rằng, năm đó đệ nhất mỹ nữ Giang Nam, người đàn ông nào không thích. Có lẽ người muốn kết hôn với cô có thể chở đầy mấy xe lửa. Cho nên, không chắc lão điên là người Mai Thiên Tuyết thầm mến, chỉ là một gã mê gái thôi. Tự ông ấy nhớ thương thôi. Mộc Nguyệt Nhi nói, việc này có lý. Sa Thiên cũng gật đầu. Không thể nào giống, bởi vì, pho tượng này là do người nặn ra. Mà pho tượng này so sánh với người thực quả thật không có khác biệt. Chỉ là chất liệu gỗ không giống với thôi. Ngay cả điểm rất nhỏ của Mai Thiên Tuyết cũng được làm ra. Nếu không phải người rất quen thuộc với Mai Thiên Tuyết không thể nào làm ra pho tượng sinh động như vậy. Diệp Phàm nói, hình như anh đã gặp qua Mai Thiên Tuyết rồi vậy. Có phải là cũng đã thầm mến cô, nhưng Mai Thiên Tuyết ít nhất cũng đã 70 tuổi, một bà lão còn muốn, ha ha ha. Mộc Nguyệt Nhi cười châm chọc. Tôi đương nhiên gặp qua bà, nếu không tại sao tôi có thể nói như vậy? Không biết dưới mộ ngầm này có tín hiệu không,
nếu không tôi liên hệ với bà một chút, không chắc chúng ta còn có đường sống. Diệp Phàm nói. Ba người Mộc Nguyệt Nhi lập tức lấy di động ra, ba người đều buồn bực lắc đầu. Ai, dưới nền đất này tín hiệu di động không có, chẳng phải là chui vào đất sao? Diệp Phàm cười khổ một tiếng, nhưng, qua mấy tiếng, bốn người đã đói bụng, Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng quan sát một chút phát hiện Lão Phong Tự đang ngồi xếp bằng cách cửa không xa coi chừng. Lão điên, đưa chút thức ăn vào, nếu không tôi sẽ phá hủy pho tượng kia. Mộc Nguyệt Nhi hét lớn. Bị hủy, bốn người các cô cũng chôn cùng. Không thể tưởng tượng được Lão Phong Tử lúc này lại bình tĩnh trở lại, đáp lời ngay cả mí mắt cũng chưa động. Chờ chết ở đây không bằng xung lên một chút. Diệp Phàm nói. Xông lên như thế nào, lao ra cũng chịu chết. Mộc Nguyệt Nhi nói. Chúng ta đem pho tượng mang theo trên người, tin rằng lão điên cũng không dám động. Chỉ cần có thể ra đến chỗ có tín hiệu tôi sẽ có cách liên hệ với Mai tiền bối. Đến lúc đó có lẽ còn có một chút hy vọng, mặc dù là người này không phải là Lạc Dịch, cho dù ông ta là người thầm yêu Mai tiền bối. Mai tiền bối còn có chút giao tình với tôi, đến lúc đó, chắc cô nói chuyện một chút, chúng ta còn có đường sống. Diệp Phàm nói. Mộc Nguyệt Nhi nghe xong không nói, còn Sa Thiên và Ngưu Bá Diệp Phàm nói thế nào là thế đó. Nơi này chỉ có anh là có thể ôm pho tượng kia, những người khác đều không được. Quá nặng, ăn không tiêu. Mộc Nguyệt Nhi nói, Diệp Phàm không có cách nào, đành phải cố sức ôm lấy pho tượng chạy ra ngoài. Lão điên đứng lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Lúc này ánh mắt Lão Phong Tử hình như rất sáng, không có một chút điên. Lão điên, chúng tôi buông pho tượng, ông thả chúng tôi là được. Mộc Nguyệt Nhi hỏi, mỗi người để lại một chân, tôi tha mạng cho mấy người. Lão Phong Tử lạnh lùng hừ nói, vẻ mặt giống Đao Phong vậy. Lạc Dịch. Diệp Phàm đột nhiên nói ra, lấy hóa âm mê thuật nói. Quả nhiên Lão Phong Tử sửng sốt. Mau xông lên. Diệp Phàm một cước đá hướng về phía lão điên tránh theo phản xạ có điều kiện, ba người Mộc Nguyệt Nhi xông ra. Mà Diệp Phàm ôm pho tượng cản phía sau, may mắn, lối đi nhỏ vẫn tương đối rộng, nếu không thật đúng là không có cách nào lấy pho tượng ra. Pho tượng ở chỗ của Diệp Phàm, lão điên lo lắng không có cách nào khác đành phải đi theo. Rốt cuộc đến đoạn giữa, đúng lúc này lão điên đột nhiên xuất lực, Diệp Phàm cảm giác có cái gì nhoáng qua trước mặt, hình như một cánh chim bay trên đầu. Mấy tiếng ba 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 giòn tan vang lên, ba người Mộc Nguyệt Nhi bị lão điên giống như diều hâu bắt gà, ném xuống đất, ba người đều ngẩn người. Lão điên, ông dám đối với ba người như thế, tôi cũng sẽ không nể ông. Diệp Phàm gầm lên mắt cũng đỏ lên. Hừ, bán tiên thiên liền rất giỏi sao, cậu thanh niên. Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có cậu là một thiên tài. Lão Phu lúc bằng tuổi cậu cũng đã đến bán tiên thiên, nếu không có một việc làm lỡ Lão Phu còn mạnh hơn cậu, nhưng, ôi! Vẻ mặt lão điên trầm xuống. Đó vẫn là do tôi lợi hại, ông không thể không thừa nhận. Diệp Phàm châm chọc nói. Vừa rồi cậu gọi là gì Lạc Dịch, tên này tôi rất quen. Lão Phong Tử hỏi. Lạc Dịch, Lạc Dịch. Diệp Phàm lấy hóa âm mê thuật đột nhiên hét lên đến hơn 10 lần, quả nhiên hiệu quả. Lão điên hình như bắt đầu điên rồi, đột nhiên liều mình cầm lấy tóc dài rối tung của mình dùng sức kéo, tóc bị kéo đứt mấy rúm. Lão điên hình như không cảm giác đau đớn, miệng cười lớn. Lạc Dịch, ông là ai? Không lâu, lão điên đấm đá cuồng lên, Diệp Phàm trong lòng run sợ, may mắn Lão Phong Tử còn có chút nhân tính, không đánh ba người dưới đất. Chỉ loạn đá xuống khu đất hoang trong phần mộ, nhất thời cắt bay đá chạy, xương cột loạn đạn, rất khủng bố. Diệp Phàm chạy nhanh lấy điện thoại ra, không lâu liên lạc được với Lạc Tuyết Phiêu Mai, mà Lạc Tuyết vừa nghe, nhanh chóng liên lạc với mẹ. Chồng, anh chịu khó chịu đựng mẹ sẽ đến ngay. Lạc Tuyết thật sự lo lắng, giống như phát run, có lẽ cũng thực sự kích động, không ngờ có tin tức của cha. Lão điên hình như đánh mệt mỏi, ngồi xuống đất, si ngốc nhìn pho tượng trước mặt Diệp Phàm. Hai bên cứ như vậy rằng co. Ngày này thật khốn khó, nói sống một ngày bằng một năm để hình dung cũng không đủ. Một ngày qua đi, Diệp Phàm đói bụng đến mức hoa mắt, chủ yếu là áp lực tinh thần quá lớn. Nhưng, Diệp Phàm vẫn cẩn thận quan sát lão điên. Người này mặc đúng là xưng là kẻ điên, quần áo giống như mảnh vải, hơn nữa, trên mặt lão điên rõ ràng còn có mấy vết đao. Cả khuôn mặt trông hốc hác, có lẽ, sau lưng lão điên cũng có chuyện xưa. Chương 3074, mẹ kiếp, là cái này. Lạc Dịch.
Ngay lúc Diệp Phàm muốn té xỉu đi, một tiếng gọi thảm thiết vang lên, Mai Thiên Tuyết mặc bộ quần áo hoa mai đứng ngay cạnh hai người. Bà là ai? Lão điên nhìn Mai Thiên Tuyết, nhìn đến si ngốc, trong chốc lại kéo tóc hét lên. Tôi là ai, bà là ai, Mai Thiên Tuyết, tên này rất quen. Lạc Dịch, tôi là Mai Thiên Tuyết của ông. Mai Thiên Tuyết cuối cùng nhìn không được, đi sang đó. Tiền bối, đừng sang đó, ông ấy hiện giờ có chút hồ đồ, nếu bị thương thì làm sao bây giờ? Diệp Phàm chạy nhanh đến nói. Ông ấy là Lạc Dịch chắc là không làm tôi bị thương. Mai Thiên Tuyết không nghe, cứ đi qua. Bốp một tiếng giòn tan vang lên, Mai Thiên Tuyết bị lão điên tát một cái ngã xuống đất cách xa hơn 10 mét. Không cần đến đây, tôi muốn giết ba người họ. Lão điên hét to. Ông đã quên rồi, Lạc Dịch, lúc đó chúng ta đã ở cùng nhau, nhà ông không đồng ý nói tôi là yêu tinh, ông. Mai Thiên Tuyết bắt đầu nói chuyện xưa của họ. Lão điên thực sự chăm chú nghe, bắt đầu bình tĩnh trở lại, Mai Thiên Tuyết nói, mắt cũng rơi lệ. Đến đây, ngoan, cho ông ôm người con gái ông yêu nhất một cái, Lạc Dịch, chúng ta có con gái, nó là Lạc Tuyết Phiêu Mai, là con gái của hai chúng ta, đứng đối diện ông là con rể của ông không thể làm bị thương hắn. Mai Thiên Tuyết nhẹ nhàng đến trước mặt Lạc Dịch, nhẹ nhàng ôm đầu Lạc Dịch vào lòng. A, ô, lão điên không ngờ khóc như một đứa trẻ. Ngoan, ngoan, Mai Thiên Tuyết vỗ nhẹ bả vai Lạc Dịch, như là con nít đang khóc trong lòng mẹ. Không lâu, lão điên không ngờ nằm trong lòng Mai Thiên Tuyết như đang ngủ. Tiếng ngáy rung trời đất, Diệp Phàm nhìn quả muốn cười nhưng không dám. Dì Mai, ông ấy thật sự là Lạc Dịch sao? Diệp Phàm hỏi. Cảm ơn cậu Diệp Phàm, ông ấy thật sự là Lạc Dịch. Ông ấy đã chịu nhiều đau khổ, trên mặt có 7-8 vết đao, mặt hốc hác, không ngờ thần trí đều như vậy. Lạc Dịch, Lạc Dịch. Mai Thiên Tuyết đau lòng rơi nước mắt. Việc này, sau này hai người. Diệp Phàm có chút xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Ông ấy là người đàn ông duy nhất của Mai Thiên Tuyết tôi ở trên đời này. Tôi sẽ từ từ giúp ông ấy khôi phục. Yên tâm, tôi dẫn ông ấy về Vu Sơn Cung. Ở đó ông ấy quen thuộc, sau này phần lớn thời gian mấy người đừng đến quấy rầy chúng tôi. Trong khoảng thời gian này tôi không ở, cậu quan tâm nhiều đến Lạc Tuyết. Mai Thiên Tuyết nói. Đúng rồi, lão điên, không là tiền bối Lạc Dịch trồng trên mặt đất dưới ngôi mộ. Một giống cây gì đó giống khoai lang. Tôi nghi ngờ nó hẳn không phải là khoai lang, bởi vì Lạc Dịch coi như bảo bối, không cho ai động vào. Nếu quả thật giống như một loại cây mấy trăm năm là thứ tốt, tôi muốn mang về một chút. Bởi vì, tôi cùng MNN có giao dịch. Diệp Phàm đem chuyện sinh mệnh tiềm lực hoàn. Mấy người giúp tôi đi xem một chút. Mai Thiên Tuyết vừa nghe, sửng sốt một chút, đánh thức ba người Sa Thiên bế Lạc Dịch đi xuống. Khi thấy khu đất đó, nhất thời trừng mắt phá lên cười. Cười cái gì ạ? Diệp Phàm ngây người. Đây thật sự là khoai lại, chính tông khoai lang của tỉnh An Đông mang đến đây. Mai Thiên Tuyết rút một củ lên, cắn một hơi cười, lại đưa cho Diệp Phàm mấy củ, Diệp Phàm cắn căm giận. Thật đúng là khoai lang, lại ở đây, ở chợ có bao nhiêu tiền, mấy hào một cân, thật đúng là, ông ấy còn coi như của quý, vì thế thiếu chút nữa chúng tôi mất mạng nhỏ. Ôi! Đây là chuyện xưa của tôi và ông ấy. Mai Thiên Tuyết cười, thật sự thần bí. Diệp Phàm ngại hỏi nhìn MNN chớp mắt một cái. Tiền bối, có thể nói một chút về chuyện xưa liên quan đến khoai lang không? Chúng tôi cũng rất tò mò. MNN nhẹ nhàng hỏi. Diệp Phàm, lại muốn gây tổn hại một cô nương trong sáng rồi phải không? Không thể tưởng tượng được Mai Thiên Tuyết không ngờ cười cười nhìn Diệp Phàm cùng MNN. Đâu có, tiền bối nghĩ sai rồi. Tôi với cô là anh em, mới vừa quen nhận nhau là anh em. Diệp Phàm đỏ mặt, nhanh chóng giải thích. Lời này nếu Lạc Tuyết nghe được, đây chẳng là tự tìm phiền toái sao. Lạc Tuyết tuy nói mặc kệ chuyện của hắn, nhưng lộ ra ngoài sáng cũng không thể làm như không thấy. Anh nói ai là em, tôi không đồng ý. Không thể tưởng tượng được Mộc Nguyệt Nhi lúc này liền trở mặt, không nể mặt hắn chút nào. Thấy không, người ta cũng không thừa nhận. Mai Thiên Tuyết cười cười nói. Không phải em gái nuôi, vậy là bạn gái đúng không cô gái? Đàn ông trong thiên hạ chết hết tôi cũng không thích hắn. Quan viên tình phụ, nhớ đến đều ghê tởm. MNN căm giận nói. Ha ha, quan viên tình phụ, nói rất hay. Cô gái, cô chính là muốn bắt. Công lực của Diệp Phàm cao, phụ nữ bên cạnh không ít. Hắn tình phụ, cũng có thể thêm một người, cho nên,
cô phải chú ý, đừng bị lừa, đến lúc đó hối hận không kịp. Nếu cô thích hắn, thì chỉ có thể là tình huy đệ thôi. Mai Thiên Tuyết không ngờ trêu ghẹo, có lẽ là gặp lại Lạc Dịch tâm trạng không rồi, vui cười. Tiền bối còn chưa nói chuyện xưa liên quan đến khoai lang. Ngưu Bá không nhìn được hỏi một câu. Ha ha, trước kia khi còn trẻ tuổi tôi và Lạc Dịch quen nhau, cũng yêu nhau. Từ nhỏ tôi thích ăn khoai lang, đặc biệt khoai lang nướng thật ngon. Nhưng, Lạc Dịch lại ghét nhất khoai lang, hai chúng tôi vì thế thường xuyên giận dỗi. Ông ấy vừa thấy tôi ăn khoai lang nói muốn nôn, không thể tưởng tượng vì một việc mà chúng tôi xa nhau, ông hiện giờ lại trồng khoai lang, ôi! Mai Thiên Tuyết giận dữ nói. Ôi, mất đi mới biết khoai lang cũng đáng yêu như vậy. MNN thở dài. Bốn người Diệp Phàm vẻ mặt khá mất mát rời khỏi. Mộc Nguyệt Nhi, sau khi trở về tôi hy vọng có thể ký hợp đồng, cô đừng giằng co nữa. Hơn nữa, lời hứa của chúng ta tôi đã hoàn thành rồi. Chuyện lần này cũng là cô nói dối, chúng tôi đã cố hết sức, hơn nữa, thiếu chút nữa vì vậy mà mất mạng. Diệp Phàm nói. Không được, trước khi có tin tức của sinh mệnh tiềm lực hoàn. Mộc Nguyệt Nhi chơi xấu. Nói chuyện có thể coi là trách mắng, người ta nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy. Diệp Phàm tức giận. Tôi cũng không phải là quân tử, Mộc Nguyệt Nhi chỉ là một cô gái. Anh chưa từng nghe sao, con gái là tiểu nhân, ha ha ha. MNN không nghĩ đến vô sỉ, Diệp Phàm tức giận đến thiếu chút nữa phát điên. Cô không ký hợp đồng, giao dịch của chúng ta dừng ở đây, cô quay về Am Bạch Vân, tôi làm thầy cai của Hoành Không. Tôi không tin, không có cô tập đoàn Hoa Tinh sẽ vòng vo. Diệp Phàm tức giận, chào rồi rời đi của Sa Thiên và Ngưu Bá. Từ đã đừng nóng giận, hợp đồng có thể ký, nhưng anh phải đồng ý nghĩ cách cho tôi. Tôi cho anh nửa năm thời gian thì thế nào, tôi có thể ký hợp đồng. Mộc Nguyệt Nhi vừa thấy, biết Diệp Phàm tức giận thật sự, thật đúng là sợ hắn buông tay. Đồng ý. Diệp Phàm đột nhiên cười. Cười như vậy, không có đạo đức, họ Diệp kia, có phải là có âm mưu gì không? Mộc Nguyệt Nhi sửng sốt hỏi. Nói chuyện xưa với các cô, vùng Hoành Giang tỉnh An Đông có người tên là Điền Ly Thu, chừng hơn 50 tuổi, y là người cầm lái của Thiết Phiêu Môn. Đệ tử của Thiết Phiêu Môn cũng không nhiều, chỉ hơn 100 người. Trong đó có 6 phần là người làm công. Còn lại mới là đệ tử luyện công chân chính. Nhưng, đa số đệ tử thân thủ cũng không cao, bọn họ kỳ thật lấy việc kinh doanh để sinh tồn. Mở công ty vận tải đường thủy tên là công ty Thiết Phiêu. Bình thường những người này đều hoạt động ở vùng Hoành Giang. Những người này thủy công tương đương lợi hại, một đệ tử bình thường dùng một tấm ván có thể nổi trên mặt nước, cho nên gọi là Thiết Phiêu Môn. Mà người này có cửu oán với sư phụ của một người tên là Ngô Tuấn của tôi, cướp đi Tuyết Tùng Liên Thiên Sơn trên 200 năm của ông ta. Nghe nói Tuyết Tùng Liên này có giá trị cao hơn so với Tuyết Liên Thiên Sơn. Diệp Phàm cười nói. Ý của anh là chúng ta lấy Tuyết Tùng Liên về để phối chế sinh mệnh tiềm lực hoàn. Mộc Nguyệt Nhi không ngu ngốc, vừa nghe liền hiểu. Thông minh, đương nhiên, nếu Tuyết Tùng Liên không bị Điền Ly Thu ăn trộm. Tôi đã đồng ý với sư phụ của Ngô Tuấn chờ có cơ hội sẽ giải quyết vấn đề này. Hiện giờ thời cơ đã chín mồi. Mấy năm trước Điền Ly Thu mới chỉ có nhị thập đẳng đỉnh giai, hiện giờ dù dẫm phải cứt chó nhiều nhất đột phá đến bán tiên thiên. Mấy người chúng ta đi cũng đủ giải quyết. Diệp Phàm hừ nói. Chuyện đã mấy chục năm qua, Tuyết Tùng Liên kia 8 phần là bị ăn mất. Mộc Nguyệt Nhi có chút ủ rũ. Ngựa chết coi như ngựa sống chữa trị đi. Dù là chưa ăn. Tuyết Tùng Liên chỉ có 200 năm hơn, có phải cũng quá ít không, có lẽ tác dụng không lớn. MNN chuyển người nói. Dù sao cũng có chút hiệu quả, không cần nói 200 năm, dù là mấy chục năm cũng khó tìm được rồi. Ngưu Bá nói. Vậy hiện giờ chúng ta liền đến đó, đến tỉnh An Đông cũng không xa, đi máy bay là được. MNN nói. Có cần thông báo cho Ngô Tuấn một chút không? Sa Thiên hỏi. Cậu ta đã đến tỉnh An Đông rồi. Đến trước để tìm hiểu tin tức về Thiết Phiêu Môn. Diệp Phàm nói. Bốn người vội vã đến Hoành Giang tỉnh An Đông. Ngô Tuấn dẫn mấy người Diệp Phàm vào khách sạn Hoành Giang. Nói là khách sạn thực ra còn không bằng một nhà trọ tư nhân ở phía Nam. Bẩn không nói còn rất lộn xộn. Đây chỉ có điều kiện thế này, anh và mọi người cố ở. Ngô Tuấn nói. Ha ha, không việc gì, chúng tôi là đến làm việc, không phải đi chơi. Diệp Phàm cười nói. Nhìn Ngô Tuấn một cái hỏi. Hỏi thăm thế nào? Điền Ly Thu nhìn qua thực có khả năng,
có đột phá đến bán tiên thiên hay không tôi cũng không rõ. Mặc dù là Tuyết Tùng Liên cũng chưa chắc có thể đột phá luôn. Dù sao, muốn đột phá cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng, Thiết Phiêu Môn đúng là ngày càng thêm lũng đoạn, những thương nhân khác giận mà không dám nói gì. Người bị đánh còn không ít. Ngô Tuấn nói. Ngô Tuấn, nếu Tuyết Tùng Liên được ăn, việc đột phá của cậu không phải không có hy vọng. Cậu có giận anh Diệp không? Sa Thiên đột nhiên nói một câu. Bởi vì Ngô Tuấn ở Hồng Diệp Bảo, cùng mấy người Sa Thiên và Ngưu Bá. Chương 3075, tất cả lên. Không, Tuyết Tùng Liên cũng không phải là mục đích của tôi. Báo thù mới là quan trọng, bởi vì sư phụ chết không rõ ràng chính là mục đích của việc này. Hơn nữa, mặc dù là Tuyết Tùng Liên được lấy trở về, nhưng là anh mang đến, không liên quan đến Ngô Tuấn tôi. Tuyết Tùng Liên do anh quyết định phân phối. Thù này vừa báo, Ngô Tuấn tôi từ này về sau sẽ đi theo anh, trung thành một lòng. Ngô Tuấn nói chắc như đinh đóng cột, dưới đôi mắt ưng, không giống như là nói dối. Mộc Nguyệt Nhi vừa nghe, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Chỉ sợ đến lúc đó Tuyết Tùng Liên này Ngô Tuấn muốn lấy về, Diệp Phàm khó giải quyết. Điền Ly Thu đến không được bao lâu, còn về phương diện kinh doanh thì đến lúc là quyết thôi. Ngay cả việc này anh cũng muốn trông nom sao? Ngô Tuấn hỏi. Các anh đã quên một thân phận khác của tôi, nếu đến đây, nếu như trơ mắt mặc kệ thì thực xin lỗi. Điền Ly Thu là loại kinh doanh thổ phỉ, đã khiến nhiều người giận dữ. Diệp Phàm nói, nhìn Sa Thiên nói. Mở cửa, gọi Vương Triều vào đây. Kế hoạch của anh rất tốt. Sa Thiên gật đầu mở cửa Vương Triều bước vào. Việc điều tra chuyện Thiết Phiêu Môn làm như thế nào? Có bao nhiêu cao thủ trong đó? Diệp Phàm hỏi. Cao thủ không nhiều lắm, thân thủ nhị đẳng gồm 20 người. Đạt đến ngũ đoạn có 3 người, là 3 viên đại tướng dưới tay Điền Ly Thu. Anh cả có biệt hiệu là Thủy Mẫu, công lực đạt đến thất đoạn khai nguyên. Anh hai biệt hiệu là Thủy Quái, công lực đạt đến lục đoạn trung giai. Anh ba gọi là Thủy Thứ, công lực đạt ngũ đoạn khai nguyên. 3 vị này là 3 người lợi hại nhất của Điền Ly Thu. Mà con của Điền Ly Thu công lực cũng không cao, hình như không thích hợp để luyện công vậy. Hơn nữa, cậu nhóc này không ngờ đang là giảng viên đại học, hình như khinh thường cha là người có hành vi bang hội kiếm tiền của người khác. Vương Triều nói. Ha ha, suy nghĩ mới rồi. Diệp Phàm cười. 3 vị này công lực cũng quá tầm thường đi. Ngưu Bá không nhìn được cũng nói. Thủy Mẫu bao nhiêu tuổi? Diệp Phàm hỏi. 30 tuổi, là người có cơ cốt tốt nhất, nghe nói được Điền Ly Thu nhận làm con gái nuôi. Vương Triều cười nói. Ừ, một phân thành hai, Thủy Mẫu không tồi. Nhận, còn Thủy Quái và Thủy Thứ, để cho họ đi. Diệp Phàm cười nói. Bọn họ là ai? Ngưu Bá lại hỏi. Lại còn hỏi, anh Diệp nhà ta chướng mắt với đàn ông, chỉ thích đàn bà, có lẽ là muốn nhận một em gái nuôi rồi. Mộc Nguyệt Nhi nói lời này rõ ràng có chút ghen tức, Vương Triều nghe cũng sửng sốt, nhìn Diệp Phàm chớp mắt một chút. Đương nhiên, Mộc Nguyệt Nhi chắc chắn không biết bọn họ kia chỉ là TDN. Chứng cứ phạm tội tra ra thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chứng cứ tội phạm như núi, chúng ta âm thầm đưa ra cho công an. Người bị hại này tất cả đều dám nói ra. Nhưng, chuyện đánh chết người không từng xảy ra. Trọng thương thì thật sự có 7-8 người, vết thương nhẹ càng nhiều, có đến hơn 20 người. Theo chứng cứ này, Điền Ly Thu nhất định là có người đứng phía sau thao túng, mà dưới tay y có 3 viên đại tướng làm chỗ dựa vững chắc. Vương Triều nói lấy tập tài liệu ra. Những cái này tôi không xem, chúng ta sẽ xuất phát vào chiều này, đến Thiết Phiêu Môn. Diệp Phàm khoát tay áo, lười quan tâm đến công việc cụ thể của cấp dưới. Hoàng hôn lặng lẽ đến, mấy người Diệp Phàm đứng trên một cây cầu nhìn xuống sông Hoành Giang. Ở đây thật không tồi, mặt trời lặn thật đẹp, ánh nắng chiếu phủ hết Hoành Giang. Trên sông thì tàu thuyền qua lại, hơn nữa mọi người bận rộn, đúng là một bức tranh hữu tình. Nếu bên bờ Hoành không dựng lên một tòa nhà tranh, đặt một bàn trà trúc, thật có thể là một sự hưởng thụ lớn. Diệp Phàm xúc động nói. Đúng vậy, sau thời gian bận rộn đến đây nằm một chút, thật là đẹp. Vương Triều cũng thở dài. Ở Bắc Kinh khó gặp được phong cảnh hữu tình như vậy. Vương Triều, có phải là muốn trở lại địa phương công tác? Diệp Phàm hỏi. Ở bộ lăn lộn cũng đã mấy năm, anh Diệp tiếp theo ở đâu tôi sẽ ở đó. Cả ngày ở Bắc Kinh cũng phiền, tôi còn thích đi theo anh Diệp. Vương Triều cười nói. Vậy đi, nơi tiếp theo được quyết định tôi sẽ mang cho cậu. Nhưng,
có lẽ tôi ở tập đoàn Hoành không phải vài năm. Đó là thời kỳ quá độ quan trọng, qua loa không được. Diệp Phàm nói, tôi biết, tôi sẽ kiên nhẫn chờ. Vương Triều gật đầu, mấy người từ từ xuống thuyền, mà thuyền lại cấp bờ chỗ một tòa nhà bằng đá, đây là nơi Điền Ly Thu sống. Y thật biết chiếm địa bàn, phong thủy tốt như vậy đều bị người này chiếm, đáng tiếc. Diệp Phàm hừ nói, ha ha, Điền Ly Thu thường thường tự xưng là ẩn sĩ. Trên cơ bản ít đi ra ngoài, ngồi ở ngôi nhà này gọi điện thoại điều hành hết thảy, mà tài sản tất nhiên là cuồn cuộn đến. Bình thường ở đây ngồi trên thuyền câu cá, nóng thì nhảy xuống sông một chút, nhàn nhã thì pha ấm trà, một ngày đúng là của thần tiên. Vương Triều cười nói, vung tay lên mấy chục cảnh sát mặc thường phụ lặng lẽ xuống dưới. Ngay cả người canh gác cũng không có, xem ra, Điền Ly Thu đã là chúa một phương rồi. Nghĩ ở đây là thế giới của ông ta. Ngô Tuấn hừ nói. Lúc này, một cảnh sát mặc thường phục đi lên, nói nhỏ với Vương Triều vài câu. Vương Triều nhướng mày. Sao thế, có tình hình mới phải không? Diệp Phàm hỏi. Điền Ly Thu đang ngồi cùng một người mặc đồ màu đỏ. Vương Triều nói. Người này còn rất mốt, không ngờ mặc màu đỏ, đó là phụ nữ sao? Diệp Phàm hỏi. Không phải, là nam, đại khái chừng 10 tuổi. Vương Triều nói. Bất luận áo trắng hay áo đỏ, hành động theo kế hoạch là được. Diệp Phàm vung tay lên. Chúng ta đi vào. Nhưng, sau tấm cửa gỗ dày là 20 đệ tử mặc đồ đen, vừa thấy mấy người Diệp Phàm lập tức hỏi. Đến làm gì, đây không phải là khu du lịch, cũng không cho thuê thuyền, đây là trụ sở riêng, lập tức rời đi. Chúng tôi muốn gặp Điền Ly Thu. Vương Triều bước lên trước nói. Sao, Điền Tổng cũng để các anh gọi loạn sao? Vả vào miệng cho tôi. Một thằng nhóc trong đó tức giận, bàn tay tát về phía Vương Triều. Ba 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 ba. Liên tục vài tiếng và miệng truyền đến, còn có hai tên hét lên chói tai, lại có người bị đá xuống sông. Người vừa nói xong lập tức thành đầu heo, miệng sưng còn to hơn so với đồng chí bát giới. Người đá về phía Vương Triều bị Vương Triều tùy tiện đá xuống sông. Ầm ĩ cái gì? Một người đầu đội nói, ăn mặc giống một ngư ông đi tới. Người này chính là thủy quái. Dám đánh người của tôi, sống không kiên nhẫn rồi. Người vừa nãy chính là cấp dưới của thủy quái, người này tức giận, nón giống như đĩa bay ném vào mặt Vương Triều, nhìn xem nếu như Vương Triều bị cắt vào mặt thật thì mặt lập tức trở nên hốc hác. Đáng tiếc là hôm nay y đụng phải cao thủ thất đẳng đỉnh giai Vương Triều, gã một chảo đem y tùy tay ném ra phía trước đền chỗ Điền Ly Thu đang chơi cờ. Có cao nhân đến phải không, dẫn bọn họ vào. Bên trong truyền đến giọng của Điền Ly Thu, dùng từ dẫn giống như mấy người Diệp Phàm là tội phạm mà không phải là khách, đây là Điền Ly Thu thể hiện thái độ, 10 phần giống như hoàng đế. Diệp Phàm cũng không so đo với y, mấy người đi đến cạnh bàn cờ. Điền Ly Thu mặc quần áo vải bình thường, đang chơi cờ với một người khác. Mấy người Diệp Phàm bước vào y cũng không ngẩng đầu, hơn nữa cũng không mời mấy người Diệp Phàm ngồi xuống, thể hiện là muốn phạt đứng. Mà Thủy Mẫu và Thủy Thứ đứng hai bên cạnh. Bên cạnh còn mười mấy đệ tử mặc quần áo rộng thùng thình nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Chúng tôi là người của Cục Công an, Điền Ly Thu ông theo chúng tôi một chuyến. Vương Triều đưa chứng minh ra. Nhưng, Điền Ly Thu ngay cả nhìn cũng chưa nhìn một cái, tùy tay phất. Đến hỏi Cục trưởng tiền của các anh, Điền Ly Thu tôi là ai? Ông nói chính là Cục trưởng Cục Công an Hoành Giang Tiền Trọng đúng không? Vương Triều vẻ mặt nghiêm túc nói. Hoành Giang có mấy người họ Tiền làm cục trưởng cục công an. Các anh muốn làm gì, ngay cả cục trưởng của mình cũng không biết sao. Xem ra, tôi phải hỏi xem cục trưởng Tiền giữ mấy người này làm gì. Điền Ly Thu nhìn Vương Triều một cái, vẻ mặt đúng là Thu. Đi thôi, Điền Ly Thu, nếu không, tôi sẽ không khách khí. Vương Triều không khách khí. Vương Triều không muốn rông dài với y. Đến hỏi giám đốc sở công an Trương của các anh, Điền Ly Thu tôi là ai? Điền Ly Thu nhìn vẻ mặt Vương Triều cảm giác cục trưởng Tiền muốn làm không chừng, lập tức bình tĩnh lại đưa ra một đồng chí cao cấp hơn. Thực xin lỗi, tôi không biết giám đốc Trương, tôi lặp lại lần nữa, theo tôi đi, nếu không tôi sẽ không khách khí. Vương Triều cũng hơi sửng sốt, giám đốc công an tỉnh Trương chắc chắn có vấn đề. Có lẽ ông ta mới là hậu trường của Điền Ly Thu. Một cục trưởng cục công an không có khả năng nắm cả Hoành Giang. Nếu có giám đốc Trương thì đừng nói. Anh không khách khí sao, cút đi cho tôi. Cũng không xem đây là nơi nào. Ở đây sủa cái rắm.
thủ thứ cùng thủy mẫu thủy quái ba người đồng thời mắng to, quyền cước hướng về phía Diệp Phàm. Hừ, Ngưu Bá, Ngô Tuấn Vương Triều ba người đồng loạt ra tay, dầm một tiếng, nhất thời ba vị đều bị dẫm nát dưới chân thở hổn hển. Người áo đỏ thấy Điền Ly Thu đang muốn ra tay, giơ tay ngăn. Để tôi cho họ biết danh tiếng, lâu rồi không ra tay, ngượng tay cũng có chút ngứa. Nói xong, một trường bổ về phía Ngưu Bá. Đối thủ của cậu là tôi. Sa Thiên hừ lạnh một tiếng, giơ tay ra nháy mắt nắm được người áo đỏ, tùy thế xoay một vòng, người áo đỏ giống như quả bóng cao su, dầm một tiếng nện lên thuyền. May mắn là thuyền không phải là đá, chỉ làm bằng gỗ, nếu không người áo đỏ đầu có thể nở hoa rồi. Sa Thiên thật đúng là muốn giết người, một cước hung hăng dẫm nát khuôn mặt người áo đỏ. Điền Ly Thu vừa thấy, tay vừa động, một cỗ nội khí mạnh mẽ như câu sắt hướng về phía tay của Sa Thiên. Chương 3076, tất cả nói chuyện bằng thực lực. Nhưng, một bàn tay bên cạnh vương gia đặt lên tay Điền Ly Thu. Rất chắc chắn, quấn như một con rắn, Đường Ly Thu giật giật không ngờ cô ra được, vẻ mặt nhất thời khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Hừ nói, anh là ai? Cục công an, bắt lấy. Diệp Phàm hạ lệnh nói, lúc này mấy chục cảnh sát mặc thường phục vây quanh đem nhóm người đứng ở cửa của ngôi nhà đè xuống đất. Đi với anh thì sao? Điền Ly Thu khích phách lên, đứng thẳng lên, ở bụng một đạo sát khí hình thành xung quanh, giống như một phiến đá bắn về phía Diệp Phàm. Bột gạo cũng tỏ ra vẻ vang. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tay vừa động cả người Điền Ly Thu bị văng ra xa đánh dầm vào bong thuyền, chổng mông như con chó. Nhưng, ở đây Điền Ly Thu chỉ có thể ăn tấm ván. Lão già này tức giận rồi, tay hất lên, chén trà trên bàn trà bị ông ta xoay tròn hướng về phía trên đầu Diệp Phàm. Trò xiếc thôi. Diệp Phàm cứ ngồi trên ghế, đưa tay kéo, chén trà đứng vững trên bàn. Ngay cả nước trà cũng chưa rơi ra chút nào. Điền Ly Thu trợn mắt, biên hôm nay gặp cao thủ. Ông ta đột nhiên bắn người ra trên sống, hai chân dẫm lên nước muốn bỏ chạy. Có tôi ở đây, muốn trốn sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tay vỗ xuống nước, lúc này trước mặt Điền Ly Thu sóng dâng cao lên chừng một mét. Sóng dữ quay cuồng. Làm Điền Ly Thu đứng không vững, ông ta cắn răng một cái, đàn ông không chịu lép vế. Bởi vì, những cảnh sát mặc thường phục đang nhìn chằm chằm. Y cắn răng một cái chui xuống sông, Điền Ly Thu làm trưởng môn của Thiết Phiêu Môn, tư thế bay lên cao rồi chui vào nước thật sự vẫn rất đẹp. Tuyệt đối không thua các vận động viên nhảy cầu. Nhưng, dầm một tiếng, đầu của Điền Ly Thu lập tức sưng lên to như cái bánh bao. Lão Điền tức giận. Ai đã đem tấm gỗ lớn như vậy ném vào sông chỗ lão chui xuống? Đây chẳng phải là thêm phiền sao? Tức giận thì tức giận, chạy trối chết quan trọng hơn. Lão Điền quyết định chút giận vào tấm gỗ đã làm cho đầu lão có cái bánh bao. Vì thế một quyền đánh ra, nhưng lão Điền sửng sốt. Bởi vì, y cũng không phát hiện trên sông có tấm gỗ nào, hình như là một khối băng mỏng vậy. Trong sống làm sao lại có thể có khối băng nổi? Nếu như nói là mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân còn có thể. Tỉnh An Đông của chúng ta dù mùa đông khắc nghiệt cũng không có khả năng có băng. Huống chi hiện giờ là tháng 8, là mùa hè, cả Cáp Nhĩ Tân sống cũng không có băng. Nhưng, trên sống đúng là có một khối băng kỳ lạ. Lão Điền ngứa mắt, tức giận đến một cước muốn dẫm nát khối băng sau đó lợi dụng lực của khối băng để bay lên cao nhảy cầu. Nhưng, Điền Ly Thu chân mới vừa đặt lên khối băng, không đợi y đạp xuống. Khối băng kỳ lạ đột nhiên gãy thành mấy phần. Điền Ly Thu vừa thấy đang muốn nhảy lên, nhưng hiển nhiên quá muộn rồi. Mấy khối băng chết tiệt kia đột nhiên thẳng đứng lên, gắn Điền Ly Thu vào trong đó. Nhất thời lão Điền như là được gắn vào trong một cái hộp bằng thủy tinh. Điền Ly Thu bị nhốt trong hộp thủy tinh, lão già này gấp đến độ liều mình, quyền cước toàn bộ đá vào khối băng. Ngay cả đao bên hông cũng bị y rút ra, tập trung nội khí nhắm thẳng vào khối băng. Tới lui lui mấy trăm lần, lão Điền đã mệt, nhưng khối băng mỏng bao quanh vẫn không thay đổi. Hình như đột nhiên biến thành lồng hợp kim vậy. Đừng lãng phí khí lực, lên đây đi. Diệp Phàm ngồi trên ghế cười nói, tay chỉ xuống thuyền, khối băng mang theo Điền Ly Thu bay lên không trung. Diệp Phàm hơi động tay, Điền Ly Thu xoay tròn trên không trung, giống như một khối cao sốc trời mấy chục năm nay. Hơn nữa tốc độ cực kỳ mau, Điền Ly Thu phải quay cuồng trong khối băng. Hình như rất thảm. Diệp Phàm thấy người này mình đầy thương tích nên tay kéo một cái. Khối băng từ trên cao nện xuống thuyền, dầm một tiếng vang lên. Khối băng mang theo Điền Ly Thu đâm thủng khoang thuyền,
mà Diệp Phàm lại đưa tay ra, nội khí cuốn theo Điền Ly Thu lên bong tàu, lại rầm một tiếng, Điền Ly Thu giống như con chó đang nằm trên mặt thuyền. Tất cả những việc này ngoài Sa Thiên thì mọi người đều há hốc mồm. Bọn cảnh sát mặc thường phục tất nhiên trong lòng khiếp sợ không thôi, thầm nói băng này từ đâu tới, không phải là phép tiên chứ. Nhưng, các đồng chí đều tin rằng khối băng này chắc người thanh niên này đã giấu trong sống từ trước. Có lẽ vị thanh niên trẻ tuổi này biết thói quen của Điền Ly Thu nên đã tạo ra một khối băng đặc biệt. Đương nhiên, mấy đồng chí cảnh sát đều tôn sùng, nếu không phải là đang thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc họ đã hô Diệp giáo chủ vạn tuế. Còn nhóm đệ tử của Thiết Phiêu Môn, một đám ủ rũ đã sớm tỏ vẻ cầu xin. Đương nhiên, công lực của Diệp Phàm cũng làm cho các đệ tử này cảm thấy thua không oan. Thiết Phiêu Môn thua trong tay hắn mới không làm thất vọng các đệ tử của Thiết Phiêu Môn. Diệp Phàm duỗi tay ra, kéo Điền Ly Thu. Bắt về để thẩm vấn. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh. Thả tôi ra, các anh dám bắt tôi sao? Lúc này người áo đỏ kêu lên. Không dám bắt cậu, cậu là cái gì? Ngưu Bá dũng cảm lên tiếng đầu tiên, ba ba ba, tát cho cậu ta hơn 10 cái. Dừng tay lại, người áo đỏ đã thành đầu heo rồi. Tôi là Hồng Đường của phái Côn Lôn, các anh dám đánh tôi, ông đây. Hồng Đường vừa nói đến đây, lại thình thịch mấy tiếng vang lên, Ngưu Bá dùng chân đạp, lại 7-8 lần, đau đến mức người này muốn kêu mẹ. Côn Lôn. Hồng Đường còn muốn nói ra uy phong của phái Côn Lôn đã lại bị Ngưu Bá đá cho mấy đá, người này không dám nữa. Gần 2 tiếng sau, Cục Công an Hoành Giang vang lên tiếng súng, Cục trưởng Cục Công an Tiền Trọng đã xong đời. Vương Triều báo lại, Cục trưởng Cục Công an Hoành Giang Tiền Trọng đã tự sát ở văn phòng. Tham bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. Tiền thật ra không nhiều lắm, chỉ hơn 100 vạn, có một biệt thự, giá trị hơn 5 triệu. Nhưng, y giúp đỡ Điền Ly Thu nhiều chuyện lắm, mà Tiền Trọng chủ yếu là nể mặt Giám đốc Công an tỉnh An Đông Trương Thượng Thủy. Mà Tiền Trọng cũng là do một tay Trương Thượng Thủy đề bạt lên. Cho nên, Tiền Trọng đến Hoành Giang để giúp đỡ Điền Ly Thu và Thiết Phiêu Môn. Vương Triều nói. Vậy Giám đốc Trương có lẽ là đại tham. Diệp Phàm hừ nói. Cũng không đúng, chỉ là một người. Vương Triều đáp, Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Triều hỏi. Việc này giải thích thế nào? Trương Thượng Thủy vốn là em họ của Điền Ly Thu, năm nay 40 tuổi, nhỏ hơn Điền Ly Thu mấy tuổi. Từ nhỏ do Điền Ly Thu chăm sóc. Từ tiểu học, trung học, đại học rồi đi công tác. Mấy năm nay đều là Điền Ly Thu đứng sau lưng vung tiền chống đỡ mới có thể làm cho ông ta ngồi lên vị trí phó giám đốc sở công an. Cho nên, Trương Thượng Thủy coi như là đời sau của Thiết Phiêu Môn. Đương nhiên, mấy năm nay những khoản tiền lớn của Trương Thượng Thủy đều do Điền Ly Thu cấp. Vương Triều nói, xem ra, có thể để lộ vụ án với Ủy ban Kỷ luật tỉnh An Đông. Diệp Phàm nói, có thể, tôi lập tức đi tỉnh lỵ một chuyến. Vương Triều nói, đúng rồi, Tuyết Tùng Liên đâu? Diệp Phàm hỏi, đã bị Điền Ly Thu ăn luôn rồi, nhưng lão già này vẫn không thể nào đột phá đến bán tiên thiên. Có lẽ Diệp Phàm Tuyết Tùng Liên còn ít năm, dinh dưỡng chưa đủ, hoặc là cốt của Điền Ly Thu không được, cơ sở không chắc. Vương Triều nhìn không được mắng. Có lẽ là vậy. Lấy về phối chế sinh mệnh tiềm lực hoàn có lẽ hiệu quả cũng không được tốt lắm. Không có thì không có. Đúng rồi, nói về tội thì ba kẻ dưới tay y chắc chắn sẽ vào tù chứ. Diệp Phàm hỏi. Ha ha, đó là đương nhiên, cả Điền Ly Thu. Nhưng thôi, buổi trưa tổ trưởng cung nghe xong rất vui. Người tổng bộ cử đến có lẽ đã đến An Đông rồi. Nhưng thủy mẫu này cô thực ngang ngược, nếu anh Diệp Thu nhận cô chỉ sợ gặp phiền toái gì đó. Người có tâm tính khác thường này ở bên người không an toàn. Vương Triều hơi có vẻ lo lắng. Ha ha, ở quần đảo bên kia dù sao cũng phải sắp xếp một cao thủ nữ bảo vệ cho nàng. Tôi không yên tâm, Lạc Phi công lực cao, nhưng dù sao cũng là đàn ông, không tiện lắm. Còn Thủy Mẫu, tôi có khi có cách, việc này cậu không cần phải lo lắng. Diệp Phàm biết, việc này chỉ sợ giấy không bọc được lửa. Vương Triều nói. Ha ha. Cậu lo lắng tổ trưởng cũng sẽ biết đến Thủy Mâu này. Hơn nữa biết cô là người có cảnh giới cao nhất trong ba thuộc hạ của Điền Ly Thu. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, hiện giờ tổ đang thiếu người. Mà trận chiến trên đảo Thủy Tinh hy sinh 2 vị đồng chí, trọng thương 3 vị đồng chí. Lập tức đã đi 5, ngay cả Tây Môn tướng quân cũng lui về. Tổng bộ có nhu cầu cấp bách về bổ sung nhân lực. Thiết Phiêu Môn ngã xuống đúng là cơ hội của tổ.
Tổ trưởng cung buổi sáng được anh báo cáo, có lẽ đã cử người điều tra. Bọn họ có cách, chúng ta biết, thì họ có lẽ đã biết từ trước. Vương Triều nói. Không sao. Diệp Phàm khoát tay áo, vẻ mặt bình tĩnh. Biết rồi, có lẽ anh đã nói trước với tổ trưởng cung. Vương Triều cười nói. Không. Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Không, vậy việc này. Vương Triều hỏi cho rõ. Việc này tất cả mọi người đều biết, cậu nghĩ lại xem, chúng ta lần này đến Thiết Phiêu Môn là gia tăng nhân tài cho tổ rồi. Điền Ly Thu mới hơn 50 tuổi, hoàn toàn có thể vì tổ 20 năm nữa. Ngoài ra, có khi còn tăng thêm cho tổ một cao thủ bán tiên thiên nữa. Đương nhiên, với điều kiện cho phép, mà thủy quái và thủy thứ thân thủ cũng không tồi. Một Điền Ly Thu có thể so với mấy thủy mẫu. Hết thảy những điều này liên quan đến tôi. Tổ trưởng cung chắc chắn sẽ biết thủy mẫu, hành động của chúng ta lớn như vậy không thể có thể nói dối tổ. Nếu chúng ta không báo cáo về thủy mẫn, tổ trưởng cung có lẽ sẽ hiểu. Thật ra, Diệp Phàm tôi có thể nhận thêm nhiều người cấp dưới. Dùng lời của đồng chí cung Khai Hà mà nói quân nhà họ Diệp thật ra chính là người ngoài biên chế của tổ đặc nhiệm A. Hơn nữa, không cần chi phí, không chiếm biên chế, cớ sao ông ta không làm. Khi có hành động, không cần tổ nói, tôi cũng sẽ mang người theo có phải không? Diệp Phàm cười nói.